cô. Thì cũng rất vinh dự cho tôi được trao đổi các thầy cô trong chương trình ngày hôm nay ở đây. Thì với Cầu Giấy thì là chúng ta cũng làm việc nhiều, cũng là quen biết cả rồi. Đấy, thì hôm nay đây thì vừa với vai trò là báo cáo viên, vừa với vai trò là cuốn đầu tiên ấy, thì người ta làm rõ STEM là cái gì. Nhưng đến bây giờ khi chúng ta đã biết STEM là gì rồi thì chúng ta phải làm cái câu hỏi thứ hai, những thì thực hiện STEM trong chương trình cơ sở thông như thế nào. Đấy, sau đó thì chúng ta mới trao đổi vấn đề thứ hai là các cái bài minh họa đấy thì ta dạy thế nào hiệu quả. Thì chúng tôi cũng tặng nhà trường các bộ sách, thì trong đó tôi đã viết hai bộ cho tiểu học. Hiện nay tôi đang hoàn thành cái bộ cho mẫu giáo, đấy là một bộ bài học STEM và một bộ đó hoạt động trong STEM. Thì như ở quận Hai Bà Trưng tôi mới làm từ tuần trước đó, mỗi tuần trước hôm nay là tuần này bắt đầu là người ta có cái đề án STEM, người ta dựa vào cái hoạt động giáo STEM để cái đề án thì trang bị khảo học các thứ là, còn chúng ta là bài học STEM để tất cả giáo viên chúng ta thực hiện. Đấy là cái mà chúng tôi nói với vai trò là chúng ta phải tìm ra được cái STEM là cái gì trong chương trình nhá, chứ không phải chúng ta dạy STEM như một cái tích hợp vào chương trình đâu. Đấy, thế thì nếu mà chúng ta nhìn được cái ưu điểm mà STEM thế, chúng ta sẽ tự xây dựng được kế hoạch, và cái đó mới là cái mà chúng tôi mong muốn trong cái trong STEM này. Và trong các cái văn bản hướng dẫn mà chúng ta luôn nhấn mạnh là xây dựng kế hoạch cho STEM trong kế hoạch giáo dục nhà trường, nghĩa là chính các thầy cô khi dạy trong các môn học đó, là chúng ta thực hiện trong STEM. Thế thì khi mà nói thế thì nó có rất nhiều hình thức. Đầu tiên là trong bài học, hai là tổ chức các hoạt động trải nghiệm STEM, và ba nó mới đến các cái bước đầu cho các con học công nghiên cứu. Thế thì trong ba cái hình thức đó thì chúng tôi nói lại một cái hình thức mà hiện nay là chúng ta hay nhầm, đó là cái trải nghiệm STEM á, là chúng ta hay nghĩ rằng đó là cái ngày hội, nhưng ngày hội là chỉ một trong bốn phương thức trải nghiệm STEM thôi. Ngoài trải nghiệm STEM nó còn câu lạc bộ, nó còn hoạt động thể dục thực tế, và nó còn cái dự án STEM. Thế thì dự án STEM là cái gì? Đấy, thế thì tôi sẽ chiếu xong như tôi nói tổng quát các cái cùng chung đã, là ví dụ trường Dịch Vọng Đai chẳng hạn, đấy, với một cái khoảng sân trường như thế này mà nhà trường, công hiệu trường bắt động, đó là chúng ta thực hiện trường học xanh. Đấy, trường học xanh nhé. Đấy, tiêu chí trường học xanh là chúng ta như tuần tháng 9 cũng có chuyên đề cho các tự nhiên trường học xanh. Thế thì nó mới ra vấn đề là trường học xanh thì là trường học như thế nào. Thế thì lúc đấy là giao với các tổ chuyên môn với tổ xây dựng một cái coi như là dự án để trường học xanh. Thế thì là trồng cây hay là tiêu chí hay là xem là vai trò của cây, lợi ích của cây. Thế là khi lúc đó thì là môn tự nhiên xã hội mình dạy về vai trò thực vật, thì mình xem là vai trò cây nhà trường như nào và trường cần trồng cây ở nào ở đâu, thì các con đi xuống khảo sát. Thì bài học đó nó là một bài học STEM nhưng mà đang là thực hiện các cái dự án STEM đấy của nhà trường. Đấy, rồi môn tự nhiên xã hội dạy về giao thông, vậy thì khi trồng cây nhà trường thì ta làm như nào, đi như nào. Môn mỹ thuật thì xem là làm thế nào mà có những cái tranh cổ động cho trường học xanh, vậy thì chúng ta xây dựng ý tưởng, chúng ta thiết kế như nào. Nhà trường lại đề xuất ở trong môn toán, môn công nghệ, làm nào mà thiết kế được trường học chúng ta hướng tới trường học xanh. Thế thì khi hướng vào như thế thì cái chủ đề của cái dự án STEM của nhà trường hôm nay là các em sẽ giải quyết vấn đề thực tiễn trong cái bối cảnh của nhà trường này, là xây dựng mô hình trường học gì nhỉ, trường học xanh. Vậy thì tổ toán, nhóm toán sẽ xem là có những cái dự án nào lồng ghép vào bài học nào để các em học cái đó, môn tự nhiên xã hội, môn khoa học, hay là môn công nghệ, hay là môn mỹ thuật, hay môn tiếng Việt. Đấy, thì chúng ta sẽ viết về chủ đề trường học xanh. Thế là đến cuối kỳ 1 hoặc cuối kỳ 2 chúng ta có ngày của STEM, thì là chủ đề ngày của STEM năm nay đó là trường học xanh, thì cái đó là dự án STEM của nhà trường. Chứ nó khác với dạy học dự án nhé. Dạy học dự án một bài học, ta dựa vào các bước thực hiện dự án để ta dạy học thì mới có xác định nhu cầu xây dựng kế hoạch, thực hiện kế hoạch để đánh giá, để điều chỉnh. Thì đấy là dạy học dự án, là dạy học theo các bước dự án, và nên dự án STEM là như vậy. Thế thì một số thầy cô trên bộ hay là một số chuyên gia nói là tôi đi tôi thấy một trường Úc này, người ta chỉ có mỗi một cái lối đi thôi, người ta đặt cho học sinh là làm nào xây dựng được lối đi vừa để bảo vệ cảnh quan vừa thân thiện với môi trường, thì người ta thực hiện cho cái dự án đó là học sinh đề xuất, nhưng người ta có làm cái lối đi hay không theo học sinh là không có nhé, và dựa vào đó để người ta xây dựng cái kế hoạch đó thực hiện tốt đẹp. Thế thì lúc đấy thì
cuối năm chẳng hạn là các con sẽ trình bày ý tưởng của mình, có con thì vẽ tranh, có con thì thực hiện các cái mô hình, có con thì thực hiện cái trồng cây. Thế thì lúc đấy nhà trường nghe là ý tưởng của các con là như thế này, và những ý tưởng đó thì các con đều hướng tới trường xanh, và đấy là mong muốn của các con. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta mà thiết kế lại cái quang cảnh nhà trường ấy, thì chúng ta không phải là lấy cái của các con thiết kế đâu, mà cô lại đưa ra là nếu cô muốn thiết kế như thế này thì theo các con cần phải điều chỉnh cái gì, cần phải làm thế nào. Thì lúc đấy cái dự án đó là dự án STEM của nhà trường, là mình đã chọn chủ đề giáo dục hình thức STEM. Đấy, thì cái đó là nó hình thức là trải nghiệm STEM. Nhưng cái quá trình trải nghiệm đó là các thầy cô đã đưa vào trong bài học của các môn học và tổ nhóm chuyên môn đó. Khi đó người ta biết thích được cái gì, bởi vì rất nhiều bài học trong chương trình. Vậy thì chúng ta là mỗi bài học chúng ta tìm một cái nào nó tích hợp, thì đấy là tích hợp nó mang cái tính đơn lẻ. Nhưng mà bây giờ chúng ta tích hợp vào để giúp học sinh nó có cái tư duy về chính cái trường này này. Đấy, thì đấy là người ta thực hiện cái dự án STEM. Đấy, và một số trường ví dụ như là như trường mà Quang Vinh ở bên Cổ Đề ra đâm là năm ngoái hay năm kia, chúng tôi có được mời tham dự cái ngày hôm đó, người ta làm như vậy là người ta gọi là môi trường mơ ước. Đấy, học sinh cái đề xuất của nó thực hiện dự án STEM mà. Đấy, nó có cả những cái mô hình. Thế thì những cái đó là một trong cái trải nghiệm STEM. Còn cái thứ hai và cái thứ ba là bước đầu làm quen với trung học, thì cái đó là thành học sinh năng khiếu rồi, và các trường cũng có câu lạc bộ để thực hiện điều đó. Thì cái đấy cũng mới sâu. Cái đấy thì vừa rồi chúng tôi cũng hỗ trợ một số một trường cái tổ đấy cũng xây dựng cái ý tưởng cho học sinh thôi, và hỗ trợ học sinh là có sản phẩm để đi thi, chứ chúng ta cũng không đặt vào cái đấy là như một kế hoạch để dạy học được và những cái nhà trường. Thế thì khi tôi nói cái đấy thì nó nằm ở đâu trong chương trình phổ thông, và cái đấy có phải cái mới không? Thì xin thưa các thầy cô, nó không phải cái mới đâu, mà nó đã định hướng trong chương trình phổ thông 2018. Thì tôi đưa ra một số cái nét tôi chú ý như này, nó là giúp người học làm chủ kiến thức phổ thông. Ví dụ ở đây tôi lấy ví dụ thôi, là thế nào là làm chủ kiến thức phổ thông. Thế thì hai chương trình 2017-2018 2018 là hai bậc của cái thiết kế. Theo như UNESCO là học để biết này, học để làm này, học để cùng chung sống này, và học để khẳng định mình. Thế thì chương trình 2017 là chuẩn kiến thức kỹ năng. Chuẩn kiến thức kỹ năng đó là học thì anh biết cái gì, nghĩa là cái người học á thì cái câu trả lời anh học biết cái gì. Nhưng chương trình 2018 thì muốn phát triển năng lực, cái câu hỏi là học để anh làm được cái gì, nghĩa là tất cả các hoạt động định hướng bây giờ là phải tạo ra cái sản phẩm. Tạo ra sản phẩm đây chúng ta đừng hiểu hần lầm là sản phẩm vật chất nhé, là sản phẩm là gì. Anh làm thì anh phải để lại cái gì đó. À, anh làm sản phẩm anh có thể là nói, là bức vẽ, là viết, là cách làm. Thế thì chương trình 2018 là chương trình định hướng phát triển năng lực, thì năng lực phải thể hiện ra bằng hành gì nhỉ? Hành động. Thì hành động phải tạo ra sản phẩm nhỉ? Sản phẩm. Thế thì câu hỏi đơn giản ấy, nếu chương trình 2006 là chương trình định hướng chuẩn kiến thức kỹ năng, thì cái câu hỏi cho người học ấy là học thì em biết cái gì, thì chương trình 2018 là học thì em làm được cái gì. Cho nên từ 2345 từ 5312 tất cả hoạt động đều hướng đến tạo ra một cái sản phẩm nào đó. Sản phẩm ở đây là gì? Là học sinh nói, cách học sinh viết, cách học sinh vẽ, cách học sinh làm. Thì tí nữa tôi sẽ cứu cái khung năng lực đó để chúng ta biết rằng là người ta hướng đến là làm được cái gì. Thế thì khi làm được cái gì này, là người học sẽ vận dụng cái kiến thức vào để làm thế này. Đấy, thì mới giúp người ta làm chủ kiến thức phổ thông. Thế thì như sáng nay chúng tôi dạy thì có một cái điều ngạc nhiên, tôi xong cả lao thì một cô giáo lên nó bảo là cô hỏi là thế thì cô hiệu trưởng ấy là lên thì nếu như nói như thầy dạy thế thì cái kiến thức mà không được chú trọng trong chương trình sẽ phát triển năng lực, bởi vì chẳng thấy thầy nói thế nào về kiến thức cả. Thế thì người ta bảo là vận dụng kiến thức thì phải có kiến thức mới vận dụng chứ. Vậy thì em phải dạy kiến thức trước sau mới vận dụng. Và đúng rồi, hiện nay cô đang làm như vậy đấy. Đấy, thế thì bây giờ tôi đặt ra vấn đề này nha. Người ta nói là từ trực quan sinh động đến tư duy chủ tượng. Thế thì đầu tiên là cô củng cố kiến thức học sinh, và sau khi có kiến thức rồi các thầy cô mới đưa ra những tình huống cụ thể để học sinh vận dụng kiến thức vào. Vậy thì chúng ta đang đi con đường là từ tư duy chủ tượng và đến trực quan sinh động. Vậy thì thầy cô coi kiến thức là quan trọng, nhưng các thầy cô vẫn rất mạnh và cứ phải học sinh hiểu rồi thì các thầy cô mới cho học sinh gì nhỉ? Vận dụng. Nhưng bây giờ làm như thế thì nó ngược của hai cái. Ngược cái thứ nhất là kiến thức ấy là được hình thành trong quá trình học sinh hoạt động, chứ không phải là dạy kiến thức cho học sinh, học sinh. Đấy, đấy là cái thứ nhất nha, nó phải thiết kế tạo xã hội đó, hoặc là learning by doing đó. Cái thứ hai là khi nó đã có kiến thức rồi mà nó vận dụng vào trong cái tình huống đó, là chỉ ra cái đó thôi, thì là dưới mức phát triển của nó.
nghĩa là bây giờ nó có kiến thức ôn thi vân vân như thế thôi. Thì bây giờ là trong STEM người ta nói cái này này, là đầu tiên học trò nó có nhu cầu giải quyết cái vấn đề đó hay không đã. Nó có nhu cầu rồi thì nó sẽ tham gia và đề xuất cách giải quyết. Khi nó giải quyết xong thì nó sẽ chiếm lĩnh được kiến thức, và cuối cùng chúng ta phải đưa ra kết luận nhận định để chốt kiến thức đó. Vậy thì thay vì tôi phải cung cấp kiến thức cho anh bằng cái con đường là trừu tượng, thì bây giờ là qua trực quan là anh quan sát này, anh làm này, anh thu được kiến thức, và tôi chỉ có mỗi cái vấn đề là tôi kết luận kiến thức đến cho anh. Thì ta gọi là từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Anh làm, anh có kinh nghiệm, anh hình thành kiến thức. Vậy thì cái kết quả cuối cùng đều là phải có cái chốt kiến gì nhỉ? Kiến thức. Nhưng cô lấy kiến thức lên đầu cô dạy, sau đó cô lại chỉ tình huống cho học sinh vận dụng, thì bây giờ nó có con đường. Đó là học sinh nó có nhu cầu thì học sinh gì nhé? Tìm hiểu. Học sinh tìm hiểu là học sinh hoạt động. Học sinh hoạt động nó sẽ hình thành kỹ năng, năng lực và kiến gì nhỉ? Kiến thức. Và nhiệm vụ của chúng ta là tổ chức cho nó hoạt động, rồi cuối cùng nó ra kiến thức, thì chúng ta làm sao? Chốt kiến thức lại. Vậy thì người ta nói rằng năng lực không phải là bỏ qua kiến thức, mà là người ta coi trọng anh là vận dụng kiến thức vào để anh tìm ra nó, thì anh sẽ làm gì nhỉ? Làm chủ nó. Còn kia là anh không phải làm chủ. Tôi nói cho anh thì đấy là thông tin thôi. Ví dụ là trao đổi với các thầy cô này, nó chỉ là thông tin thôi. Hôm qua hôm nay là thầy cô quên hết, bởi vì chúng ta có rất nhiều thông tin chúng ta cập hàng ngày. Đấy. Thế thì bây giờ mục đích một cái này, khi tôi trao đổi này, xong tí nữa các thầy cô vận dụng vào, các thầy cô làm vào, thì cái thông tin tôi nói được các thầy cô tiếp nhận và các thầy cô vận dụng nó vào để các thầy cô tạo ra một cái bài dạy, thì lúc đó mới chuyển thành kiến thức của các thầy cô. Thế giống như giờ là tôi dạy các thầy cô được giao chẳng hạn, bữa ngày bữa nay là tất cả các thầy cô đều biết hết những trái nào cả. Thế thì ngày mai thì bảo thầy Hải bảo luộc rau như này này, thì cái đấy chỉ là thông tin không hề kiến thức. Nhưng bắt đầu cũng bắt tay vào luộc, bảo thầy Hải nói thế này không đúng, thầy Hải phải nói thế kia mới đúng cơ. Mà mình làm luộc mãi như thầy không ra, mình phải điều chỉnh này mới được rau xanh cơ. À, rau xong rồi vớt ra lại nó dối thế này, à, thầy không nói chỗ này mà phải rau muốn sâu thì thế này cơ. Thì lúc đó cái thông tin tôi nói đã chuyển qua cái kinh nghiệm và cách làm thầy cô, thì lúc đấy nó gọi là kiến thức. Thì làm chủ kiến thức là như vậy. Và hiện nay là chúng ta đã đang truyền đạt kiến thức cho người học, và chúng ta luyện như thế này là chúng ta sử dụng thuyết hành vi có kiến thức, chúng ta luyện cho tập cho học sinh để học sinh ghi nhớ kiến thức, học sinh vận dụng và giải bài tập, xong sau là kiến thức mới. Thì tất cả cái chúng ta làm đấy thì hiện nay nó vướng phải một cái là vì cái học sinh nhá, tôi nói là học sinh nhá, cái con tôi các anh chị ấy, là nó không hứng thú, là nó không tập trung. Và phần lớn thời gian là ta dành để gì nhỉ? Quản lý lớp và để tập trung nó. Chứ còn nó không hề để ý đến bài học của chúng ta muốn gì nhỉ? Muốn dạy. Nhưng vì sao không để ý? Thì chả có liên quan đến nó cả. Nên là chả để ý. Nên ví dụ là nó đang học trên lớp mà chỉ có tiếng động ở ngoài thôi, thì nó chú ý ra bài hết. Nghe ta lúc đấy vô hình với nó. Thế thì để tập trung lại với bài ta, ta lại giữ trật tự lại bằng mọi cách. Thì cái thời gian ta dùng để giữ trật tự và ổn định lớp nhiều hơn thời gian ta được gì nhỉ? Được dạy. Thế người ta bảo tại sao như vậy? Vì trẻ nó không phải là nó có cái tư duy như của ta, là cái tinh thần tự chủ để tập trung như này, mà trẻ nó rất là gì nhỉ? Hiếu động. Vậy thì chúng ta phải dựa vào cái nó quan tâm, cái vấn đề của nó để chúng ta dạy nó. Vậy nó thì muốn làm đấy, chứ hiếu động mà. Còn chúng ta lại làm gì? Dựa vào cái nó muốn làm, chúng ta muốn dạy. Thế thì cái đó người ta gọi là chủ sinh làm chủ. Thứ hai là biết tận dụng kiến thức hiệu quả vào đời sống thực tiễn. Thì cái này tôi cũng nói lại một cái từ như này rất là hay, là tôi thì người nước ngoài cũng về làm cái chuyên đề, lúc đấy có cả sở có tôi dạy dạy cái bài, không biết là hôm nay cô cũng chọn bài là nơi sống của động vật. Thế thì khi cô giáo hỏi học sinh nói con lạc đà sống ở đâu này, con chim bên cụt sống ở đâu này, con hà mã sống ở đâu này, thì cả con cá voi sống ở đâu á, rồi đúng là không có biển, không có sa mạc, không có gì hết đấy, chỉ có vịt thôi. Đấy, thế thì sau khi dạy xong ngồi góp ý trên đường xe bôn này này, thì tôi mới hỏi thế thì bây giờ là tất cả những con vật học sinh biết đâu, nó đều biết qua TV, biết qua YouTube và biết qua gì nhé, phim hình. Vậy thì khi thế thì đáng ra phải có một câu hỏi nữa đó, là thế ở nhà các con có những con vật nào, những con vật đấy sống ở đâu? Thế thì học sinh nó mới biết những con vật đấy, nó mới biết môi trường sống của nó. Và khi nó xây dựng sản phẩm thì nó mới lấy con vật đó. Thì lúc đấy cái bản chất là nó học á, nó hiểu con vật đó. Và nó đưa cái con vật đó vào trong bài học á, thì nó mới hứng thú được cái bản chất học của nó. Thì người ta gọi là giải quyết vấn đề thực tiễn trong bối cảnh gì nhỉ? Cụ thể. Chứ còn nếu không, ta không đưa ra bối cảnh cụ thể, nó giải quyết ở tận
nước nào có sa mạc, nó cần thiết ở tận Bắc Cực, ở Nam Cực, ở đâu đó. Và cái đó mà chúng ta chấp nhận với nó thì nghĩa là bài học đó gần như không có giá trị với nó trong cái việc là vận dụng vào cuộc sống. Nên người ta mới có cái từ là vận dụng hiệu quả kiến thức vào đời gì nhỉ? Đời sống. Anh vận dụng vào là cái cuộc sống của anh như này. Ví dụ là các thầy cô cũng chọn vào cái thước là này, tại sao bắt được đứa trẻ đi làm cái thước? Đấy, trong cái bài của tôi đưa bài STEM lên lớp 1 đó, làm cái thước. Thế thì khi học sinh nó có tính gì hay quên thì cô giáo cũng hay nhắc phụ huynh là bố mẹ chuẩn bị cho con cái này kia. Vậy thì cái vấn đề là các con lấy thước lên kể, những bạn nào có thước giơ tay lên nào, hay nơ thước lên nào, bạn thì có, bạn thì quên. Chúng ta chẳng không hay mắng học sinh làm gì, mắng học sinh nó sẽ là buồn cả ngày, nó buồn cả buổi thì nó không học. Người ta bảo giờ bạn thiếu thước thì làm thế nào có được thước cho bạn, lớp chúng mình có thiết kế được thước cho bạn hay không. Thế thì khi nói đến thế thì thước thi thì bây giờ là bạn cần thước kẻ, bạn cần thước đo, bạn thiếu thước rồi, các bạn đề xuất là làm cái thước hỗ trợ bạn. Thì khi nói đến làm cái thước hỗ trợ bạn đấy đó, thì học sinh nó nói là con sẽ làm cái thước nào, con làm thước nào, thì có nhóm nó giỏi mà nó có cái mỹ thuật, nó làm thước, nó sẽ trang trí thước màu sắc khác nhau. Có nhóm nó giỏi toán, nó sẽ làm hình dạng khác nhau. Có nhóm nó giỏi viết chữ trước hơn á, nó sẽ viết các lời, là con sẽ viết lời để bạn đỡ quên thước. Và có nhóm thì nó lại có thể làm khác cơ. Thế thì khi đó nó gọi là làm thiết kế. Thiết kế sao nó làm thước, nó làm thước thì con trình bày là con có tặng bạn thước như thế nào này. Thì cái bài đó là chúng tôi đưa vào là nó dạy cái về phần hình là về hình nhất là đo và đơn vị của cách đo. Thế thì lúc đấy không phải là mình bắt nó làm cái thước, nếu mình bắt nó làm cái thước mà mình sai thì nó không có thế, bỏ nó làm cái thước thì mẹ rồi cô ơi con có thước rồi con có phải làm không, rồi cô ơi thước nó khó lắm, cô ơi nọ cô ơi kia, nó không có nhu cầu. Thế nhưng mà vì là mình giáo dục cái trách nhiệm á, là hỗ trợ bạn ấy, thì lúc đấy nó lại trở thành cái nhu cầu của nó. Thì lúc đó người ta gọi là giải quyết vấn đề thực tiễn trong bối cảnh gì nhỉ, cụ thể. Chứ mà vào cái hôm nay ta học bài cái thước tôi chết rồi, sao đi làm cái thước. Giả sử chúng ta quên thước thì chúng ta cần thước kẻ, chúng ta phải làm cái thước lại càng sai nữa. Bởi vì giả sử là cái chúng ta đặt ra tình huống nhưng nó có quên không, không nó có mà nó chả quan tâm đấy. Nên là trong cái này thì chúng ta lưu ý này, người ta có một cái từ nhấn mạnh là giải quyết vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể. Nghĩa là cái gì? Nghĩa là học sinh ấy nó đang cần cái gì ấy, nó đang làm cái nào thì chúng ta hỗ trợ nó. Thì cái đấy là tí nữa các thầy cô phân tích bài, các thầy cô nhấn mạnh nha cái vấn đề ấy. Nên là trong cái pha đầu tiên, bởi vì các thầy cô đã tập huấn và biết rồi, nó có một cái pha là rất quan trọng đấy. Đây là tôi nói là cái pha rất quan trọng nhé, là cái pha là đây đấy, là xác định vấn đề đấy. Còn cái này là quan sát và đặt câu hỏi. Thế thì trong một bài học STEM, nếu mà chúng ta không xác định được vấn đề, chúng ta ở đây là ai, là giáo viên ấy, thì chúng ta không thể chuyển giao được vấn đề cho học sinh. Ví dụ vấn đề là tại sao mà nơi sống của động vật này, trong yêu cầu cần đạt nó có bài là chỉ được nơi sống động vật nha. Tại sao phải làm cái thước này, tại sao phải làm cái đồng hồ này đấy, thì tại sao cái thước, tại sao cái đồng hồ ấy, là chúng ta phải nghĩ cái cách ra là để học sinh ấy nó phải trả lời được tại sao nó làm cái thước, tại sao làm cái đồng hồ ấy. Thì lúc đấy nó mới xác định là em sẽ làm cái thước như thế này, em sẽ làm cái đồng hồ như thế này, em sẽ trình bày cái đồng vật này, thì chúng ta được cái yêu cầu là xác định vấn đề đấy. Thế thì tất cả hiện nay là các thầy cô đều dùng cách là mình thông báo vấn đề cho học sinh và mình bảo học sinh làm cái gì, nên cuối cùng là khi bảo nó là nó không có vận động vào bên trong bản thân nó, là nó cứ chỉ đợi mình bảo đâu thì nó làm gì nhỉ, làm đấy. Và một buổi học nó sẽ bị gián đoạn ra bởi cái việc là nó cứ đợi mình bảo nó làm gì thì nó gì nhỉ, làm cái đấy. Thế thì đối với STEM nó không phải như vậy. Đối với STEM là gì, là anh có nhu cầu trước, anh muốn làm cái gì anh nói cái tiêu chí của anh đi, rồi từ đó mình mới dựa vào cái nó muốn làm để mình dạy nó đấy. Ví dụ muốn làm cái thước thì mình muốn đơn giản nó cái phép đo thì mình bảo thế con muốn thước có độ dài bao nhiêu, làm thế nào chia độ dài, tìm cách chia độ dài cho cô. Vậy thì con ơi con muốn cái thước như cái thước này, về độ dài thước là bao nhiêu, làm nào đo được độ dài, thì nó mới kể để nó đo độ dài của cái thước của nó. Vậy thay vì là các con kể cho cô một đoạn 5 cm hay là 7 cm hay là 8 cm như kiểu chúng ta giao một cái nhiệm vụ, thì bây giờ ngược lại là nó sẽ phải tự tìm cách nó kẻ cái thước đấy, và ta chỉ có chỉnh nó kẻ thế nào cho gì thôi, cho đúng thôi. Vậy thì cái quá trình này ta dạy nó cách đo, rồi ta ra bài tập, rồi ta luyện nó cách đo cho đúng, thì bây giờ lại ngược lại. Nó có nhu cầu gì nhỉ, đo, nó thực hiện phép gì nhỉ, đo, và ta chỉ có điều chỉnh phép đo thôi, thì ta gọi là kết luận và nhận gì nhỉ, nhận định.
Thế thì từ cái là tôi bắt anh làm theo cái ý của tôi, anh làm mà anh cũng không vui, thì bây giờ ngược lại, anh vui vì anh làm và tôi chỉ chỉnh cái làm của anh theo cái đúng cái mà tôi mong gì ạ, không muốn, thì cái đó nó mới ra được là cái kiến thức gì nhỉ, nền. Đấy, thế thì hiện nay chúng ta làm cách là chúng ta dạy hết kiến thức nền như bình thường, chả liên quan đến STEM cả, cấp hết cái kiến thức nền cho học sinh, sau khi học sinh vận dụng lại thì nó học kiến thức nền nó rất là chán rồi, thì đến tí nó có tí STEM làm ấy thì nó mới gì nhỉ, vui. Thế tự dưng bài học là hai pha, pha thứ nhất là khổ như đi cày là bình thường, pha thứ hai mới được kết quả là nó được làm, và học sinh nó chỉ háo để nó được gì thôi ạ, được làm. Nên là khi tất cả tôi dạy mà vào cái là để đồ lên xong bắt đầu dạy bình thường trên này nó chả nghe, nó không dạy gì cả, nó chỉ có ngồi nó nghịch gì đâu, nghịch đồ. Thế tự dưng dạy STEM xong là rất là vất vả, là chỉ có quản nó không được nghịch đồ nhưng lại phải chúi lên trên này. Thế là một phát là hai pha, pha thứ nhất là phải đi giữ học sinh, nếu không để đồ lên thì nó sẽ tập trung lên trên mình nhỉ, mình. Đấy, thế thì khi chúng tôi vào nhiều lớp như thế, chúng tôi nói luôn là làm như thế là phân tán sự tập trung của học sinh. Bây giờ chúng ta đặt xong vấn đề, nó muốn làm á thì nó phải nói được nó làm như thế nào á, nó làm như thế nào rồi ta mới hỗ trợ nó làm, thì mới là các con muốn làm thế nào. Đối với lớp một lớp hai là nói cái sẽ làm và sau đó nó làm cái như đã gì nhỉ, đã nói là thế. Đến lúc làm xong à, con muốn thước này như này nhá, giờ cô hỗ trợ các con thiết bị này như thế này này, giấy gì này, là con sẽ làm cái thước nhé. Đấy, còn nếu mà cái nuôi sống động vật này, con muốn làm một cái bức tranh mô tả động vật trong nhà con sống ở đâu, thì bức tranh cần cái gì à, cô hỗ trợ con như này nhé, thì lúc đấy mới đưa đồ lên. Đấy, chứ còn nếu bạn đưa đồ lên ngay từ đầu, học sinh nó hoàn toàn nó không hề tập trung vào các thầy cô gì nhỉ, nói và STEM bắt đầu dừng luôn ở đấy, là chỉ có đi là tập trung hỗ trợ học sinh thôi. Và chúng tôi thấy là cái đề xuất giải pháp này này là rất quan trọng, còn cái chế tạo này này là sau khi có hết cái này rồi, nó ra giải pháp rồi, chúng ta mới gì, đưa đồ lên để cho nó làm pha này. Thế thì cái pha đề xuất và lựa chọn giải pháp này này là làm như thế nào, là ví dụ làm cái thước, thì chúng ta không bao giờ được nói với trẻ là con phải làm cho cô cái thước một cm hay 10 cm bao nhiêu cả, mà chúng ta con muốn làm thước độ dài bao nhiêu, à nhóm con muốn làm thước độ dài bằng này này, bằng này là bao nhiêu, dạy trẻ ước lượng mà 10 cm. Nhóm con bao nhiêu, con muốn làm cái thước dài ra để con kẻ dài, dài bao nhiêu, 20 cm. Nhóm con làm ngắn cái này thôi để con cắt túi là bao nhiêu, 5 cm cũng được. Vậy nhóm này 5, nhóm này 3 cũng hay, để các con làm thế nào, thì lúc đó nó mới ra được cái thiết kế của các tình nhỉ, các nhóm. Vậy tí nữa nó trình bày con muốn làm thước bao nhiêu, 5 cm, thì thước này có đúng 5 cm không. Nếu các thầy cô lấy thước chẳng chạy vào nhau hết, không nảy sinh được cái câu hỏi vấn đề của sinh, đấy là cái vấn đề của STEM. Đấy, bản thân cái thuốc hay là cái bức tranh môi trường sống của động vật, nó chỉ là đồ dùng phương tiện học thôi, mà cái quan trọng của nó phải là cái năng lực của học sinh. Đấy, thì năng lực ở đây là tí nữa các thầy cô dạy mà nó cứ biểu hiện được ngần này cái năng lực đó là chúng ta thành công, nó không biểu hiện được là chúng ta không thành công đâu. Đấy, thứ nhất là cái năng lực nhận thức. Trong cái nhóm môn này thì nó có năng lực ngành này, đối với tự nhiên xã hội này, nó phải kể tên, nêu nhận biết, nêu ra được, trình bày được một số đặc điểm, mô tả được, so sánh được. Còn đối với khoa học thì kể tên, nhận biết này, trình bày, mô tả được sự vật, so sánh, lựa chọn, giải thích. Vậy thì những cái này nó chỉ được bộc lộ khi mà nó làm, nó trình bày lại cho chúng ta. Tôi lấy ví dụ là mô tả sự vật hiện tượng bằng các hình thức biểu đạt khác nhau. Vậy thì con muốn làm cái thước đấy như thế nào? Nó phải nói được, nó phải gì nhỉ? Phát họa ra được, hoặc phải kể ra được thì nó đạt cái yêu cầu là mô tả. Và hiện nay là chúng ta giới thiệu cái thước xong yêu cầu nó đứng lên nó mô tả là mô tả gì nhỉ, lại thì cái mô tả lại là mức thấp nhất của cái hình như. Đấy, thế thì những cái này là những cái mà chúng ta lưu ý là mô tả này, so sánh này, ví dụ là thước của con và cái thước mẫu này nó như thế nào, hay là giải thích mối quan hệ có mức độ đơn giản hiện tượng, thì cái này nó có những cái hiện tượng khoa học. Thì đây thành phần này là thành phần đầu tiên của năng lực tìm hiểu tự nhiên xã hội, và nó có cái quy trình tìm cần khám phá trong đó đấy. Thứ hai là cái thành phần là tìm hiểu về tự nhiên xã hội, thì các thầy cô lưu ý là người ta yêu cầu sẽ phải quan sát và đặt được câu hỏi này, đưa ra dự đoán, đề xuất được phương án, thu thập xử lý này. Tôi giả sử là đưa ra dự đoán thôi, thế thì khi chúng ta đặt nó như thế là học sinh phải đưa dự đoán như thế nào, ví dụ là thế thì thước của con làm thế nào cho nó thẳng, nó dự đoán thẳng, và con sẽ làm cái đấy bằng cái gì, thước của con là
khi kẻ có bị dây ngược ra không, vân vân. Học sinh nó phải có cái không, thế nào là có, thế nào là không, thì nó phải đưa ra cái cách làm, đưa ra được phương án giải quyết, thì lúc đó nó mới ra. Nên toàn bộ cái đấy nó nằm ở cái pha là cái thiết kế, nghĩa là em phải nói được cái em sẽ gì nhỉ, sẽ làm. Em phải đưa ra được phương án mà em sẽ gì nhỉ, làm, thì nó mới bật được ra cái thành phần năng lực này. Đấy. Còn khi mà chúng ta làm như thế này này, là chúng ta sẽ giới thiệu cho học sinh, sau chúng ta yêu cầu học sinh gì nhỉ, trình bày lại là làm như thế, là học sinh nó chỉ ở mức thấp thôi, mức gọi là lưu lại thôi. Đấy, thì chúng tôi trao đổi một cái thứ nhất là về cái khung về năng lực tìm hiểu xã hội. Trao đổi cái thứ hai là thiết kế. Thì bây giờ là gần như khi chúng tôi đi dạy ở một số tỉnh, người ta cũng hỏi là thế sao không bỏ được thiết kế này đi, học sinh yếu lắm, học sinh bé không thiết kế được, thì chúng tôi cũng lạ. Nên chúng tôi mới nói như thế này ra, người ta lại nhận biết được muốn tạo ra sản phẩm công nghệ cần phải gì, thiết kế. Thiết kế là quá trình sáng tạo, kể tên các công việc. Nó muốn tạo ra cái thước thì nó phải đưa ra được một cái cách thiết kế làm cái thước. Nó muốn làm cái bức tranh mô tả động vật, nơi sống động vật, thì nó phải kể ra, ấy đưa ra. Thế thì nêu được ý tưởng và thực hiện một số động vật đơn giản từ những vật liệu thông thường, chúng ta phải hướng dẫn. Hoặc đây, trong đấy là làm đồ chơi, thì khi chúng ta tích hợp công nghệ vào, nếu thầy dạy môn tự nhiên xã hội thì đang tích hợp cái quy trình thiết kế đây này. Như là bình thường là tôi sẽ thông báo cho học sinh, tôi sẽ giảng giải cho học sinh, nhưng bây giờ tôi lại thông qua cái thước, thông qua cái đồng hồ, thông qua cái gì đó để học sinh nó thiết kế ra cái đó, là tôi đang tích hợp là dẫn đến cái tư duy thiết kế cho học sinh. Đấy, thì tích hợp đây không chỉ là tích hợp kiến thức đâu, mà nó còn tích hợp là cả cái quy trình. Ví dụ là học sinh hình thành cái năng lực khoa học, học sinh hình thành cái gọi là năng lực thiết kế. Đấy, thì tí nữa thì khi các thầy cô trình bày thì các thầy cô cứ bám sát cái này cho tôi. Nếu mà nó là quy trình thiết kế thì các thầy cô đưa ra. Vậy thì trong cái này này, người ta cụ thể yêu cầu cần làm, và tí chúng ta có chính cái yêu cầu cần làm của mạnh đấy ra, chúng ta nhờ AI và đánh giá xem cái bài đấy đã đạt thế không đạt. Đấy, thế thì tôi nói lại nhé. Vậy thì có hai cái mà tôi phải đề ba trước khi mà chúng ta trình bày này. Thứ nhất là cái gì đây, cái khung năng lực này, để cô chụp lại nha. Tí nữa chúng ta khi các thầy cô trình bày bài thì chúng ta sẽ dùng cái này này, chúng ta hỏi ChatGPT là trong cái bài học trên cơ hội nào cho học sinh thể hiện những cái này. Các thầy cô đưa lại nhá, tôi cũng sẽ hỏi thế. Nghĩa là bây giờ bài thì các thầy cô đã soạn rồi đúng không ạ? Tí nữa các thầy cô lên demo đúng không ạ? Các thầy cô, tôi vừa lập cái nhóm Zalo này, các thầy cô gửi cái bài đấy lên trên nhóm, bởi vì trong cái đường link gửi các thầy cô có đủ hết tất cả các bài, không thiếu bài nào đâu. Ta gửi cái nhóm. Xong bây giờ là cái bài ta muốn học sinh biểu hiện các cái năng lực này, đấy là cái năng lực tìm được tự nhiên xã hội nha. Thế thì ta đưa cái này vào để nhờ ChatGPT nó đọc này. Sau khi nó đọc xong, ta mới up cái bài của ta lên, ta nhờ nó đọc và ta yêu cầu nó là phân tích cho tôi kế hoạch vừa rồi học sinh có thể phát triển biểu hiện năng lực nào ở đây. Nó sẽ chỉ ra cho chúng ta. Được chưa? Đấy, nghĩa là thay vì tôi phân tích thì một chiều, nhưng ta nhờ ChatGPT ta phân tích nhỉ? Phân tích. Đấy, thì chúng ta sẽ làm cái bước đó. Và từ cái đó thì các thầy cô thấy là khi mình phân tích một bài thì phải có chú trí. Vậy ở đây ta dùng ngay cái biểu hiện năng lực và xem học sinh có biểu hiện cái năng lực nào để ta làm khung gì nhỉ? Tiêu chí. Được chưa? Vậy thì chúng ta chốt hai vấn đề này. Là đầu tiên là phải thể hiện rất rõ cái bài STEM làm thế nào học sinh nó nêu được vấn đề của nó muốn á. Được không ạ? Và khi nó có vấn đề của nó muốn rồi thì lúc đó chúng ta mới tổ chức dạy được. Chúng ta không áp đặt học sinh. Đấy. Cái thứ hai là khi các thầy cô tổ chức, chúng ta dùng tiêu chí là lấy các cái năng lực này này. Đấy, biểu đạt năng lực này này. Đấy, được chưa? Đấy. Chúng ta nhờ ChatGPT phân tích cho chúng ta và cần điều chỉnh hoạt động nào để nó biểu hiện năng lực. Đầu tiên nhờ phân tích, xong chúng ta là điều chỉnh cho tôi các hoạt động để biểu hiện cái này. Đấy, thì nó rất rõ. Điều cái này thì chúng ta nhìn ngắn gọn như vậy. Được chưa? Đấy, thì tôi trao đổi qua một chút trước khi chúng ta vào phân tích những cái bài. Trong cái mà tôi trao đổi với các thầy cô ở đây thì các thầy cô lưu ý là khi chúng ta vào kế hoạch bài dạy của một bài, tôi bây giờ bài ra
sư muốn một bài lớp 3 đi. Các thầy cô đang chọn ở phần bài này là bài trong cái sách hoạt động STEM. Tôi sẽ nói tới những tổ chức hoạt động STEM sau, vì nó phụ thuộc vào cái kế hoạch của nhà trường, nó có rất nhiều kế hoạch làm STEM. Đây, tôi nói cái này, môn toán. Đấy, các thầy cô lưu ý cái tổ chức như này. Đây. Trong một cái đầu tiên là cái bài này này. Thực hiện đường đếm, đọc viết các số trong phạm vi 10 phối hợp với các ký tự gấp xe dán. Thì đây là cái yêu cầu của bài học, là học sinh phải thực hiện được đấy. Vậy thì khi như thế này là môn chủ đạo là môn toán. Thế thì cái tích hợp là như thế nào? Ví dụ khi học sinh làm cái thước thì thường là môn chủ đạo là môn toán. Đấy, đặt đến hay đo được đấy là một tí này thôi. Sau đó có rất nhiều cái môn tích hợp ở đây, và cái tích hợp này thường dài hơn cái yêu cầu của đàn này đấy. Thì cái tích hợp này này chúng ta hiểu là đây là dự kiến của thầy cô thôi. Còn đối với học sinh chúng ta không áp đặt nó tích hợp như thế này. Lúc đấy bạn dạy học tập như thế là một bước đấy. Mà chúng ta chỉ tập trung vào những môn chủ đạo của chúng ta thôi, để làm sao đạt những yêu cầu cần đạt của môn gì nhỉ? Chủ đạo. Thì ta tích hợp vào là để đạt được hiệu quả hơn yêu cầu cần đạt của chủ đạo. Còn khi tích hợp thì nó sẽ phải có hai cái vấn đề. Một là nếu các thầy cô gợi mở tích hợp môn mỹ thuật ấy, thì các thầy cô phải đặt học sinh là các con muốn thức có màu gì, các con muốn thức có hình dạng nào để học sinh gợi mở nó. Còn nếu các thầy cô muốn tích hợp nhiều thì các thước của các con có những đặc điểm gì, làm thế nào nhận dạng được, bạn thì nó biết là nó có cái năng lực ngôn ngữ tiếng Việt tốt thì nó biết được nha. Đây là lớp một mà, bạn thì nó gì nhỉ, dùng màu, bạn thì nó là dùng hình dạng của gì nhỉ, toán, các hình dạng hình học á. À, có thể bạn là con sẽ làm một thức con to, như là một con tư duy tự nhiên. Thế thì những cái đó là kiến thức nó huy động từ các môn gì nhỉ, học hoặc từ thực tiễn. Thì cái bản chất tích hợp thế là giải quyết hiệu quả vấn đề. Chúng ta không áp đặt học sinh thức nào cũng phải gì nhỉ, tô màu. Đấy, nên là hiện nay là cứ đưa yêu cầu vào là chúng ta bắt học sinh tô màu này, bắt học sinh kẻ đấy, đúng là chúng ta không khác gì, chúng ta đang áp đặt học sinh. Mà người ta nói là học sinh ấy, vận dụng kiến thức kỹ năng đã học vào để giải quyết hiệu quả và vấn đề đấy một cách hiệu quả. Thì mỗi học sinh nó có cách giải quyết khác nhau thì nó huy động các kiến thức khác gì nhỉ, khác nhau. Đấy, thì các thầy cô lưu ý nhé. Nên nó có cái này là môn chủ đạo là cái môn chính ta cần phải đạt, và các môn tích hợp khác thì nó chỉ ở cái mức là hỗ trợ để đạt được yêu cầu về đạt môn chủ đạo tốt hơn thôi. Tuyệt đối không dùng cái tích hợp nhiều hơn cái chủ đạo. Nhiều bài trên chúng tôi dạy thì dự giờ mà chúng tôi nhìn đấy là không biết đang dựng một cái giờ gì nhé. Bài STEM thì nó cũng chưa hoàn chỉnh, và bài môn học thì nó không ra môn học. Nghĩa là chúng ta đang làm quá tải của một bài học trình STEM. Đấy. Thế thì khi mà các thầy cô nhìn thấy mô tả như thế này này, là cái quan trọng đọc đếm đây này, phối hợp nhất kỹ năng này để tạo ra sản phẩm, thì những cái này này không phải là mục tiêu chủ đạo của chúng ta. Mà chủ đạo là cái gì nhỉ? Đọc này đến các số trong phạm vi gì nhỉ? Vậy thì nếu mà chúng ta quá thiên về trình bày cái thước này là học sinh không đạt được cái trên, và chúng ta sẽ phải dạy lại cái của toán đấy. Đấy, chị lưu ý. Thế thì đầu tiên là khởi động thì có hai hình thức để chúng ta phân biệt cái tính khởi động ở đây. Thứ nhất là một bài học thì có hai hoặc nhiều tiết học, giờ thường thiết kế một bài hai nhiều tiết. Thì một bài học thì có một hoạt động khởi động, hoặc là khởi động để xác định vấn đề theo 2, 3, 4, 5 đấy. Nhưng trong tiết học thì tiết học nào có khởi động và không giới hạn cái khởi động của tiết học, người ta gọi là tạo cái tâm thế cho sinh vào học đấy. Ví dụ là bài học này tôi dạy tiết 1 thì cái khởi động bài học cũng là khởi động trong tiết học, để đa từ học sinh nó mất tập trung á, thì qua cái khởi động á là nó sao nhỉ, tập trung vào bài học và nó phát hiện ra vấn đề. Thì đấy là một, thường là chúng tôi dùng một bài hát hoặc là dùng một cái gì đó trong cái slide người ta thì cô tả về ấy.
đấy là bài hát, để làm sao từ đang cái trạng thái mà mất kiểu tập trung thì nó mang tập trung. Nhưng trong khi dạy đến giữa tiết mà cảm thấy học sinh của mình nhiễm trùng nó yếu hoặc là nó mất tập trung, chúng ta vẫn tổ chức khởi động bình thường, được chưa? Thì khởi động đó là khởi động của tiết học để làm sao mà tạo cái tâm thế học sinh, chứ tránh hiểu lầm. Ví dụ có những thầy cô khi mà trao đổi chúng tôi là thầy ơi, thì cả một bài này, này là bốn tiết mà có mỗi hoạt động khởi động này thôi, thì đến tiết sau em làm thế nào? Đấy là các thầy cô đang hiểu nhầm khởi động của bài học và khởi động của gì nhỉ? Tiết học người ta vẫn dùng chung một từ là gì nhỉ? Khởi động. Nhưng hai vai trò là khác nhau. Một cái là hoạt động mở đầu khởi động, đó là của một chủ đề, một bài gì nhỉ? Bài học. Còn các thầy cô là phải có những cái hoạt động khởi động của tiết học để giúp học sinh từ trạng thái mất tập trung hoặc cũng nên riêng các bài giống như trong máy tính nhé. Đấy thì cái đó đang học mà ta thấy nó quá tải, ta hoàn toàn ta có thể cho nó gì nhỉ? Khởi động. À thì trước khi nó trình bày ta hoàn toàn khởi động, sau khi các con nó bày hết rồi, bây giờ làm thế nào các con trình bày được hay như bài hát đó chẳng hạn thì nó mới hồ hởi chứ, chứ đang làm cho các con xong chưa, xong chưa lên trình bày nhá, trình bày nhá, nó vẫn hì hục nói gì nhỉ, nó làm và lúc đấy thì nó không ra được cái bản chất của mình đấy. Nên là trò chơi này khởi động thì các em hiểu là của tiếp gì nhỉ, bố bài gì nhỉ, bài học. Nhưng khi chúng tôi thiết kế lần trước khi vào đây đã có một cái chủ đề của tiết gì nhỉ, tiết học, và tiết nào chúng tôi cũng chèn các cái gì nhỉ, bài hát vào, là để tạo cho học sinh từ những cái trạng thái khác nhau nó phải tập trung về cùng một trạng thái gì nhỉ, chuyến bài học. Đấy thì cái đó là đặc điểm của sinh tiểu học. Trung học không có đâu, trung học kiểu khởi động bài học một cái vào cái là làm ngay, nhưng tiểu học cái sự tập trung của bạn rất nhỏ như chúng ta được. Thứ hai là tất cả những cái hình như thế này này chỉ là cái gợi ý của đây là trong môn toán, mà nếu mà các thầy cô muốn tích hợp tự nhiên xã hội vào thì khi người học toán thì các thầy cô có thể là dùng các bông hoa, dùng các hình hoặc dùng đồ chơi ô tô hay dùng các sticker, là quyền các thầy cô, được chưa? Bởi vì nếu bài này là bài toán đầu tiên thì các con vẫn chưa nhận diện được các gì nhỉ, các hình chẳng hạn, đấy thì chúng ta không dùng các gì nhỉ, hình, mà chúng ta dùng các hạt cũng được, chúng ta dùng các gì nhỉ, sticker cũng được. Mục đích của nó là tập gì nhỉ, tập đếm, đúng không ạ? Vậy thì khi các con làm ấy thì các thầy cô có thể đưa các cái sticker trống ra để các con tô hoặc để các con làm sao mà để các con là có hứng thú khi con tập gì nhỉ, tập đếm. Và bây giờ là chúng ta tập đến đồng thanh, tập đến gì thì bây giờ là các con sẽ tự là đếm, cứ khay nọ đến khay kia, sau đó nó làm cái khay. Như ở đây khay là chúng tôi muốn có là hình học đây nhé, có 10 ô chắc chắn sử dụng đẹp được nhiều lần. Tại sao lại phải có 10 ô? Bởi vì các con tập đếm trong phạm vi gì nhỉ, 10, để nó có đưa vào bao nhiêu đến bao nhiêu thì nó cắt được, nó xé được, nó sáng được. Nhưng các thầy cô có thể thêm tiêu chí vào, và tiêu chí là đừng cắt hình ngộ nghĩnh hay là bằng cái gì đó, hoặc là bằng các hình học đơn giản nếu các thầy cô muốn các con nhận diện hình. Nghĩa là chúng ta tích hợp vào để các con là có nhận diện các hình khác nhau. Thì mục tiêu là học sinh tập đến. Vậy tích hợp như thế nào vào là quyền của các thầy cô. Ví dụ của học sinh lớp này là cô muốn tích hợp thêm là nhận diện các hình, thì các thầy cô bảo cô muốn cái khay của cô có 3 hình tam giác, 2 hình vuông, vậy còn thiếu đâu các con cho hình tròn, vậy chúng ta cần mấy hình tròn, nó sẽ phải tư gì nhỉ, tư đến thì nhận diện hình. Nhưng mà các thầy cô là muốn bông hoa cơ, muốn tích hợp với lại thực vật cơ, nhận diện hoa cơ. Hoặc là thế học sinh nó thích tích cơ, cô muốn khay của cô có 5 hình mặt cười, 2 mặt mếu chẳng hạn, đấy là quyền các thầy cô. Đấy, chứ còn về bản chất môn toán nó chỉ giải quyết bài này là một bài STEM để giúp học sinh để thực hiện đến được các số trong phạm vi gì 10. Thì cái khay nó làm là của nó, cái hình nó làm của nó, nhóm này thì hình dùng hình phẳng, nhóm này thì dùng sticker, nhóm kia dùng hoa kia dùng được, và có nhóm thì nó ngổn ngữ gốc được kể đó, và các thầy cô phải khơi gợi đến những từ đó đấy. Còn nếu mà ta cho nó làm cùng là không nên, bởi vì tại sao nó không nên, bởi vì nếu nó không có sự khác biệt thì nó không đặt ra được câu hỏi như cái phần năng lực tôi vừa trao đổi đâu. Đấy, nó phải có một cái năng lực của nó. Rồi, thì nó có những cái bước này này, bởi vì chúng ta nhìn vào là chúng ta có thể dạy được ngay. Sau khi thảo luận xong cái tiêu chí này nhé, các thầy cô muốn gì, các con muốn gì ở đây, thảo luận này, chia sẻ ý tưởng cách mình học quá này, đấy, để ở đây là được rồi nhé. Thì đến cái phần thứ hai là các con sẽ phải là thiết kế. Thì cái nói thiết kế là một cái nói mà tiếng chung thôi, gọi là chung chung thôi. Còn đối với học sinh á, thì chúng ta là cho nó lựa chọn ý tưởng và đề xuất con muốn làm cái khay như thế nào. Cái khay ở đây là giống như cái khay đây chức năng của nó nhé, nên chúng tôi vẫn dùng từ cái khay đó. Đấy, như thế nào, cách gợi ý các loại hình khay, nó muốn là hình chữ nhật hay nó muốn là hình gì, nó gấp hoặc nó tô, nó kẻ, nó đã là quyền của các con. Chúng ta chỉ cần biết là làm thế nào để chia được bao nhiêu ạ, 10 ô để các con tập gì ạ, tập đếm thôi.
vậy thì nó có thể kẻ, nó có thể gì gấp, nhưng mà si mà cảm thấy lớp nó không làm được thì con làm cái ý tưởng ngắn này không, không con làm thì cô gợi ý nhé, chứ tuyệt đối không gợi ý cho trẻ nghe gì đâu đấy. Bởi vì đây chúng ta không phải đặt trẻ vào khó khăn đâu, mà trẻ nó phải tư duy vấn đề. À, cô muốn làm cái khăn mà là khay mà được 10 ô, có con nào ý tưởng không? Bạn trình bày thì có đứa nó nghe, có đứa nó không, nhưng mà lúc đấy nó phải là trả lời được. Thì chúng ta dạy học phát triển năng lực thì người học là phải phát triển đưa nó ra. Còn nếu chúng ta mà dạy một cái đại trà là gần như là người học người ta cứ bám vào cái người ta cho, người ta không có cái sự chủ động được. Thì từ đó thì nó lựa chọn các cái giấy màu làm, thì các cái nhóm khác nhau các thầy cô cố gắng cho gợi mở các con là làm theo các cách khác nhau, như là các con tự đưa ra con làm cái cách nào, con làm cái cách nào và các con đưa ra cái đấy, sau đó thì là sử dụng sản phẩm. Thì lúc này mới ra vấn đề của toán của các thầy cô này là nếu chỉ làm cái khay và chấm điểm cái khay thôi là không phải STEM đâu, vì bản chất là làm cái khay thì giải quyết vấn đề gì ấy, làm cái khay để các con là tổ chức cùng một cái trò gì nhỉ, trò chơi, thì nó giải quyết vấn đề là các con có thì các con mới được gì nhỉ, được chơi chẳng hạn. Thế thì được chơi chính là được tập củng cố toán đấy, trưng bày khay nên một rất kỳ xếp một số lượng như hình tương ứng là khay. Vậy thì khi các thầy cô ở đây là các con có khay chưa, cô bảo xếp 5 hình thiếu mấy hình, xếp 3 hình thiếu mấy hình, là các con sẽ phải tập gì nhỉ, tập đến đặt đến mục đích của mình là đến đến trang phạm vi gì nhỉ, 10 đấy, đến hệ số. Vậy thì khay là của nó, hình là của nó, còn cô còn hiện nay là cô cho dơ bảng, thì dơ bảng đấy thì nó coi như một nhiệm vụ học và nó cảm thấy là nó không hứng thú. Còn là cái khay của cậu hỏng mới để ra cộng nơi bạn, cô ơi bạn làm hỏng khay các thứ như này, thì cái đó là chúng ta mong muốn. Bởi vì tại sao mỗi em nó đều có cái cá nhân của nó trong đó thì nó sẽ phải gắn kết với nó. Vậy thì thay vì cô hô khẩu lệnh thì bây giờ là nó tự làm và thậm chí là nó phải bảo vệ trước mình, trước bạn bè nó, thì cái vấn đề của toán là nó được giải quyết đấy. Còn cái cách của chúng ta là như này, nếu cô đặt đây là có 10 ô, cô đặt đây là có hình đẹp, cô đặt đây hình gì thì cô chỉ mặt cười. Nếu mà chúng ta lưu ý nhé, khi đánh giá này là các con tự đánh giá với nhau á, là khay của bạn không tốt thế khay của bạn thì chẳng hạn, chứ chúng ta không gán là bạn này tốt cô tuyên dương bạn này tốt cho 10 điểm, không không cần phải làm thế đâu, mà chúng ta là các con đi trưng bày khay. Khi chúng tôi thực nghiệm ở trường Trần Quốc Tuấn đấy, Trần Quốc Phản đấy, thì cô có thể cho các con mang khay lên để các bạn đi, các bạn quan sát để các bạn đánh giá là bạn này thì thế này, bạn kia đến kia, như là chúng ta bồi dưỡng cái năng lực tự đánh giá cho các con đấy. Chứ bản thân chúng ta là chúng ta đánh giá học sinh ấy, là qua cái làm đấy sản phẩm của chúng ta mình học sinh ấy, để cho đánh giá xem là qua sản phẩm thì con đã học được toán chưa, con đã học kiến thức chưa đấy. Chứ còn bình thường bạn chúng ta sẽ dạy là đến 1 2 3 4 1 2 3 4 và chúng ta đã củng cố thì bạn cho con lên đếm, thì khi chúng ta gọi lên một bạn lên đếm này thì các bạn dưới không có nghe đâu đấy. Và lúc đấy là chúng ta cứ gọi lên thì bây giờ học nó trở thành là cứ bạn này ngồi xuống bạn kia lên, và khi bạn lên thì ở dưới nó không tập trung được thì lúc đấy nó khó, thì lúc này là chuyển cái vấn đề học tập vào tay của nó. Thì cái tôi lấy một ví dụ của bạn để cho thầy cô hình dung là tất cả những cái như thế này này là cái động lệnh này là quan trọng, còn cái này là chỉ gợi ý, và không bao giờ bắt trẻ làm y hệt như nhau như thế này, mà chỉ gợi mở để trẻ làm sao nhỉ, đưa ra cách làm của gì nhỉ, của trẻ đấy, thì cái đó thì mới đạt được bản chất STEM. Đấy, nên là khi nói đến khay người nó có rất nhiều đa dạng các cái khay người, đa dạng cả cái hình nữa đấy, thì lúc đó chúng ta đạt được cái STEM đấy. Nên là người ta bảo là 909 ấy là tăng cường tích hợp nghệ thuật vào để tăng cái phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh và hướng đến giáo dục STEM như vậy đấy. Nhưng là mình không máy móc của cái khay mà mình dựa vào khay để mình dạy gì nhỉ, dạy toán. Vậy thay vì mình dạy đến 1 2 3 người thì bây giờ người bạn là nó làm ra và nó sẽ phải tự gì nhỉ, tự đến tự kiểm đến. Vậy thì từng cá nhân nó sẽ làm ra và từng cá nhân nó sẽ được học gì nhỉ, học đến. Và vai trò thì mình chỉ còn đó là yếu thì mình người thôi hỗ trợ thôi đấy. Thì cái cách xem là nó làm như vậy đấy, thì một giờ học nó sẽ là chủ thành rất linh hoạt rồi. Vậy thì tôi đã trao đổi qua với các thầy cô như vậy, thì bây giờ là tôi sẽ là hướng dẫn các thầy cô cái sử dụng ChatGPT đấy, đánh giá các thầy cô quan sát một chút đấy. Thầy cô nào vào được nhóm Zalo gửi giúp tôi kế hoạch mà các thầy cô sẽ dạy trên Facebook cũng được này. Đâu nhóm hai trên đâu ô nhầm à đâu ô thế thì nhầm à từ nhầm nhóm thứ hai chưa rồi à, nghĩa là các thầy cô vào đây là vào được hai rồi chưa à?
À, chị không nhắm. Nhắm. Ôi, thế sao không nói tôi? Tôi hoài dạy quá. Tôi đã được nhóm rồi mà. Nhóm chúng ta là nhóm đây, nhóm gì? Vâng, và Phú Thọ đây. Tỉnh Phú Thọ. Yeah.
nhất sẽ được gửi lên thứ nhất là cái gì rồi cái file là năng lực ở đây đây là từ năng lực của tí nữa cái file là STEM tiểu học thì trong này là tiêu chí bài STEM tôi gọi là tiêu chí bài STEM đấy thì tôi chỉ có gõ mỗi cái lệnh thôi để các thầy cô nhìn nhé. Đây các thầy cô lưu ý này, tôi yêu cầu nó là đọc giúp tôi tiêu chí bài học tem thì nó đang đọc giúp này, nghĩa là đầu tiên là chúng ta phải dạy nó tem như là cái AI nó như đứa trẻ, là nếu bình thường nó trắng phớ, nó rất là liều, tao hỏi cái gì nó cũng nói, thì bây giờ ta đặt nó này là đọc giúp tôi cái tiêu chí bài học tem đấy, thì nó đọc cho tôi là 7 cái này, mặc dù trong cái đấy tôi đưa ra là 13, tôi có thể nhận nó tiếp. Xong, vậy là lúc này ta đã dạy được nó thế nào là tiêu chí bài STEM rồi. Bám sát chương trình liên hệ thực hiện khả năng thực hành là việc nhóm đa dạng giải quyết đại biểu và công việc có sẵn tích hợp giáo dục nghệ thuật, được chưa? Vậy thì đây là lần này cái tiêu chí tôi chấp nhận đến nha. Tôi dạy nó cái thứ hai. Đấy, là tôi dạy nó về cái là năng lực, được chưa? Đọc giúp tôi cái năng lực khoa học. Đấy, nó đọc giúp tôi năng lực khoa học của tiểu học này. Thì năng lực tiểu có 3 thành phần, tôi chỉ nhập ở đây có 2 thành phần thôi. Đấy, là những cái mà tôi vừa trình bày với cô. Tại sao phải yêu cầu nó đọc? Tại vì nếu các chỉ gửi file, nó không biết là cái gì đâu. Tôi yêu cầu nó đọc, nó chỉ vào file để nó đọc và nó nhớ. Đấy. Rồi. Được chưa? Rồi, đây là đọc, tôi dạy cái thứ hai rồi nha. Bây giờ tôi lấy dạy nó một cái nữa làm cho nó đọc. Ở đây thì tôi không đánh giá theo khung. Nếu tôi muốn đánh giá theo khung 2345 á, khung tiêu chí STEM theo 2345 ấy, thì tôi phải nạp khung vào. Nhưng tôi không đánh giá, tôi chỉ yêu cầu phân tích bài học thôi. Thì đây, đọc cho tôi cái bài dạy. Đấy, đọc giúp tôi kế hoạch bài dạy bằng đề động vật. Đấy, thì nó đọc này, học sinh vẽ đọc, học sinh làm mô hình. Đấy, vậy thì các thầy cô cứ gỡ ra. Trò chơi ai nghe ngay đúng này. Chứ còn ta bảo nó đánh giá là nó đánh giá lung tung đấy, nó phải đánh giá theo tiêu chí của ta cơ. Rồi, vậy đánh giá tổng kết, vậy thì đây nha, nó đưa ra, các thầy cô lưu ý này. Là mục tiêu bài học, học sinh vẽ được, này, học sinh làm được, học sinh đề xuất được, học phát triển được, năng lực phát triển được này. Giáo viên chuẩn bị phiếu học tập, thì cái phiếu học tập là có rồi nhé, giấy bìa và ống kính này. Trò chơi anh nghe đúng chưa lớp thành học sinh này, giả sử nó bắn tắt như này. Thế bây giờ chúng ta yêu cầu đánh giá này. Thì các thầy cô lưu ý là cái năng lực khoa học ở đây rồi, cái tiêu chí ở đây rồi, và cái yêu cầu cần đạt là đây. Đây yêu cầu cần đạt là đây.
đúng không? Không có học. Thế thì ta mới nói đánh giá như thế nào? Yêu cầu nó là phân tích giúp tôi kế hoạch bài học này theo tiêu chí của bài học tem, theo gì nhỉ? Biểu hiện năng lực của học sinh, đáp ứng yêu cầu bạn đạt. Vậy ta có 3 cái nhé. Đây tôi sẽ ra đây. Chí bạc tem là đây là tem tiểu học này. Đấy, nghĩa là chúng ta phải chỉ cái file này ra này, tem tiểu học. Nếu chúng ta không chỉ file ra thì đôi khi nó không làm được. Vậy thì phân tích giúp tôi bài học trên. Đây nhá. Phân tích giúp tôi bài tem trên và bài tem nó vừa đọc này này. Theo tiêu chí bài tem trong file tem tiểu học. Tem tiểu học mà chúng ta nạp nó vào ban đầu đây này. Đấy, tem tiểu học này. Và đây là năng lực khoa học. Đấy. Sau yêu cầu cần đạt là sử dụng đồ sơn đồ là cho ghi đấy. Thế thì ở đây cái form này ấy, nó sẽ giúp cái ChatGPT nó hiểu thông tin đấy từ đâu, phân tích như thế nào, nó phân tích lên cho ta đấy. Thế thì ta xem kết quả nó như thế nào. Thì cái việc này là chúng ta lấy một kế hoạch bài học có sẵn, chúng ta chỉ yêu cầu phân tích nhưng nó giúp ta đọc hiểu ấy, để chúng ta hiểu bài đó nó làm cái gì đấy, nó có đáp ứng yêu cầu không đấy. Đây nó nói này, để phân tích bài học tem vòng đời của động vật theo tiêu chí bài học tem và biểu hiện năng lực khoa học, tôi sẽ sử dụng các thông tin từ các việc bạn đã cung cấp trước đó. Tôi sẽ đảm bảo rằng bài học đáp ứng yêu cầu cần đạt mà bạn đã nêu. Tiêu chí bài học tem dựa trên tiêu chí bài học tem, tem tiểu học nó dựa trên cái file đấy nhá. Liên hệ với thực tiễn, bài học này gắn liền với thực tế khi học sinh tìm hiểu vòng đời của các động vật đẻ trứng và các biện pháp bảo vệ hoặc phòng trừ chúng. Điều này giúp học sinh hiểu rõ sự liên quan của kiến thức khoa học vào đời sống thực tế. Thì lúc này tôi mới gợi ý các thầy cô là như này. Nó giúp học sinh hiểu rõ sự liên quan của kiến thức khoa học vào cuộc sống thực tế. Thì mình có thể hỏi nó là chỉ rõ cho tôi cái kiến thức khoa học nào được vận dụng trong bài này, thì nó sẽ chỉ cho mình cái kiến thức đó, được chưa? Còn nếu mình chấp nhận như thế này một cái là coi như là mình không biết nó là đúng hay là sai đâu. Bởi vì ChatGPT nó như một trợ lý của mình ấy. Nếu trợ lý đưa cái gì lên mình cũng ok là không đúng, mà khi trợ lý lên mình phải check gì nhỉ? Check lại. Thế thì mình sẽ hỏi nó là cái nào, được chưa nào? Thế thì các thầy cô lưu ý nhé, tí tôi sẽ hỏi là kiến thức khoa học nào được áp dụng vào trong gì nhỉ? Trong bài cũng phải chỉ ra.
Rồi, thứ hai là chúng ta nói là khả năng thực hành và trải nghiệm thì nó phân tích trong đa này. Học sinh tham gia vào hoạt động thực hành như vẽ sơ đồ vòng đời của động vật, làm mô hình trình bày phát triển của con non từ trứng. Đây là cơ hội để học sinh trải nghiệm sáng tạo. Làm việc nhóm này, theo yêu cầu xin thảo luận để hoàn thành các nhiệm vụ từ vẽ sơ đồ cá nhân, thậm chí là đề xuất biện pháp phòng trừ động vật. Rồi, tích hợp giáo dục nghệ thuật này, làm việc làm mô hình vòng đời động vật không phải là hoạt động không chỉ là một hoạt động khoa học mà còn tích hợp các kỹ năng nghệ thuật giúp học sinh để lựa chọn vật liệu đề xuất. Vậy thì nếu cái tiêu chí STEM tôi chọn như vậy thì đây nó sẽ phân tích cho tôi, và đưa tiêu chí khác vào thì nó sẽ phân tích. Mình hoàn toàn có thể hỏi nó là trong những tiêu lựa chọn cho tôi một tiêu chí nổi bật nhất trong tiêu chí trên thì nó sẽ chỉ ra một tiêu chí mà phân tích cho mình. Đấy. Thứ hai là biểu hiện năng lực khoa học dựa trên biểu hiện năng lực khoa học trong file năng lực khoa học này. Nhận thức khoa học là học sinh phải nhận diện trình bày được các giai đoạn vòng đời động vật trứng như sâu, muỗi, chim bồ câu vân vân. Điều này đáp ứng tiêu chí nhận thức khoa học khi học sinh phải nhận biết mô tả. Vậy thì tí nữa các thầy cô hoàn toàn hỏi nó cái chỗ này này, chỉ cho tôi cách dạy để học sinh nêu được các cái này, được chưa nào? Thì nó sẽ chỉ cho ta từng bước một đó, được chưa? Còn nếu các thầy cô mà mong muốn nữa là chỉ cho tôi các kỹ thuật dạy học đưa cái này, thì các thầy cô phải nạp kỹ thuật dạy học vào, ví dụ là trách nhiệm qua trò chơi dự án hoặc khăn trải bàn hoặc là bể cá hoặc cái thứ đó, thì nó sẽ phân tích nó chỉ ra cho các thầy cô. Và với chúng tôi làm là chúng tôi đã lựa chọn từng kỹ thuật dạy học cho từng hoạt động rồi, nhưng mà nó sẽ chỉ ra tất cả, nó sẽ ngán vào và ta chỉ có lựa gì thôi, lựa chọn thôi. Đấy. Học sinh sử dụng sơ đồ mô hình mô tả vòng đời. Đây là cách để biểu đạt kiến thức ngôn ngữ viết sơ đồ mô hình giúp học sinh phát triển năng lực kiến thức khoa học. Đấy, tìm hiểu khoa học, học sinh quan sát thu thập thông tin vòng đời khác nhau, từ đó nhận xét kết quả các thứ, thể hiện các thí nghiệm. Rồi, đánh giá đạt yêu cầu. Sử dụng sơ đồ đã cho ghi chú được vòng đời của một số động vật đẻ trứng. Học sinh trình bày yêu cầu ghi chú như nào? Trình bày được sự lớn lên con vật nở ra từ trứng. Vậy thì chúng ta thấy là bài học này chủ yếu tập trung vào là vẽ sơ đồ của động vật và trình bày con non ra từ trứng để đảm bảo yêu cầu của môn khoa học, và vẫn thực hiện theo bài học từ nhà STEM, không có cái vấn đề gì khó khăn cả, được chưa? Thế thì khi nói đến chỗ này thì chúng ta thấy rằng là cái nào chúng ta cần nhấn mạnh, một là sửa cho tôi kế hoạch bài dạy, sửa cho tôi những kế hoạch bài dạy này để tổ chức phát triển tất cả các thành phần năng lực khoa học của học sinh và biểu hiện thành phần tìm hiểu năng lực học sinh theo bài, thì nó sẽ chỉ được ta cái cách tổ chức dạy học phát triển như vậy. Yeah. Đấy, thì bây giờ là giả định đi, được chưa nào? Đấy, nghĩa là chúng ta luôn luôn phải xác nhận lại và điều chỉnh lại, được chưa? Thì bây giờ tôi nói lại này, là chỉ cho tôi hay điều chỉnh cho tôi cái bài học kia để phát triển được tất cả các cái năng lực thành phần của học sinh. Học sinh như vậy. Tôi nói nó này, điều chỉnh giúp tôi kế hoạch bài dạy STEM trên để học sinh đạt được các biểu hiện năng lực trong khoa học, trong bài năng lực khoa học đáp ứng yêu cầu cần đạt, sử dụng sơ đồ từ này cho nhé,
sau đó tôi sẽ yêu cầu nó là chuyển cho tôi sang Firefox. Thì với máy của tôi ấy thì nó không ưa thích lắm với lại cái đồ của Microsoft, nên là không cho tôi ra Firefox. Và nếu máy cô nào dùng Win nó sẽ chuyển sang Firefox luôn, nên có thể cô máy để cô nào dùng đấy thì khi tôi nói chuyển file PowerPoint sẽ chuyển cho thầy cô luôn đấy. Thì bây giờ nó điều chỉnh này, thế thì rồi, thế thì về bản chất nhé, như trong các cái file này chúng tôi đã cung cấp hết cả cái file PowerPoint cho các thầy cô rồi, như PowerPoint đây. Nếu ta muốn điều chỉnh PowerPoint này thì ta chỉ nạp vào PowerPoint này yêu cầu điều chỉnh thôi, tí nữa ta sẽ sử dụng cho Canva, cho Rama. Nhưng Rama thì nó có một cái vấn đề là nếu mà dùng không có nền tảng thì nó chỉ cho ta có hình như là 10 cái slide thôi. Đấy. Thì vòng đời của vận là các thầy cô lên tải slide này vì là các thầy cô hoàn toàn dạy được nhé. Học sinh thì nó có sách, mình thì có bài gì nhỉ? Giả slide. Vậy thì với cái bài này các thầy cô muốn điều chỉnh thì các thầy cô vào điều chỉnh này. Đây. Vậy là nó điều chỉnh giúp tôi này. Mục tiêu bài học điều chỉnh, bổ sung. Rõ ràng mục tiêu học tập liên quan đến sử dụng đá để học sinh có thể ghi chú trình bày chi tiết vòng đời động vật, đặc biệt là sự phát triển của con non từ trứng đến khi trưởng thành. Vậy nó nói trúng rồi nhé. Chuẩn bị giáo viên, chuẩn bị các sơ đồ và động vật để trứng như bướm, chim bồ câu, muỗi. Vậy các sơ đồ lên trên phiếu học tập. Thế thì tí nữa này, các thầy cô hoàn toàn có thể làm này, là chúng ta không có sơ đồ này, nó yêu cầu chúng ta chuẩn bị sơ đồ này nhưng chúng ta không có, đúng không ạ? Thì chúng ta bảo là chỉ cho tôi đường link có những sơ đồ này thì nó sẽ cho chúng ta đường link là có sơ đồ đấy. Đấy, chứ chúng ta thường là phải đi search, đúng không? Nó sẽ chỉ chúng ta. Đấy. Hoạt động trò chơi ai nghe ai đúng, sau khi phân loại các động vật yêu cầu với nhóm học sinh động vật đẻ trứng được phân loại, đấy nó gợi ý chúng ta cách lấy luôn. Hoạt động tìm hiểu vòng đời của động vật đẻ trứng, được chưa? Yêu cầu học sinh, đấy, giáo viên hướng dẫn các học sinh tìm hiểu vòng đời đẻ trứng của động vật, đấy, đề xuất ý tưởng giải pháp mô hình, làm mô hình vòng đời động vật, trưng bày đúng là tiến trình STEM luôn, mà tôi không phải là tham gia vào biên soạn cái gì cả, được chưa? Thì bây giờ tôi nói này, hoàn chỉnh cho tôi kế hoạch bài dạy này và xuất sang cho tôi ngay lập tức. Đó. Tôi yêu cầu là hoàn chỉnh cho tôi mai cái này và chuyển thành file Đức X. Đấy. Thế thì tôi nói lại, vì cái máy của tôi nó không hỗ trợ theo kiểu các cái phần mềm ứng dụng Windows đâu. Đấy, trên là nó sẽ chuyển thành cái file này. Vậy thì tôi sẽ chuyển copy file này, tôi dùng Rama ra tôi chuyển thành file PowerPoint. Đấy là nói là không có PowerPoint nhé, nhưng bây giờ các thầy cô có hết rồi. Đấy, mạng nó hơi chậm luôn đó. Đấy, các thầy cô thử đăng lệnh để xem những cái máy thông minh ấy là nó sẽ chuyển luôn cho các thầy cô thành file đó biết, là các thầy cô chỉ tải về là xong. Rồi. Vậy thì tôi demo nốt là chuyển cái file này này thành file PowerPoint nhé. Đây này, cái đã hoàn thiện cái file đúc bạn có thể tải xuống. Nó không ra file đâu, nó tải lại cho tôi tải file này ở đây, đúc đây. May không, may cho chó. Vậy là tôi có kế hoạch bài dạy, được chưa? Mục tiêu bài học. Vậy, cái này điều chỉnh, nó điều chỉnh rồi. Giáo viên chuẩn bị cái gì? Được chưa? Đấy, thì cái dữ liệu demo tôi vừa gửi các thầy cô, nếu mà cái đưa tiêu chí là các thầy cô còn làm được. Thì bây giờ tôi sẽ đặt cái này là chuyển thành file gì nhỉ? PowerPoint đúng không ạ? Thì tôi có thể dùng ChatGPT. Đấy. Tôi yêu cầu nó chuyển file PowerPoint giúp tôi. Nếu mà may mắn nữa là nó cho
tôi luôn PowerPoint tôi tải xuống. Tôi sẽ sử dụng cái phần mềm Rama. Tôi sẽ gửi lại cho các thầy cô cái hướng dẫn sử dụng phần mềm Rama để xây dựng PowerPoint. Các thầy cô có biết cái từng bước không? Đầu tiên là chúng ta phải coi cái thằng ChatGPT ấy. Chúng ta coi thằng ChatGPT ấy là nó không biết gì cả và chúng ta phải dạy nó. Đây, PowerPoint bằng text đúng không ạ? Giờ tôi sẽ chuyển cái file này vào Rama để làm sao mà nó cho tôi một cái file có hình ảnh. Thì đối với các thầy cô lưu ý là ChatGPT là nó chỉ cho ta cái text thôi. Còn ta muốn có hình ảnh, thậm chí là chúng ta chèn âm thanh hoặc là nó có đoạn video thì ta phải sử dụng các cái app khác. Thì tôi sử dụng cái app Rama nhé. Đấy, tôi sẽ demo một bài cụ thể. Đây. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái file PowerPoint. Thì nó yêu cầu tôi là tạo cách nào thì tôi yêu cầu một cái import file này. Đấy. File PTX này, được chưa ạ? Đấy, thì tôi tìm với cái chỗ vừa nãy tôi lấy cái file PTX này thôi. Đây, vòng đời của động vật. Thì đặc điểm của ChatGPT ấy là nếu mà từ cái bài dạy ta có thể yêu cầu nó là chuyển cho tôi thành hai trình chiếu với học sinh thì nó sẽ bỏ hết những cái gì liên quan giáo viên, những cái chỉ dẫn lại cái học gì đâu, học sinh đâu. Còn Rama thì nó không thông minh như vậy, là cứ đưa đổi chung file text có gì thì nó đưa lên cái đấy và nó gửi mở cho chúng ta thì chúng ta sẽ khó hơn. Đấy, giờ nó bắt đầu import file vào rồi. Đấy, thì tôi sẽ là tôi dùng AI rồi. Rồi tôi sẽ tiếp tục để tôi chọn mẫu. Thì trong này là tôi muốn nó có ảnh. Thì các thầy cô vào, các thầy cô chọn các ảnh của nó này. Ảnh, tất cả các ảnh. Thì nó đang đặt ở đây là đây, tất cả các ảnh đây rồi. Sử dụng các ảnh rồi. Thì đây nó phân cho tôi thành các cái slide đây. Thì tôi sẽ đưa vào đây để xem là nó sẽ sinh ra cái ảnh minh họa cho tôi. Được chưa? Thì nó có rất nhiều mẫu trình chiếu. Tôi vòng đời của động vật, thôi tôi chọn mẫu này đi. Đấy. Rồi. Đấy, thế là nó sẽ sinh ra cái slide, nó cấu trúc cái slide và nó có ảnh minh họa. Nó được mấy cái? Như nó được 8 cái đúng không? Được 8 cái. Nó sẽ chọn hình ảnh chúng ta, nó tự sinh ra rồi, được zoom ra. Đây. Chào mừng các em đến với bài học tem về vòng đời của động vật. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá với các bài động vật đến từ trứng đến khi trưởng thành. Thế thôi, em sẽ học, em sẽ làm cái gì đó. Vậy chúng ta muốn điều chỉnh thì được giáo viên chuẩn bị học sinh hoạt động giảng dạy các bước như này. Đấy, học hoạt động 4, hoạt động 5, hoạt động 6. Đấy, các bài học, đấy, sơ đồ, tổng kết. Thì nó chỉ cho ta một số cái này thôi, mình đang dùng cái là không có gì. Còn nếu mà chúng ta dùng cái bản quyền là sẽ đầy đủ hết. Thì có rất nhiều các cái app nó sẽ hỗ trợ chúng ta xây dựng cái file PowerPoint này. Rồi. Nếu mà tôi ở đây, tôi vào đây tôi tải nó xuống thì tôi vào cái xe nhé. Đây thì là export, chúng ta tải xuống dạng file PowerPoint. Vậy từ một cái file mà đơn thuần của text thôi thì tôi đã chọn một cái file mà nó phải trình bày có ảnh được. Đấy, thì đối với dạy các môn khoa học thì chúng ta không cần thiết phải dùng các ảnh có tiếng AI, bởi ảnh chủ yếu là mô tả ảnh nghệ thuật và ảnh ảo thôi. Thì chúng ta lấy cái ảnh thật. Thế thì nếu chúng ta bí cái ảnh nào á thì chúng ta lại vào ngược lại ChatGPT, chúng ta hỏi nó là cho tôi đường link các ảnh về vòng đời của bướm hoặc vòng đời của sâu hoặc vòng đời gì đó, nó sẽ cho chúng ta. Rồi, cái các thầy cô hình dung nhé, một cái quá trình chúng ta nhờ AI nó hỗ trợ. Một là chúng ta phải nạp cái tiêu chí vào. Còn nếu thầy cô không nạp tiêu chí vào, nó sẽ đánh giá rất là lung tung. Mà trước khi chúng ta nạp tiêu chí là ta đã fix cứng rồi và nó chỉ làm theo cái của ta thôi. Chúng ta giống như là trợ lý của ta,
là ta nói rằng là làm theo tiêu chuẩn này thì trợ lý của ta bán, còn chúng ta không nói là trợ lý có thể nên góp bất kể cái nào nó góp lại cho ta. Đấy, hai là một kế hoạch bài dạy thì nó có rất nhiều cái cách đánh giá, thì ở đây tôi đánh giá theo bài học STEM. Đấy, lỗi đấy, không tải lên này đấy, cứ tải xuống rồi không được, lỗi bạn đấy. Vậy khi có cái bài học STEM đấy rồi, chúng ta yêu cầu nó chuyển thành file doc x hoặc chuyển thành file gì nhỉ, PowerPoint. Điều đó là rất quan trọng, bởi vì nếu bình thường chúng ta chiếu nó sẽ chiếu ra kế hoạch của giáo viên luôn đấy, nhưng khi ta chuyển nó thành thì nó sẽ đổi ngôn ngữ là cho học gì nhỉ, học sinh đấy, nên đổi ngôn ngữ cho học sinh. Vậy thì lúc này nếu chúng ta muốn thêm video, chúng ta hoàn toàn có thể dở trong phần gì ra, phần Padlet ra. Trong Padlet nó có cái là xây dựng giáo án, chúng ta chỉ mô tả và nó sẽ tìm hết các video cho chúng ta, chúng ta chỉ import vào thôi. Đây là đây. Thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải sửa nhiều, nhưng chí là chúng ta có cái kịch bản, được chưa? Đấy, hiểu biết như thế nào, bài học mục tiêu như nào, chuẩn bị của học sinh ra sao. Thì những cái ảnh này này là những cái ảnh hoàn toàn nó tìm được trên mạng, vòng đời của bướm các thứ ở đây. Thì thay vì chúng ta tìm thì lời nói thì chúng ta chỉ có đồng ý hay không đồng ý thôi. Còn nếu các thầy cô có ảnh thực chụp rồi thì các thầy cô đặt vào cho nó sẽ đưa lên, được không? Đấy, nó chỉ cho ta 8 cái thôi. Đấy, rồi, như vậy là tôi trao đổi qua với các thầy cô này. Thứ nhất là cái cách sử dụng AI, thì muốn sử dụng được nó thì nó có rất nhiều các con AI hiện nay. Thì đối với ChatGPT nó chỉ trả cho chúng ta là text thôi, nó không trả hình ảnh, nó không trả từ đâu, và nó có thể xuất file thân cho chúng ta. Thế thì khi dùng AI, dùng cái này này, thì các thầy cô cần cái gì nạp vào cho nó là dạy nó đấy, yêu cầu nó gì nhỉ, đọc. Nếu không yêu cầu đọc là nó không có cơ sở để nó hỗ trợ ta đâu. Nó có cái quy luật của nó làm là gì, là TTNV, là đầu tiên nó tách, nó tìm, nó nhìn, nó viết, tách, tìm, nhìn, viết. Là khi nó gặp một cái form của ta như thế này này, nó gặp cái form điều chỉnh như này này, đấy, nó gặp form này nhá, thì nó bắt đầu nó tách cái gì, nó tách là phân tích, được chưa, bài học STEM, tiêu chí bài học STEM, nó tách hết ra, nó tách xong, nó mới đi tìm. Nó tìm xem trong cái dữ liệu, nó tìm rộng hết là có cái nào cái đó. Nó tìm sao, nó mới sắp xếp lại. Nó gọi là tách, tìm, nhìn, nó nhìn đó, nó sắp xếp lại. Rồi nó mới trả cho chúng ta kết quả. Nếu chúng ta không đưa cái yêu cầu cho nó vào là lập tức nó sẽ tìm lung tung, và chúng ta sẽ không được cái chúng ta cần. Ví dụ các thầy cô muốn đánh giá theo công văn 5512 thì các thầy cô có phụ lục vào thôi, là nạp phụ lục, đọc cho tôi phụ lục của công văn 5512 hay là 2345 hay là 909, thì khi nó đọc xong chúng ta mới yêu cầu nó là nạp bài học vào, đọc cho kế hoạch bài dạy này, phân tích cho tôi kế hoạch bài dạy này theo các yêu cầu trong phụ lục đó. Nó sẽ phân tích, sau khi phân tích chúng ta đọc được rồi, chúng ta cần cái gì, chúng ta cần nó điều chỉnh cái gì, chúng ta đưa nó vào. Chúng ta cần nó gợi ý cái gì, chúng ta đưa nó vào. Để gợi ý cho tôi cách tổ chức dạy học này để đáp ứng yêu cầu cần đạt này, là nó sẽ chỉ ra cho chúng ta. Đấy, các thầy cô hình dung chưa? Đấy. Thế thì sau khi ra rồi, ta cần cái gì, ta cần file thì ta yêu cầu nó xuống, ta cần cái PowerPoint thì ta yêu cầu nó file xuống, nhưng mà nó không cho chúng ta ảnh đâu. Ta phải chuyển sang cái Gamma hoặc các phần mềm khác thì nó hỗ trợ ta. Đây, tôi sẽ gửi cái Gamma nhé. Rồi. Thế thì các thầy cô, chúng ta đã có hai cái phần rồi. Phần thứ nhất thế nào là STEM, phần thứ hai là dùng AI đánh giá. Thì bây giờ là mời nhà trường có thầy cô chuẩn bị lên trình bày, và dựa vào đó thì tôi sẽ hỗ trợ các thầy cô phân tích cái bài học đó. Rồi mời người các thầy cô nào dạy bài vòng đời của động vật, chúng ta lên chúng ta trình bày. Trung Hà. Chính các nội dung chính của một bài học STEM trong chương trình lớp 5. Thế thì để thiết kế cái bài học giảng này thì tôi cũng đã dựa trên giáo án cũng như phần PowerPoint mà thầy giáo đã chia sẻ. Đây là các tiến trình về cơ bản cũng rất là rõ ràng. Để ta sau đây thì tôi xin trình bày nội dung các bước chính như sau ạ. Trước hết về thời điểm thực hiện cái bài học STEM vòng đời của động vật, thì bài học này sẽ được thay thế cho bài 16 trong chương trình sách giáo khoa lớp 5. Sách mới đó là vòng đời và sự phát triển của động vật trong môn khoa học. Ở đây thì trong tiết học trước, học sinh đã được học về sự sinh sản của động vật, nên học sinh đã có những kiến thức ban đầu
về cái cách thức sinh sản của động vật đẻ trứng và động vật đẻ con. Về mô tả bài học, bài học này thì sau bài học, học sinh sẽ phải thực hiện được là vẽ sơ đồ vòng đời và trình bày về sự lớn lên của một số động vật đẻ trứng và kết hợp với kỹ năng mỹ thuật để làm mô hình vòng đời của một số động vật đẻ trứng. Đề xuất được một số biện pháp phòng trừ các động vật đẻ trứng có hại. Về nội dung chủ đạo và tích hợp trong bài học thì bài học này môn học chủ đạo là môn khoa học. Bên cạnh đó thì giáo viên cũng sẽ có môn học tích hợp đó là môn toán và môn mỹ thuật. Môn mỹ thuật để có thể trưng bày thiết kế với các vật liệu khác nhau. Còn với môn toán thì học sinh sẽ vận dụng về kỹ năng đo, vẽ, lắp ghép tạo hình với một số hình học phẩm hoặc các hình khối. Sau đây tôi xin trình bày mục tiêu về bài học STEM. Mục tiêu thứ nhất đó là học sinh vẽ được sơ đồ vòng đời và trình bày được sự lớn lên của một số động vật đẻ trứng như sâu. Sâu, muỗi là mô hình vòng đời của một số động vật đẻ trứng. Đề xuất được một số biện pháp phòng trừ các động vật đẻ trứng có hại. Về nội dung của bài học thì bài vòng đời của động vật tôi chia làm hai tiết. Tiết 1 sẽ có hai nội dung chính, đó là khởi động và hình thành kiến thức. Ở tiết 2 sẽ có nội dung là thực hành vận dụng và tổng kết bài học. Và mỗi tiết học thì được chia thành các hoạt động nhỏ. Các đồng chí có thể nhìn thấy ở tiết số 1 thì có 3 hoạt động chính và tiết số 2 cũng có 3 hoạt động tiếp theo. Sau đây thì tôi sẽ xin trình bày lần lượt nội dung của tiết số 1. Ở tiết số 1 thì để khởi động cũng như là tạo tâm thế cho học sinh khi bắt đầu vào học cũng như là giúp học sinh nhớ lại những kiến thức đã học trong tiết trước thì giáo viên sẽ cho học sinh xem một video về vòng đời của động vật. Có 6 nhóm động vật cơ bản, mỗi nhóm trải qua một vòng đời khác nhau. Có rất nhiều loài động vật không xương sống khác nhau, nhưng tất cả chúng đều bắt đầu cuộc sống từ một quả trứng, sau đó chúng được thành đấu trùng phát triển thành con non và trưởng thành. Từ trứng, trứng phát triển thành đấu trùng, thành một con non bên trong cơ thể động vật giống cái. Khi con non được sinh... Học sinh xem xong cái video này, thì tôi bắt đầu chuyển sang cái nội dung đầu tiên, đó là nội dung khởi động. Và mục đích của mục tiêu của nội dung này chính là xác định vấn đề để tạo động lực cho học sinh là tại sao phải vẽ một cái mô hình hay thiết kế một cái mô hình về vòng đời của động vật. Thì ở hoạt động số 1, tôi sẽ có hoạt động số 1 đó là tổ chức một trò chơi ai nhanh ai đúng. Học sinh sẽ vận dụng những kiến thức đã học ở tiết trước cũng như là video vừa xem để chơi một trò chơi. Và mỗi học sinh theo như màn hình thì các đồng chí có thể thấy là sẽ chia lớp thành các nhóm và mỗi nhóm sẽ cầm thẻ tên của các loài vật và dán vào cái vị trí của loài vật đẻ trứng và loài vật đẻ con phù hợp. Sau đó giáo viên sẽ tổng kết trò chơi. Sau đó thì giáo viên sẽ giúp học sinh tìm hiểu kỹ hơn về sự sinh sản của động vật đẻ trứng và động vật đẻ con dựa vào những kiến thức mình đã biết. Ở đây giáo viên học sinh sẽ phải so sánh được sự khác nhau về sự sinh sản, ưu điểm của sự sinh sản cũng như là cách thức nuôi con của các loài vật đẻ trứng và đẻ con. Chẳng hạn đây là một phiếu học tập của học sinh có thể chia sẻ trên hiểu biết của mình. Sau khi giáo viên mời các nhóm lên trình bày, các nhóm khác sẽ bổ sung kiến thức cũng như là đóng góp góp ý nhận xét cho bạn thì giáo viên sẽ chốt các kiến thức chính xác, các đáp án đúng. Từ đó giáo viên sẽ đặt vấn đề gợi mở như sau. Vậy các con có muốn thực hành thiết kế những cái mô hình động vật đồng thời chia sẻ về những cách làm để có thể là phòng ngừa những động vật có hại và bảo vệ các loài vật có ích không? Học sinh chắc chắn là sẽ rất là hào hứng và từ đó giáo viên sẽ động viên và khuyến khích các con là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hành xây dựng cái mô hình vòng đời của động vật. Vậy thì để xây dựng được cái mô hình đó thì trước hết giáo viên sẽ phải hướng dẫn học sinh xây dựng cùng nhau xây dựng cái tiêu chí của sản phẩm. Học sinh sẽ đưa ra các tiêu chí theo hiểu biết của mình và sau đó giáo viên chốt lại trên cơ sở cái đề xuất của học sinh có 4 tiêu chí để xây dựng mô hình như sau. Trên cơ sở tiêu chí đã đạt được, đã xây dựng được thì giáo viên có định hướng cho học sinh và cái mô hình mà các con sẽ xây dựng thì phải bám sát vào cái tiêu chí mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng như thế này.
Sang nội dung thứ hai, đó là hình thành kiến thức. Ở nội dung này, học sinh sẽ có những hoạt động chính như sau. Hoạt động đầu tiên đó là sẽ tìm hiểu về vòng đời của một số động vật đẻ trứng, tìm hiểu về vòng đời của một số động vật đẻ con. Ngoài ra, giáo viên có đề xuất và yêu cầu học sinh sẽ đưa ra các biện pháp phòng trừ xâm hại và các biện pháp để bảo vệ, chăm sóc các loài động vật có ích và chốt đáp án. Sau khi học sinh đã có những kiến thức nền ở tiết học số 1, thì ở tiết học số 2, giáo viên sẽ có những hoạt động và nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất, đó là nội dung thực hành vận dụng. Ở nội dung này, giáo viên sẽ phải có hoạt động, đó là đề xuất ý tưởng và giải pháp là mô hình vòng đời của động vật. Ở hoạt động này sẽ có hai nội dung nhỏ. Thứ nhất là học sinh sẽ phải thảo luận và chia sẻ với nhau theo các ý tưởng mà các em xây dựng theo mô hình như phía học tập số 4. Học sinh có thể vẽ ra cái dự kiến về cái mô hình của mình, cũng như là nêu ra các lợi ích hay là tác hại của loài vật đó mà các em chọn. Các em học sinh có thể chọn về một cái loài vật bất kỳ để xây dựng mô hình, cũng như là từ đó đề xuất các biện pháp phòng tránh hoặc là bảo vệ các loài vật đó. Trên cơ sở thảo luận và chia sẻ ý tưởng thì học sinh sẽ lựa chọn cái ý tưởng và đề xuất các cách làm khác nhau với các vật liệu. Đến hoạt động tiếp theo, học sinh sẽ thực hành là mô hình vòng đời của động vật. Ở nội dung này, học sinh sẽ có các bước, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh thực hành theo các thao tác như sau. Đầu tiên, các em học sinh sẽ chủ động lựa chọn các dụng cụ và vật liệu phù hợp theo cái dự kiến ý tưởng của mình làm. Chẳng hạn như các em thực hiện với đất nặng thì các em sẽ phải sử dụng cái đồ dùng đó là chính, hay là các em làm trên giấy bìa hoặc các vật dụng khác. Sau đó học sinh sẽ thực hành là mô hình vòng đời của động vật. Sau khi làm xong thì các em phải có sự kiểm tra và điều chỉnh các sản phẩm bám sát theo tiêu chí mà các em đã đề ra ở trong tiết học số 1. Và hoạt động thứ 6 cũng là hoạt động cuối cùng, đó là học sinh sẽ thực hành trưng bày và giới thiệu mô hình vòng đời của động vật. Học sinh lên giới thiệu và trưng bày thì sẽ cùng nhau chia sẻ, ví dụ như là chia sẻ về cách thiết kế mô hình hay là các vật liệu mà em đã sử dụng trong cái quá trình làm. Ngoài ra, các em còn sẽ có thể đưa ra trong quá trình mình chia sẻ về cái vòng đời của các loài vật này, thì các em cũng nói thêm các biện pháp để phòng trừ các loài động vật có hại hoặc là bảo vệ các loài động vật có ích đối với con người. Trên đây thì tôi có một số cái mô hình minh họa cái sản phẩm học sinh làm rất là phong phú. Học sinh có thể làm trên đất nặng, làm trên giấy bìa hoặc là trên giấy giấy màu và tô màu. Sau khi học sinh làm xong thì giáo viên có thể tạo điều kiện cho các học sinh trưng bày những cái sản phẩm STEM của các nhóm, và các nhóm sẽ đi quan sát các sản phẩm của các nhóm và có thể đánh giá lẫn nhau. Các em khuyến khích đánh giá lẫn nhau về các theo các tiêu chí mà mình đã đưa ra ở trong tiết học số 1, với các mức độ là hoàn thành tốt, hoàn thành hay là cần cố gắng. Và giáo viên có thể sáng tạo bằng cách cho học sinh dán các sticker, các hình dán vào cái mô hình mà em thích nhất. Cuối cùng là nội dung tổng kết bài học. Giáo viên sẽ tổng kết cũng như giúp kinh nghiệm cho học sinh trong quá trình thực hành sản phẩm, và cũng có động viên tuyên dương các bạn học sinh và các nhóm đã có cái việc thực hành tốt. Trên đây là phần trình bày những cái nội dung chính trong bài học STEM vòng đời của động vật. Rất là mong nhận được sự góp ý của thầy giáo và các đồng chí trong cộng đồng ạ. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Cảm ơn cô giáo, cô đã nghiên cứu rất là chi tiết. Đây là bài của lớp 5. Thì lớp 5 là năm nay bắt đầu chúng ta đổi mới. Thế thì chúng ta nhìn lại một cái cách cấu trúc của bài nhé. Đấy, mời cô giáo cũng trở lại cái slide đầu, nó có cái yêu cầu cần đạt. Cái slide đầu nó có yêu cầu cần đạt. Nó có yêu cầu cần đạt. Đấy, trong tiểu học chúng ta thì vẫn đặt yêu cầu, đây là trong môn khoa học như này thôi, là sử dụng sơ đồ đã cho, ghi nhớ được vòng đời của một số động vật đẻ trứng, trình bày được sự lớn lên của con non nở ra từ trứng, lựa chọn với bộ tác nhân giải quyết vấn đề đặt ra lên mạng. Thì chúng ta đặt ở đây, chúng ta lưu ý cái chỗ này.
đây là yêu cầu cần đạt. Nghĩa là nếu chúng ta không cần nói đến STEM thì nghĩa là chúng ta sẽ phải đưa lên một cái sơ đồ, trong đó có quá trình con non sinh ra từ trứng và động vật để trứng đẻ con, học sinh sử dụng nó, nghĩa là đã cho ghi chú được vào đời của số động vật đẻ trứng, nghĩa là học trò sẽ ghi chú, học trò sẽ dán vào để đạt yêu cầu cần đạt. Trình bày được sự lớn lên của con non mới nở ra từ trứng thì chúng ta có thể trình bày, học sinh có thể mô tả thì đấy là một bài học bình thường, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta chuyển thành STEM là gì? Đầu tiên ấy, đặc điểm STEM á, nếu bài này mà thiết kế theo quy trình tìm tòi khám phá khoa học á, là học trò phải đưa ra được từ quan sát ấy, đưa ra được câu hỏi là con non hay là vật, con vật đẻ trứng như thế nào và nó lớn lên như thế nào, hay là con sinh ra từ trứng ấy, từ quả trứng ấy thì nở ra con như thế nào và lớn lên như thế nào. Khi nó tìm hiểu thế thì chúng ta mới đặt học sinh vào một vấn đề. Thế thì ở nhà các con biết con gì? Bởi vì đối với dịch vọng chúng ta mà hỏi nó bây giờ là con cún này, nó con gì nhỉ? Chả biết con gì cả. Thế thì toàn bộ kiến thức này là nó không có một chút nào với lại thực tiễn của nó cả, và nó sẽ không bật ra được cái STEM ở đây. Thế thì trong cái tiến trình của chúng tôi là chúng tôi chỉ minh họa thôi, là chung vòng đời của bướm hoặc vòng đời của gì đấy ạ, sâu á, sâu bướm á. Và sách giáo khoa thì đấy là những cái con mà dễ nhất, vòng đời nhất. Thế thì bây giờ là trong này chúng tôi cũng đưa vào có cả con gì nhỉ, gà, hoặc có thể con gì nhỉ, vịt chẳng hạn, hoặc là nhà ta có con chó, hoặc con gì nhỉ, mèo, đúng không ạ? Nghĩa là cái người học ấy nó phải vận dụng từ kiến thức này vào thực tiễn, người ta có thể giải quyết vấn đề thực tiễn trong một bối cảnh gì nhỉ cụ thể thì chúng ta làm. Vì cái yêu cầu này này nó không chỉ ra là con gì, miễn là này ghi chú vòng đời của số động vật đẻ ra từ gì nhỉ, trứng, từ trứng thì con gà, có thể có con gì nhỉ, cá, à, con cá là trứng, là có con chim nhá. Đấy, nghĩa là nó phải gần với học sinh ở đây. Khi ta dạy nó con bướm là chết rồi, nó dạy nó con chuột chuột nó chết rồi, nó dạy con ong con ve ta chết rồi. Bởi vì làm sao, là nó còn không biết con đấy là con gì cơ, thì nó không nào làm nó được, và nó học xong nó chẳng biết ứng dụng ở đâu. Nếu mà các thầy cô lại dạy nó về là con cá mập đẻ trứng như thế nào thì nó về nó ở mẹ ở biển con cá mập đẻ trứng thôi, vì chả ai nhìn thấy được nó bao giờ. Đấy, hai là trình bày được sự lớn lên của con non nở ra từ gì nhỉ, từ trứng, chứ không phải là đây là đẻ gì nhỉ, đẻ trứng. Đấy, thế thì cái đấy là cái chúng ta hết sức lưu ý, hoàn toàn các thầy cô phải thay những gì để chúng ta đưa vào. Còn đương nhiên sách không viết cho mà chúng ta là trường chúng ta, mà sách là khi chúng tôi viết là chúng tôi phải chọn những con vật đặc trưng. Thì đối với học sinh nông thôn thì nó có con chuồn chuồn, nó có con bướm, nó con sâu, con nọ con kia thì nó mới biết được. Còn đối với chúng ta thì khác, được chưa? Nên là cái đấy thì các thầy cô lưu ý giúp, và khi ta dạy ta sẽ thay khung cảnh. Vậy thì khi các thầy cô hỏi cho ChatGPT ấy là sử dụng vòng đời của con gà hoặc con gì đấy xây dựng cho tôi cái bài này, thì nó sẽ thay hết bằng con gà, nó sẽ thay hết bằng con gì, nó sẽ được tiến trình bằng. Được chưa? Đấy thì các thầy cô lưu ý nha. Cái đầu tiên là phải tìm được những bối cảnh liên quan học sinh. Đấy. Và cái đấy chúng tôi cũng gặp ở rất nhiều tỉnh, và các thầy cô là rất nguyên theo sách, không có gì điều chỉnh cả, là nó sẽ rất khó cho học sinh của mình đấy. Đấy, vì chương trình nhãn 2018 người ta thiết kế thế đâu, người ta không bao giờ nói ở đây là động vật kẻ trứng của con gà chẳng hạn, hay là con chim bồ câu chẳng hạn, bởi vì có những nơi thì nó rất là thân thiện, con nơi thì rất là gì nhỉ, khó tìm. Vậy thì chúng ta chọn con nào đây, con gà được, con vịt cũng được, nhưng con vịt thì có càng khó hơn của người ta, đúng không? Đấy, chúng ta có thể là con gì có đẻ trứng, nhà nghe là học sinh nó không biết con nào đẻ trứng. Trồng mầm trong cái rễ nó lên trên. Gà gà nó rõ ràng sáng mới thấy những cái mầm nó nổi lên rồi, mà thế nào bây giờ phân là mình tưởng con gì nó ngắt mất. Hóa ra là anh ta tưởng đấy là tưởng ấy là anh ta trồng trồng thì chúng ta là giới thiệu về động vật, con gà nhỏ thì con gọi là con gà chiếc hay con gà gì nhỉ, con rồi lớn lên thì thành con gà gì, con gà bố thì gọi là con gà trống, còn con gà kia gọi là con gà mái chẳng hạn, thì nó quyền của chúng ta.
nhưng miễn bạn sao đạt yêu cầu bài bản này. Đấy là vấn đề thứ nhất nha. Vấn đề thứ hai, sau khi có các con chọn được con rồi thì thường cái câu hỏi vào đầu tiên ấy là chúng ta chơi trò là có con vật đấy thì chúng ta phải hỏi học sinh luôn để học sinh chọn cái tiêu chí. Đấy, ở đây này. Đây là đây cô vào tài liệu, đây cô tài liệu đấy nhá. Nên là chúng tôi mới lại chia sẻ với các thầy cô như thế này này. Là trò chơi ai nghe nghe đúng, chia lớp thành mỗi nhóm có tập thể có hình ảnh các con vật, khi có hiệu lệnh quản trò thành viên trong nhóm chạy lên con vật nào hai nhóm đẻ trứng, được chưa? Đấy, nó đẻ con. Đấy, thế thì khi mà chúng ta chia hai nhóm đấy, học sinh nó sẽ nhận diện ra là có những con vật nào. Và tí nữa thì chúng ta chỉ cần nói là các con lựa chọn con vật để giới thiệu cái quá trình lớn lên hay là sinh ra con vật đó. Nó chọn con nào là quyền của nó. Nhóm này chọn con gà, nhóm này chọn con gì, nhóm kia chọn con gì, nhóm kia chọn con gì mà chúng ta chọn. Đấy, chứ chúng ta không yêu cầu nó chọn con bướm, cũng không yêu cầu nó chọn một con nào cụ thể. Nhà nó có chim thì nó chọn gì nhỉ? Chim. Nhà nó mà ở quê có vịt thì nó chọn gì? Vịt. Còn nhà nó ở vườn có bướm thì nó chọn gì nhỉ? Con bướm, kệ nó thôi. Nhưng mà mục đích của chúng ta không có tập trung vào một con nào cả, mà để các nhóm nó trình bày cái chu trình khác nhau và các nhóm nó phản biện lẫn nhau thì nó mới đặt được câu hỏi, nó mới giải thích được và nó mới ra được thành phần năng lực, hiểu không ạ? Đấy, nên là chỗ này này, sau khi tham gia trò chơi thì các thầy cô mới đặt ra là bây giờ làm thế nào giới thiệu được. Đấy, các thầy cô lưu ý nha. Làm thế nào giới thiệu được cái quá trình sinh sản của các con vật, đẻ con vật với mọi người. Các bạn chọn con nào để giới thiệu, chia cho tôi cô thấy nhóm thì lúc đó nó mới ra được là con chọn cái này, con chọn cái này, con chọn cái nào, đúng không? Vậy thì con muốn làm tiêu chí sản phẩm như thế nào? Thế thì cô không bao giờ cô nói tiêu chí của sản phẩm. Đây này, cô nói này là chia sẻ những hiểu biết của em về sự sinh trưởng động vật để chứng với đẻ con. Chúng mình cùng làm mô hình động vật và giới thiệu trên biện pháp ngăn ngừa người có hại bảo vệ đấy đấy. Thế thì chúng ta mới làm các con chọn con vật nào con lợn, con vật nào có hại cả mặt, cả con vật nào còn hại đâu thì đưa ra. Vậy thì các con lựa chọn cái sản phẩm theo tiêu chí của các con, vậy đề xuất tiêu chí. Vậy thì chúng ta phải gợi mở tiêu chí và học sinh được chọn tiêu chí của mình. Ví dụ gợi mở tiêu chí thì ở đây là thể hiện được hình ảnh của con vật để chứng một đẻ con với các đặc điểm bên ngoài phù hợp thực tiễn, thể hiện được trình bày chứng tự giai đoạn phát triển, chú thích rõ ràng, chắc chắn đẹp. Thì khi đưa ra cái này thì cô cũng chỉ nói là cô gợi ý những cái này thôi. Các nhóm vẫn tiêu chí nào nếu không? Vậy thì nhóm con là được đẻ trứng, con phải tô đậm quả trứng. Nhóm mà thể hiện rõ quả trứng, nhóm con đẻ con phải thể hiện được cái quá trình con nó bắt đầu đi ra chẳng hạn. Thì cái đấy là quyền của học gì nhỉ? Học sinh. Vì lúc đó nó có tưởng tượng như thế nào mới là vai trò quan trọng. Vì mục đích của ta là chỉ cần cái mô hình và nó tô được, vẽ được các cái giai đoạn. Và các thầy cô đưa ra là cái mô hình thì phải rõ ràng từng gì nhỉ, giai đoạn. Và các con phải chú thích tên giai đoạn vào để người ta còn gì nhỉ, còn biết. Chỉ có mỗi hai câu đấy thôi, còn lại là toàn của học sinh hết, không phải cái gì của ta đâu. Vậy thì thay vì ta phải dạy nó là chu trình gồm 8 bước, 5 giai đoạn hay là bao nhiêu bước, từng bước này bước kia, thì bây giờ là ngược lại, nó tìm hiểu trong sách, sách giáo khoa, sách STEM trên mạng thì biết là quyền của nó đưa ra thì cô bảo là thế cái sơ đồ này của con lấy bước, nó bắt đầu sinh ra từ đâu, nó lớn lên như thế nào, nó trưởng thành như thế nào. Thế thì nó đưa ra 5, bọn kia đưa ra 3, bọn kia đưa ra 2, chúng nó tranh luận với nhau. Việc của mình chỉ nói là đầu tiên là có giai đoạn là trứng được nở ra, xong rồi con được lớn lên, thì con trưởng thành, rồi con được đi, chỉ có thế thôi. Đấy, và chú thích, thế là ta thành đạt. Vậy thay vì ta phải dạy nó cái đấy, xong ta yêu cầu nó vẽ sơ đồ như cái ta đã dạy, thì bây giờ là vừa vàng. Là nó tự tìm hiểu, nó tự tìm con vật của nó tự trình bày của nó và nó giới thiệu với ta. Ta lúc này chỉ là trọng tài thôi, và trọng tài chỉ đưa ra thế này là đúng, thế này là gì nhỉ? Là sai, về kết quả ta vẫn đạt được kiến thức, mà học trò thì hình thành được gì nhỉ? Năng lực, đó là STEM, được chưa? Thế thì sau khi ra thì các con thiết kế, thì nếu ở đây các thầy cô đã thấy học sinh lớp 5 ở trường mình ấy mà nó có cái khả năng tốt rồi, thì học sinh phải vẽ phác họa, chứ cái này chưa ra được bản thiết kế kỹ thuật thôi nhá. Vẽ phác họa thì các con là thiết kế bằng cách phác họa ra các giai đoạn được trình bày trước thì lớp, trước khi nó làm thật, được không? Thì khi nó làm thì các thầy cô có thể yêu cầu nó làm bằng đất nặng như thế này là quá đẹp này. Đấy, không bao giờ hạn chế cái sáng tạo của học sinh, vì người ta biết là các con lựa chọn sản phẩm nào, lựa chọn đồ dùng nào, lựa chọn vật liệu nào để mô tả vòng đời của động gì nhé, động vật.
được chưa? Nó mà tốt nó sẽ làm thú nhiều bông đấy. Nó tốt con giấy mà, chả có sao cả. Thế thì quan trọng là các con phải ghi được vào từng giai đoạn này này, được chưa này? Nó chú thích vào, thế là chúng ta gì nhỉ? Xong. Vậy thì khi nó trình bày thế này thì chúng ta chỉ có mỗi cái việc hỏi nó thôi. Là bây giờ là cô có ba này, giai đoạn đẻ trứng này, giai đoạn sinh con này. Vậy theo các con, nếu giai đoạn sinh con thì nó gồm giai đoạn nào? Cô phải thế này, cô giai đoạn này. À vậy là bạn này bảo 4, bạn này bảo gì nhỉ? 3, rồi chúng ta chốt nhá. À đầu tiên phải có trứng, trứng phải sinh ra như thế nào, các con ghi chú vào. Và nó sẽ nốt vào vở của nó như là một cái cách mà chúng ta đang giảng bài. Nhưng chỉ bằng cách củng cố, chứ không phải là giảng bài bằng cách là dạy một kiến thức gì nhỉ? Mới. Vậy thì lúc đấy nó còn là chủ kiến thức của thông đấy. Nhưng nó dạy cao mà ta có thể nói đâu. Ta chỉ có mỗi chốt kiến thức rồi. Được chưa? Hai là khi các cô đưa rồi thì các thầy cô cũng tích hợp vào đây, là tích hợp với giáo dục an toàn trong nhà trường. Thì các thầy cô nói là các con vật này này, nếu trong gia đình chúng ta thì có thể gây hại thế nào cho chúng ta, hoặc đem lại lợi ích gì cho chúng ta. Thì học sinh nó sẽ nói là cô ơi, cái khi con vật nó đẻ này, con chó nhà con đây này, nó dữ lắm thì đừng có lại gần. Nhưng cái việc chó nhà nó mà, chứ chó nhà mình đâu. Con chó nhà mình nó ngoan, chứ chó nó dữ thật thì sao? Được chưa ạ? Hay là cô ơi, con gì nhà con này, con mèo nhà con đây này, nó bẩn lắm, ngồi gần nó hôi lắm. Đây là lúc nào gì? Thì đấy là việc của nó, phải việc của ta. Ta chỉ có mỗi là nêu khi nào nó thích, khi nào nó có hại và cách phòng gì thôi. Phòng chống. Chứ ta mà cứ chỉ ra là con chó nó đẻ nó dữ lắm thì nó lại mắng ta, con chơi với chó đẻ suốt nên con cần đây là việc của nó, không phải của ta. Việc của ta chỉ là dạy từ sang kiến thức, còn nó tích hợp cái nào vào chúng ta chỉ mở nó thôi. Vậy thì cái quá trình mà các thầy cô làm như thế này ấy, đây ví dụ đây nó có thể làm sổ gập, nó có thể đưa ra giống như kiểu các cái quyển sổ như thế này ấy. Cái này chúng ta gợi ý không làm thay và tuyệt đối không bắt cả lớp đều làm cùng một sản phẩm. Hiện nay là khi các thầy cô dạy tem là các thầy cô nghĩ là phải tạo ra một sản phẩm như thế này và hướng dẫn học sinh làm sản phẩm như này là thầy hiểu sai. Vì lúc đấy gọi là giáo dục cưỡng bức, người sang cưỡng bức là tự dưng nó bắt nó làm cùng một cái như gì nhỉ, như nhau ấy. Và khi làm như nhau thế thì đương nhiên là có đứa nó thích, có đứa nó gì nhỉ, không có đứa nào có thiên hướng gấp giấy không, có đứa nó chỉ thích vẽ thôi, nhưng có đứa nó không thích vẽ, nó chỉ gấp. Đấy, thì cái bản chất đấy người ta gọi là giáo tem là dựa trên công thức là nó không biết gì thích hợp là như vậy. Đấy, thế thì một bài học nó rất là bình thường, nhưng ta dạy theo phương thức tem thì ta sẽ là giúp học sinh làm chủ kiến thức, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế, thực tiễn bối cảnh là rất là tự mình cụ thể. Còn nếu mà theo Hàn Lâm nữa thì cái này là khoa học ở đâu, công nghệ ở đâu, toán ở đâu, tôi chỉ ra được hết, nhưng đó chỉ là những cái mà để những người có dâu cái nhau thôi, không phải là bản chất mà chúng ta cần quan tâm. Chúng ta chỉ quan tâm là nó có một tiến trình thiết kế kỹ thuật thì nó muốn làm ra một sản phẩm, nó phải có ý chí, nó phải có kiến gì nhỉ, kiến thức. Vậy khi làm ra cái này nó có kiến thức về các nhà vòng đời của động vật không ạ? Nó ghi chú được chưa ạ? Vậy về mặt kiến thức ta đạt chưa ạ? Đạt được rồi. Ta có cần phải nói ngay từ đầu với nó là động vật sinh ra như thế này, như thế này, như thế kia không ạ? Không. Bởi vì tự nó tìm hiểu, nó đọc rồi và nó trình bày, nó nói lại cho ta rồi thì cái việc gì ta phải nói cho nó nữa. Thế thì nếu mà bình thường ta đưa một bức tranh lên, ta chỉ những cái này ra, nghỉ cái này ra, nó ngồi giữa cái hồ, ô con bướm giống mày kìa, ô con bướm ta kìa, cuối cùng nó trêu nhau và mình ở trên lại thành trò hề với nó. Này cứ phải đi giữa trật tự được không? Con bướm hay con gì là quyền của các con. Tí nó lên nó bảo là ô con chó của cậu xấu thế, con kia của cậu dễ thế. Cái chuyện đấy là chuyện bình thường, chúng nó tự phản biện nhau, được chưa? Còn nhiệm vụ của chúng ta là chỉ có mỗi là vòng đời nó sống như thế nào thôi. Thế là cái đấy là chúng ta thành công. Tuyệt đối không được áp đặt học sinh là làm cùng một sản phẩm như ta nghĩ, mà chỉ có mở ra để nó làm được các sản phẩm theo nó gì nhỉ, mong muốn. Cái chúng ta cần là nó muốn cái được làm, còn chúng ta muốn cái được dạy. Thì cái được dạy là gì? Là vòng đời của động vật nó như thế nào. Còn cái nó muốn là gì? Nó phải làm cái gì cụ thể, nó phải trình bày cái của nó, nó phải nói được cái của nó gì cơ. Nó làm cơ, thì nó làm, cái nó. Ta chỉ có một quy trình thôi. Và cái kiến thức nó rút ra được sau khi mà nó đã. Đấy, cái tay nó chỉ có thế thôi. Đây này, có thể cô dạy trong môn nào quyền các thầy cô. Nên cái câu này, dạy các môn học theo gì nhỉ? Bài học STEM. Chứ phải dạy một bài hay hai bài hay ba bài đâu. Mà nếu mà ta cần thấy hay, học sinh hấp dẫn, ta dạy hết thôi. Và các trường nước ngoài nó vẫn theo phương thức đó mà. Nghĩa là nó dạy cho học sinh một cách hành động, chứ nó không dạy cho học sinh một cách kiến thức sáo rỗng. Cho nên tại sao? Nó đứng trước vấn đề thực tiễn nó nói được. Còn học sinh của mình là cứ ra ngoài là chẳng có từ nào là kiến thức cả. Đấy, đi, nó làm đâu mà nói.
đấy, thì cái vấn đề tương tác như vậy. Vậy thì tôi mong muốn thôi, không phải là cái cảm nhận của tôi, là chính các thầy cô sau khi gợi mở các con, thì các thầy cô gợi mở này, là sau khi các con đưa lên các gì nhỉ, các con vật của nó đã phân loại rồi đúng không, thì yêu cầu các con lựa chọn được chưa nào, con nào là trình bày để giới thiệu, thì cái câu mở màn cho nó ấy, là làm thế nào mà giới thiệu được cái quá trình sinh sản hoặc quá trình sinh nở hay quá trình phát triển của động vật sinh nở đẻ con với lại gì nhỉ mọi người, con các con chọn con nào nào đấy, và các chọn con đấy thì các con làm như thế nào, thì lúc này là tự nó sẽ nêu lên vấn đề chứ không phải ta, con muốn làm con chó, con muốn làm con mèo, tiêu chí thế nào, tiêu chí thế nào, là chúng ta chỉ cần mở nó thôi, và quá trình đấy là quá trình của nó, được chưa? Đấy thì bản chất STEM là thế. Tôi sẽ trình bày về cái đánh giá sau. Đấy, tôi muốn trình bày về cấu trúc bài học như vậy. Vậy với cấu trúc bài học như vậy thì giáo án nó đơn giản lắm. Cháu ơi cả. Thứ nhất là một cái hoạt động ở đâu thì là cho học sinh tham gia trò chơi để nó phân loại các con vật thôi. Thứ hai là vấn đề là các con muốn làm con gì để giới thiệu cho các chương trình nào. Sau vào kiến thức nền là các con sẽ tìm cái cách là vẽ chu trình sống của gì nhỉ? Của nó thì là kiến thức đó, đúng không ạ? Thì các con phải trình bày cái quá trình các con làm thì chính là pha gì nhỉ? Thiết kế là các bước làm, sau các con làm và các con trình bày, mà nhiệm vụ ta là chỉ có chốt cái kiến thức đó thôi là như thế nào. Thì sao? Thì tổ chức cho các con lên đây trình bày triển lãm và để xem là các con vật đấy thì ở nhà nó có ích như nào. Bởi vì động vật có ích hay động vật có hại không phải là yêu cầu cần đạt của bài này, và đấy là giáo dục gì nhỉ? Tích hợp. Nên là nêu được động vật thì khi các con trình bày con đấy thì làm nó tránh, vì các chương trình khác nhau thì động vật nó có thể có những cái biểu hiện khác gì nhỉ, khác nhau, để nó biết rằng là con chó nó đẻ thì nó rất là gì nhỉ, giữ chẳng hạn, để nó nên nó gì nhỉ, tránh đấy, chứ còn không có lại là học sinh của chúng ta này thấy chó đẻ nhiều con cứ nhảy vào mà sợ chết không được đấy. Thì bài học nó phải nhẹ nhàng, học sinh học nó phải thích thú, kiến thức thì nó đơn giản chứ không hề bỏ kiến thức nhé. Kiến thức là cái chỗ cuối cùng của quá trình. Đấy, khác với chuyện là chúng ta trình bày kiến thức sang yêu cầu nó vận dụng kiến thức vào để nó gì nhỉ, vẽ, thì kiến thức nó đã chán rồi. Thế thì khi nó vẽ nó chẳng có liên quan đến kiến thức đâu, nó vừa được giải thoát ra nó sướng quá chẳng lẽ đâu. Đấy thì như thế này là nó muốn làm nó trình bày với thầy cô. Đấy, với một bài cụ thể tôi nghĩ là nó rất là ngắn gọn. Còn các thầy cô muốn hoành tráng, nếu mà dạy là thao giảng ấy hoặc dạy giờ ấy, thì các thầy cô nên chuẩn bị sẵn những cái bảng to hoặc giấy A4 và có thể là chuẩn bị cả bông, chuẩn bị cả cái mô hình nữa để các con nó có thể dùng cái phương pháp nhồi gì từ bông, hoặc là đây là nhóm này là nhóm một cá nhân nhé, nó vẽ nó biết vào. Còn nếu mà nhóm lớn để trình bày ấy, thì nó có thể làm to hơn bằng các mô hình bóng xốp. Nghĩa là cái ý tưởng các thầy cô muốn các con ấy nó làm được cái gì thì các thầy cô phải gợi mở cho nó chứ không được áp đặt nó. Đấy, thì muốn làm bằng xốp cũng được, bằng đất nặng cũng được, bằng giấy vẽ cũng được, bằng giấy mỏng cũng được, bằng tích cơ cũng được, chả có vấn đề gì cả. Nên nó không có cái là khó khăn khi sử dụng vật liệu, mà vật liệu là do là mình chú ý như thế nào. Còn cái mình cần đạt được cái quá trình để học sinh chiếm kiến thức đó. Đấy. Rồi, mời các thầy cô có chia sẻ gì về bài này không ạ? Đấy. Cô cô giáo liệu cô Hà có dạy thêm là dạy được bài này không? Dạy bài này. Thế thì nếu mà dạy bài này muốn học sinh sáng tạo hơn thì làm thế nào ạ? Đấy là dạy bài này như này nhá, muốn học sinh nó sáng tạo hơn thì làm thế nào? Như là ở đây nhá, khi thế này là tốt rồi đúng không? Rồi muốn học sinh của mình sáng tạo hơn thì tại sao lại thế? Về chương trình 2018 về yêu cầu cần đạt là tối thiểu, còn học sinh của mình tốt đến đâu là mình hoàn toàn phát triển đến đó. Và mình dạy bài này mong muốn học sinh của mình nói gì nhỉ? Phát triển hơn sáng tạo á, thế nào? Theo em thì bản thân học sinh cũng đã rất là sáng tạo và đã nghĩ ra nhiều ý tưởng rồi. Nếu như giáo viên muốn phát huy hơn nữa khả năng sáng tạo của học sinh thì em nghĩ rằng là em có thể sưu tầm thêm những cái video và các mô hình của các bạn học sinh khác ở trên thế giới. Có nghĩa là các bạn có học về nội dung đó thì các em học sinh sẽ được mở rộng cái trí tưởng tượng của mình hơn, và từ đó các em có thể tạo ra một cái sản phẩm của riêng mình với cái gợi của nó. Rồi, cảm ơn cô. Đây thì tôi mở thôi. Đầu tiên chúng ta phải gắn với, nếu muốn sáng tạo hơn thì chúng ta phải có một không gian mở hơn. Mở thứ nhất là mở cái tích hợp. Thế thì đây là bài này học về là sinh sản của động vật, đẻ trứng và đẻ con. Khi hoàn toàn chúng ta đặt ra là vậy thì ở dưới nước các con vật nó sinh sản như thế nào, ở trên cạn nó như thế nào,
Được chưa ạ? Thế thì để học sinh làm sao nhỉ? Nó phải tưởng tượng ra những con vật ở dưới nước á. Đấy, và nó làm mô hình được vật ở dưới nước thì nó có thể là nó mô tả cả cái quá trình được. Đấy. Thứ hai là nếu các thầy cô kết hợp với kỹ năng công dân số thì lúc này học trò nó có những cái máy tính hoặc iPad ấy, thì chúng ta bảo là cô muốn một mô hình động cơ. Đấy, thì hoàn toàn chúng nó dùng class, chúng nó có thể là start ấy. Ở đây cũng có thể làm thông tin không? Đấy. Và hoàn toàn nó có thể thiết kế được mô hình gì nhỉ? Đấy. Đấy, thì lúc cái đó nó tạo một sản phẩm. Ví dụ trước con nhà tôi nó học ở trường Thăng Long Victoria là nó thiết kế là 3D là dạy trẻ lớp 2 học ngoại ngữ à. Để có thì nó thiết kế cũng mô hình đặc được. Thì nếu mà thầy có thiết kế rác thì thiết kế thành gọi là phần mềm mô phỏng hỗ trợ dạy học chủ đề động vật, thầy làm luôn cuộc thi thanh kiếm kinh nghiệm sáng tạo sản phẩm là nội dung phần mềm hỗ trợ học tập, thì cái đấy là sự sáng tạo là của thầy. Vậy thì thầy thiết kế theo nào? Theo chương trình STEM để học trò khám phá thôi, được chưa? Đấy, thì giống như khi tôi tư vấn cho một trường ở quận Hoàn Kiếm là thi về cái gọi là cái bài đấy gọi là trồng cây và bộ đội gì này, giá thể trồng cây đấy. Đấy thì người ta xây dựng theo một cái phương pháp đấy là nó thiết kế trên cái phần mềm mà đưa ra, nhưng mà mình muốn cho sáng tạo hơn mà. Nhưng mà tôi về dạy cho một tỉnh nào ở tận Yên Bái Lào Cai như thế thì tôi chịu không này được, bởi vì người ta chưa có cái nền đấy. Nhưng ở chúng ta là học tin học đã là tự chọn từ lớp 1, lớp gì nhỉ, lớp 2 đấy, và đến lớp 3 là lớp 4, lớp 5, đây là lớp 5 là các con đã có cái kỹ năng rồi, thì chúng ta phải mở rộng nó ra chứ, tại sao chúng ta lại phải bỏ hẹp trẻ con của chúng ta. Thế thì với mỗi một nhà trường là hoàn toàn khai thác bài này khác nhau, nhiệm vụ yêu cầu của đạt chỉ có mỗi thế thôi, và không được làm mất đi cái tính đó. Vì mất tính đó là không cẩn thận là cả giờ chỉ học lập trình thôi thì các con sẽ không hiểu thế nào về cái chương trình của nó thì chúng ta đạt được. Nhưng sau khi nó đã đề xuất được rồi thì lúc này là nó vận dụng cái tin học vào, nó có năng lực mà. Đấy, nhưng có nhóm thì nó lại thích làm gì mà sưu tầm các đoạn video, bởi vì nó cũng khai thác cái công nghệ cơ, sưu tầm các cái video để nó giới thiệu về các vòng đời sinh sản của động vật. Và như vậy thì nó sẽ là xây dựng cái đó, thì chúng ta khuyến cáo nó thôi là các con là xem làm thế nào mà giới thiệu cho người ta thì nó xây dựng video clip xong nó lồng lời vào, có được không ạ? Được, kiến thức của ta chỉ có vậy thôi và nó làm vào. Có nhóm nó hoàn toàn nó vẽ một bức tranh to chứ. Thế thì lúc đấy là mình nói là phải mở rộng không gian để cho học trò của mình gì nhỉ, sáng tạo. Còn với bài học thì chỉ có 2 tiết thôi thì ta không thể vẽ ra được như thế, mà cái đấy ta phải đẩy sang là trải nghiệm, đúng không? Đấy, thì học sinh vậy thì nó hoặc là dự án nghiên cứu. Vậy thì cái bản chất của STEM nó là phải kết nối được với bài học á với lại các hoạt động khác thì các con giải quyết được vấn đề với trọn vẹn. Chứ 2 tiết bắt đầu làm video sao được, 2 tiết bắt đầu lập trình sao được, 2 tiết bắt đầu vẽ bức tranh to sao được, 2 tiết chỉ thế này thôi là được rồi. Và nhiệm vụ ta là dạy học hàng ngày cũng chỉ cần đến gì nhỉ, đến thế. Đấy, vậy thì chúng ta đừng có vẽ STEM lên như một cái người khổng lồ, mà chúng ta nhìn STEM như một cái phương pháp dạy học á, để chúng ta phát triển năng lực của học gì nhỉ, học sinh. Đấy, các thầy cô lưu ý nha. Còn ở đây thầy muốn tin học cũng đang đi tìm các ý tưởng cho các con tham gia kỳ thi thanh thiếu niên niềm sáng tạo hoặc là tham gia kỳ thi tin học trẻ các thứ chẳng hạn, thầy hoàn toàn có thể vẽ ra một cái mô hình đó là xây dựng vòng đời động vật trong dạy học ở nhà môn khoa học lớp mấy ạ, lớp 5, tính ứng dụng đường ngoài. Ít nhất thì nó cũng là sáng kiến cấp sở đạt giải. Đấy, bởi vì tôi cũng hay tư vấn những cái đấy mà. Cháu có đề gì. Đấy, còn nếu mà học sinh chúng ta nó lại có cái kỹ năng xây dựng phim, dựng hình thì hoàn toàn nó có thể dùng ấy, thì đấy kết hợp với là kỹ năng công dân số. Còn không có thì nó làm một bức vẽ, nó làm một triển lãm. Và nếu mà thầy cô muốn là nếu chủ đề ấy là bảo vệ động vật biển thì hoàn toàn chúng ta là đưa bài học này vào để tích hợp với lại những ngày giáo dục bảo vệ môi trường mình biển đảo. Tôi đang đề xuất cái đề tài như vậy. Thế thì cái bản chất vấn đề ở đây không phải là kiến thức đâu, mà là năng lực của người học, nghĩa là nó làm được cái gì ấy. Chứ còn cái kiến thức nó chỉ là các cái quy trình, các cái bước mà để nó mô tả quá trình sinh sản của dưới thôi ạ. Động vật đẻ trứng hoặc động vật đẻ gì ạ, đẻ con. Nhưng cái tư duy và cái năng lực nó tạo ra được cái sản phẩm nào để nó mô tả cái đấy mới là cái mục tiêu của gì ạ, chương trình ạ. Người ta phải giải quyết vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể như vậy. Đấy, rồi. Rồi, cảm ơn cô giáo mỗi một chi tiết. Và nhưng mà cố gắng kết nối với không gian đồ sinh trải nghiệm. Bởi vì chúng tôi biết là các trường Cầu Giấy là một tốt đầu của Hà Nội. Và như vừa rồi có trường này, cái tổ này, cái chương trình gì đấy? Chương trình của tôi kia, Vina Connect.
Đấy là làm một cái chuyên đề về cấp quận này. Và cái ngôi nhà đấy cũng phải 2-3 buổi làm việc với các thầy cô á. Nó ra một cái ý tưởng rất là hay, như là trẻ con hiến thức mặt hình là Nobita này, xem em Nhật Bản. Thế thì bây giờ người ta bảo là sau khi các thầy cô lồng vào một đoạn clip, xong rồi muốn tặng trẻ con đến tổ một cái ngôi gì nhỉ, ngôi nhà, món quà, thì các con phải thiết kế để các con như thế nào. Thế là dạy được toán. Toán các thầy cô lại muốn tích hợp cả lọc nước và là công nghệ, đúng không ạ? Muốn tích hợp cả toán vào để mua bán, để muốn cả giáo dục tài chính nữa, là để tiêu tiền gì nhỉ? Thật. Thế thôi, thế là một tiết học rất sinh động, trẻ nó học như nó chơi, và cuối cùng là bài học đạt được. Thì chúng ta cũng phải chấp nhận là giáo dục STEM nó phải hướng đến học trò phát triển cái đó, chứ không chỉ bó gọn nó vào một trong những cái kiến thức đơn giản cho bài học. Vâng, đấy là lớp 4, cái bài học tập lớp 4. Rồi, em tiếp lại. Xong đến lớp 5 rồi đến lớp mấy? Lớp 4, lớp 4. Duy Hải, kính thưa các thầy cô giáo của trường tiểu học Phúc Giang, thầy cô giáo trường tiểu học Xen Phương và toàn thể các thầy cô giáo hội đồng sư phạm trường tiểu học Diệu A. Sau đây tôi xin đại diện cho tập thể giáo viên khối 4 chia sẻ về kế hoạch dạy học bài học STEM trồng hoa cây cảnh trong chậu ạ. Khi thiết kế kế hoạch dạy học bài học này thì tổ của chúng tôi cũng có mạnh dạn thay đổi và điều chỉnh một chút so với kế hoạch dạy học và chậu hoa cây cảnh mini trong sách bài học STEM lớp 4 của thầy ạ. Tôi xin phép được chia sẻ. Thứ nhất là bài học này ngoài thiết kế, ngoài môn học chủ đạo là môn công nghệ với bài chậu hoa cây cảnh trong chậu, thì chúng tôi cũng thiết kế tích hợp thêm môn học khoa học, dạy nội dung các yếu tố cần cho sự sống và phát triển của thực vật, tích hợp với kiến thức của môn toán học, ước lượng kích thước của các vật trong không gian, kiến thức của môn mỹ thuật, vẽ, tô màu, cắt dáng, trang trí chậu hoa và cây cảnh. Chúng tôi xác định yêu cầu cần đạt của bài học này như sau. Sau khi học bài học này, học sinh biết được các yếu tố cần cho sự sống phát triển của thực vật. Học sinh nắm được các bước trồng hoa cây cảnh trong chậu, sử dụng được một số dụng cụ trồng hoa cây cảnh đơn giản, trồng và chăm sóc được một số loại hoa cây cảnh trong chậu và cũng giúp các em thêm yêu cây xanh, có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường. Chúng tôi dự tính sẽ sử dụng trong bài học này sẽ sử dụng các thiết bị và vật liệu như trên màn hình ạ. Và chúng tôi đã thiết kế bài học này với các hoạt động học tập chủ yếu theo đúng tiến trình của bài học STEM ạ. Hoạt động 1 là hoạt động mở đầu, xác định vấn đề. Hoạt động 2 là hình thành kiến thức nền. Hoạt động 3 là đề xuất và lựa chọn giải pháp. Hoạt động 4 là thực hành trồng hoa, cây cảnh trong chậu. Hoạt động 5 là chia sẻ và điều chỉnh. Và bài học STEM trồng hoa cây cảnh trong chậu này chúng tôi dự tính sẽ tiến hành trong thời gian là 3 tiết. Tôi xin phép được chia sẻ cụ thể hơn về kế hoạch học từng tiết ạ. Thứ nhất, ở phần mở đầu thì chúng tôi dự tính sẽ tổ chức cho con khởi động thông qua trò chơi đố bạn cây gì. Sau đó giáo viên hướng dẫn học sinh xác định vấn đề, từ việc xác định được ý nghĩa, lợi ích của cây trồng đối với đời sống của con người thì các em sẽ thấy được việc cần thiết là trồng một chậu hoa cây cảnh. Sau đó, giáo viên hướng dẫn các em xác định tiêu chí của một chậu hoa cây cảnh. Tiếp theo, ở phần hướng dẫn học sinh hình thành kiến thức nền thì chúng tôi thiết kế bài học này giúp các em hình thành hai kiến thức nền, đó là kiến thức thứ nhất là tìm hiểu thực vật cần gì để sống. Kiến thức thứ hai là giúp các em tìm hiểu các bước trồng hoa cây cảnh trong chậu. Ở phần đề xuất và lựa chọn giải pháp, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh vẽ bản phác thảo chậu hoa cây cảnh. Ở phần thực hành thì trước khi để các em học sinh thực hành thì giáo viên tổ chức hoạt động workshop ươm mầm. Ở hoạt động này thì giáo viên có chuẩn bị sẵn các vật liệu, dụng cụ cần thiết để học sinh có thể trồng chậu hoa cây cảnh. Và giáo viên sẽ giống như thầy hướng dẫn ạ, sau khi giúp các con hình thành kiến thức nền ạ, thì lúc đó giáo viên mới đưa những cái vật liệu dụng cụ này ra, và các nhóm ở trong lớp có thể cử đại diện nhóm lên khu vực workshop để chọn những vật liệu dụng cụ như là cây giống cần thiết để trồng một chậu hoa cây cảnh của nhóm mình theo đúng ý tưởng mà bản phác thảo của mình sẽ đề ra. Sau đó giáo viên tổ chức cho các em học sinh thực hành trồng hoa và cây cảnh trong chậu. Ở phần cuối cùng là hoạt động chia sẻ và điều chỉnh thì chúng tôi tổ chức dưới hình thức là mở một cuộc triển lãm mang tên là Em yêu cây xanh. Ở hoạt động này thì các em học sinh sẽ mang sản phẩm của nhóm mình lên để trưng bày chia sẻ trước lớp,
các em sẽ giới thiệu các nhóm bạn về sản phẩm của nhóm mình, cũng như là so sánh đối chiếu xem là sản phẩm của nhóm mình đã làm được có giống như bản phác thảo đề ra không, hay có thay đổi và điều chỉnh gì so với bản phác thảo ban đầu hay không. Dạ vâng, sau đây tôi xin phép được chia sẻ về cụ thể nội dung của từng hoạt động ạ. Hoạt động thứ nhất là mở đầu xác định vấn đề. Thì ở hoạt động này trước tiên là giáo viên sẽ ổn định nền nếp lớp học bằng cách là cho các em hát và vận động theo nhạc theo bài hát Em yêu cây xanh ạ. Bài hát này thì không chỉ giúp em có không khí hứng khởi để bắt đầu tiết học, giúp ổn định nền nếp lớp học, mà chúng tôi cũng lựa chọn một bài hát gắn liền với cả nội dung chủ đề của bài học ạ. Từ đó dẫn dắt vào nội dung bài ạ. Sau đó giáo viên tổ chức các em học sinh khởi động bằng trò chơi mang tên Đố bạn cây gì. Cách thức tổ chức trò chơi này như sau ạ. Giáo viên sẽ chia lớp thành 4 đội chơi, mỗi tổ là một đội. Giáo viên sẽ dán hình ảnh của các loài cây, loài hoa lên trên bảng và phát cho mỗi đội chơi thẻ có ghi tên của các loài cây và loài hoa. Sau đó các nhóm sẽ cử thành viên đại diện lên để gắn tên với hình ảnh của các loài cây, loài hoa tương ứng ở trên bảng ạ. Khi hết thời gian, đội nào gắn được nhiều và chính xác tên của các loài cây và loài hoa thì đó là đội chiến thắng ạ. Và sau khi mà giáo viên tổ chức trò chơi này thì giáo viên tổng kết trò chơi, thì trong quá trình đó giáo viên cũng có thể hỏi thêm các học sinh như là em biết gì về đặc điểm của loài cây này, theo em cây này có thể trồng ở trong nhà được hay không. Và từ những câu hỏi gợi mở đó thì giáo viên cũng có thể định hướng cho các em học sinh chọn được cây giống phù hợp để trồng ở trong bài học này, và đây cũng chính là mục đích của chúng tôi khi thiết kế trò chơi đố bạn cây gì này ạ. Và sau đó thì giáo viên cũng có thể giới thiệu các em học sinh về một trang sách điện tử do tổ phố chúng tôi đã thiết kế ạ. Các em có thể kích chuột hoặc là quét mã QR vào trang sách này để mở ra thông tin về đặc điểm các loài cây và loài hoa. Dạ vâng. Ở đây là hình ảnh của trang sách điện tử, trang sách xanh mà chúng tôi đã thiết kế ạ. Ở trong trang sách này thì chúng tôi có ghi tên của các loài hoa, hình ảnh của các loài cây, loài hoa đó, cũng như là đặc điểm, môi trường sống, thời gian nở hoa, cũng như là lợi ích của các loài cây, loài hoa. Và từ những kiến thức mà giáo viên cung cấp này thì cũng có thể sẽ là định hướng, tài liệu tham khảo để các em có thể lựa chọn loại cây và loại hoa mà mình yêu thích và phù hợp với cả nhu cầu cũng như là sở thích của nhóm mình ạ. Sau khi kết thúc trò chơi thì giáo viên sẽ xác định vấn đề cho học sinh ạ. Từ việc gợi mở hỏi học sinh cây xanh có tác dụng gì đối với đời sống con người thì sẽ đưa ra được cho các em thấy rằng việc cần thiết của việc trồng một chậu hoa cây cảnh ạ. Và từ đó giúp các em có thể xác định được mục tiêu của bài học này ạ. Sau đó giáo viên cũng giúp các em xác định tiêu chí của một chậu hoa cây cảnh. Ở hoạt động xác định tiêu chí của chậu hoa cây cảnh ạ, thì giáo viên tổ chức cho các em thảo luận theo hình thức là nhóm đôi và hoàn thành có phiếu thảo luận nhóm mà giáo viên đã phát từ đầu giờ. Sau khi các em học sinh thảo luận và viết các tiêu chí và trong phiếu thảo luận này, các em sẽ lên chia sẻ trước lớp bằng hình thức là chiếu trên chiếu đa vật thể. Sau đó giáo viên cũng đưa ra các tiêu chí của chậu hoa cây cảnh mini mà đã tổng hợp được ý kiến của các nhóm cũng như là tiêu chí chuẩn của giáo viên ạ. Ở hoạt động thứ hai là hình thành kiến thức nền ạ. Thứ nhất, giáo viên hình thành cho các em kiến thức tìm hiểu thực vật cần gì để sống. Lý do mà chúng tôi đưa nội dung này vào trong bài học STEM trồng hoa cây cảnh trong chậu đó là từ việc giúp các em hiểu nhu cầu sống của thực vật, thì từ đó cũng định hướng các em là vì sao mà chúng ta lại cần giá thể để trồng cây, hay lý do vì sao mà khi con làm chậu trồng cây ta phải đục lỗ ở dưới, thoát nước ở dưới đáy chậu chẳng hạn ạ. Thì đó là những kiến thức mà chúng tôi thấy là cũng rất quan trọng để giúp các em có thể trồng được một chậu cây và giúp các cây phát triển tốt, cũng như là định hướng các em để sau khi trồng được cây rồi thì ta có thể làm gì để chăm sóc cho chậu cây để phát triển xanh tốt hơn ạ. Và đây cũng chính là điểm khác mà chúng tôi đã mạnh dạn thêm vào trong kế hoạch dạy học bài học STEM này ạ. Để tổ chức hoạt động này thì giáo viên đầu tiên là cho các em tham gia một hoạt động có tên là thử tài dự đoán ạ. Trồng chúng đất, đề số 5, trồng chúng đất.
tốt nhất. Nội dung của hoạt động. Nội dung của hoạt động thử tài dự đoán này ạ, thì cũng chính là thí nghiệm ở trong sách giáo khoa môn khoa học khi dạy nội dung tìm hiểu về nhu cầu sống và phát triển của thực vật ạ. Nội dung thí nghiệm này như sau ạ, giáo viên sẽ đưa ra một đoạn là thực ra thì nếu mà tổ chức cho các em thử làm thí nghiệm thật thì đấy là điều tốt nhất. Tuy nhiên trong giới hạn phạm vi tổ chức bài học STEM này thì nếu làm thêm một thí nghiệm đấy thì sẽ quá cả thời gian. Thế nên chúng tôi đang đưa ra kiến thức tổ chức hoạt động này dưới dạng là giáo viên đưa ra hình ảnh và đưa ra các cái hình ảnh mô tả như thế này ạ. Sau đó cho các em học sinh dự đoán xem những cái cây trồng nào ở trong điều kiện nào thì sẽ có thể phát triển tốt nhất. Với hoạt động này thì em sẽ làm việc theo nhóm 4, sẽ điền vào phiếu thảo luận như trên màn hình ạ. Và sau thời gian thảo luận thì các em sẽ chia sẻ kết quả dự đoán của nhóm mình trước lớp, cũng như giải thích lý do vì sao các em lại dự đoán như vậy. Và tôi dự kiến đây là một kết quả thảo luận của một nhóm. Và từ đó thì giáo viên cũng sẽ chốt được cây số 4. Cây ở trong thí nghiệm số 4 sẽ là cây phát triển xanh tốt nhất, bởi vì cây này được tưới nước thường xuyên, có đủ ánh sáng, không khí và các chất dinh dưỡng lấy từ đất. Và từ đó giáo viên hình thành cho học sinh được kiến thức là cây cần có những điều gì để phát triển xanh tốt và cao lớn. Sau đó, để các em khắc sâu và hiểu rõ hơn về kiến thức này, thì giáo viên cho các em xem một đoạn clip về nhu cầu sống của thực vật. Thực vật cũng là thực thể sống như chúng ta. Thực vật cũng cần thức ăn để phát triển như chúng ta. Nhưng thực vật cần ăn gì để phát triển? Thực vật cần có đủ ánh sáng, nước, không khí và đất màu mỡ để phát triển bình thường. Thực vật lấy vào khí carbonic giống như chúng ta hít vào khí oxy và chúng thải ra khí oxy giống như... Vì thời gian không còn nhiều thì tôi xin phép và sẽ chuyển sang chia sẻ về nội dung tiếp theo ạ. Sau khi các em học sinh quan sát đoạn clip mô tả về nhu cầu sống của thực vật thì giáo viên cũng có thể mở rộng cho các em thêm một số kiến thức khác. Ở hoạt động này ạ, thì giáo viên cũng đưa ra là có một số loại cây thực tế trong cuộc sống ạ. Thì ngoài nhiệt độ lý tưởng, ví dụ như là từ 0 đến 50 độ C ạ, thì có một số loại cây có thể sống và phát triển tốt ở những nhiệt độ thấp hơn 0 độ C, hay có một số cây có thể chịu được nhiệt độ cao và sống tốt ở nhiệt độ hơn 50 độ C ạ. Thì nội dung mở rộng này thì cũng có ở trong chương trình sách giáo khoa khoa học lớp 4 ạ. Tiếp theo, giáo viên hướng dẫn các em hiểu kiến thức các bước trồng hoa ở bên cạnh trong chậu ạ, thì đây chính là kiến thức nền trọng tâm của bài học này. Để hướng dẫn học sinh tìm hiểu về các bước trồng hoa cây cảnh trong chậu, thì trước tiên giáo viên cho các em tiếp tục làm việc và thảo luận theo nhóm 4 và thực hiện nhiệm vụ của phía học tập. Các em sẽ phải sắp xếp các bước trồng hoa cây cảnh trong chậu và dán vào trong phía học tập này theo đúng thứ tự. Giáo viên ngoài việc phát cho các em phía học tập thì cũng sẽ phát các thẻ từ, trên đó có in tranh ảnh cũng như là một số thông tin mô tả của các bước trồng hoa và cây cảnh trong chậu ạ. Nhiệm vụ của em là sẽ dán những thẻ từ này vào đúng vị trí như các bước trồng hoa và cây cảnh. Và đây là đáp án đúng ạ. Sau đó, sau phần chia sẻ của học sinh ạ, thì giáo viên sẽ chốt lại các bước trồng hoa cây cảnh trong chậu bằng sơ đồ tư duy như ở trên màn hình ạ. Tiếp theo ạ, để giúp các em có thể thực hành trồng một chậu hoa cây cảnh đạt tiêu chuẩn thì giáo viên cũng cho các em xem thêm một đoạn clip trồng cây mẫu ạ. Lý do mà chiếu đoạn clip này để các em hiểu rõ hơn, ngoài việc là trồng cây theo đúng những bước như vậy thì trong mỗi một bước thì ta phải lưu ý những kỹ thuật như thế nào để cây của mình có thể trồng đúng cách và phát triển tốt ạ. Chọn chậu cho phù hợp với kích thước của cây giống như không gian,
Còn giúp các con củng cố và khắc sâu kiến thức mà các con vừa được tìm hiểu qua hoạt động vừa rồi ạ. Trò chơi khu vườn kỳ diệu được chúng tôi thiết kế với 5 câu hỏi ạ. Trả lời đúng mỗi một câu hỏi thì các em cũng sẽ giúp cho khu vườn được chăm sóc thêm xanh tươi. Tôi xin giới thiệu sơ qua về nội dung của từng câu hỏi ạ. Câu hỏi số 1, chọn chậu cây phù hợp với cây trồng sau đây. Đáp án chính xác là đáp án C ạ. Lý do mà chúng tôi thiết kế nội dung câu hỏi này là muốn các em học sinh có thể lựa chọn được chậu cây phù hợp với cả cây giống bằng cách là ước lượng, xác định kích thước, và đây cũng là kỹ năng mà chúng tôi muốn hướng tới ở trong tiết học này ạ. Và đây, sau khi mà các em học sinh trả lời đúng câu hỏi ạ, thì các em sẽ nhìn thấy hình ảnh ở vườn cây được chăm sóc như thế này ạ. Câu hỏi số 2 ạ. Có thể sử dụng những loại giá thể nào để trồng cây? Đáp án chính xác là đáp án D, mùn cưa, đất và sơ dừa. Đáp án A, B, C là những đáp án gây nhiễu, bởi vì có những đáp án như là chậu sứ, khay nhựa, bình tưới cây không phải là giá thể ạ. Thì câu hỏi này cũng giúp các em ôn lại kiến thức cũ ạ và nhớ lại những loại giá thể có thể lựa chọn để trồng cây ạ. Và sau khi trả lời đúng câu hỏi thì các em sẽ được thấy nhìn thấy hình ảnh khu vườn chăm sóc tiếp theo như thế này ạ. Câu 3 ạ. Đặt một tấm lưới nhỏ hoặc viên sỏi to hơn lỗ thoát nước ở đáy chậu nhằm giúp cho nước chảy đi nhưng không bị rơi loại đất ra ngoài là đúng hay sai? Đáp án là đúng ạ. Câu 4. Em hãy sắp xếp các bước trồng hoa, cây cảnh trong chậu theo đúng trình tự ạ. Với câu hỏi số 4 này thì chúng tôi khi tổ chức trò chơi này thì chúng tôi sẽ sử dụng thẻ hoa. Đây là một đồ dùng học tập mà của chúng tôi thiết kế riêng ạ. Rất là tiếc vì hôm nay chúng tôi chưa kịp mang cái thẻ vào xuống đây ạ. Chiếc thẻ hoa này thiết kế là ở mặt thứ nhất của chiếc thẻ ạ, thì có thể các con có thể lựa chọn phương án A, B, C, D hoặc là lựa chọn phương án đúng sai ạ. Và ở mặt sau của chiếc thẻ đấy thì chúng tôi sẽ thiết kế cho các em có thể viết câu trả lời ngắn bằng bút dạ. Và với câu hỏi này thì các em sẽ ghi trình tự các bước kiểu là A, B, C, D, E, không cần phải viết dài ạ. Đây là đáp án của câu hỏi số 4 ạ. Câu 5. Bức tranh nào có các điều kiện phù hợp giúp cây sống và phát triển tốt? Đáp án đúng là đáp án C ạ. Như vậy, thông qua trò chơi khu vườn kỳ diệu vừa rồi thì các em vừa được ôn lại và củng cố các kiến thức trọng tâm của bài học này. Từ đó cũng giúp các em có thể định hướng cho hoạt động tiếp theo. Hoạt động 3. Đề xuất và lựa chọn giải pháp. Ở hoạt động đề xuất và lựa chọn giải pháp này thì trước tiên giáo viên hỏi các em, để trồng được một chậu hoa cây cảnh, các em cần chuẩn bị những vật liệu, vật dụng và dụng cụ gì? Sau khi các em học sinh nêu thì giáo viên sẽ tổng hợp lại những vật liệu, vật dụng, dụng cụ cần thiết ở trên màn hình như thế này. Sau đó, giáo viên sẽ hướng dẫn các em vẽ bản phác thảo chậu hoa cây cảnh mini. Đây là mẫu phiếu mà chúng tôi thiết kế cho các em học sinh ạ. Mỗi một nhóm học sinh sẽ được phát một mẫu phiếu như thế này. Các em có phần khung màu trắng để vẽ ý tưởng của nhóm mình và bên cạnh là những câu hỏi gợi ý để giúp em có thể dễ dàng hơn trong quá trình vẽ bản phác thảo. Trước khi các em vẽ thì giáo viên cũng có thể hướng dẫn mẫu ạ. Các em sẽ lựa chọn chậu để trồng cây cho phù hợp. Em nên ghi chú rõ mình sẽ dùng loại chậu làm từ chất liệu gì, chậu mua sẵn hay chậu em tự làm từ các sản phẩm tái chế. Nếu là chậu tự làm, em có thể viết rõ là làm từ cốc giấy hay
thì vỏ chai nhựa. Và các em nhớ phải đổ lỗ thoát nước cho chậu nhé. Em cũng có thể vẽ hình trang trí cho chiếc chậu của mình dịu sáng hơn. Các em cũng nên ghi rõ mình chọn giá thể gì để trồng cây và cây trồng xong sẽ được đặt ở đâu. Dạ vâng. Phần hướng dẫn mẫu này ạ thì tùy vào đối tượng học sinh của từng lớp ạ. Ví dụ nếu là các em học sinh mà có khả năng tiếp thu tốt, hoạt động nhanh nhẹn thì giáo viên có thể không cần làm mẫu. Các em chỉ cần dựa vào những câu hỏi gợi ý này mình cũng đã tự vẽ được phản phác thảo của mình rồi. Tuy nhiên nếu các em, nếu giáo viên cảm thấy đối tượng học sinh của lớp mình mà cần hướng dẫn mẫu thì chúng tôi mới tổ chức hoạt động này ạ. Và chúng tôi đây là một em hỏi. Sau khi mà các em học sinh vẽ bản phác thảo theo nhóm xong ạ thì các em sẽ lên chia sẻ trước lớp. Và đây là một đoạn video ghi lại hình ảnh mà các em chia sẻ bản phác thảo của nhóm mình ạ. Và đây là một số hình ảnh bản phác thảo của các em học sinh đã tự vẽ được. Tiếp theo ở hoạt động 4, thực hành trồng hoa cây cảnh trong chậu. Như tôi đã chia sẻ, thì trước khi cho các em thực hành thì giáo viên sẽ tổ chức hoạt động mang tên là workshop ươm mầm. Thì lúc này giáo viên sẽ đặt các vật liệu, vật dụng cụ cần cho tiết học lên phía trên khu vực bục giảng. Và các em học sinh sẽ cử đại diện các nhóm lên để lựa chọn những đồ vật cần cho bản cần để trồng chậu hoa cây cảnh theo đúng phác thảo của nhóm mình. Ở hoạt động này thì chúng tôi cũng dự kiến đó là trong quá trình các em lựa chọn ạ, vì bản phác thảo là các em tự vẽ theo ý tưởng của nhóm mình, còn đồ dùng là giáo viên chuẩn bị. Thế nên trong quá trình lựa chọn có thể em sẽ không chọn được đúng món đồ mà mình mong muốn, thì trong hoạt động này các em cũng sẽ phải thay đổi điều chỉnh lại sao cho phù hợp với thực tế hoàn cảnh của em đang có. Chỉ có những đồ dùng này thôi thì em sẽ phải thay đổi bản phác thảo của mình như thế nào. Thì đây cũng chính là hoạt động mà giúp các em có thể là phát triển cái năng lực phản xạ cũng như là tư duy linh hoạt khi mà gặp những cái vấn đề cần giải quyết trong cuộc sống ạ. Sau đó thì các em sẽ mang đồ dùng về khu vực của nhóm mình và thực hành trồng hoa cây cảnh trong chậu. Dự kiến thời gian cho hoạt động này là tôi sẽ cho em thực hành trong khoảng 15 phút ạ. Và trước khi các em thực hành thì giáo viên cũng nhắc các em chú ý lại về tiêu chí của một chậu hoa cây cảnh mà các em đã xác định từ đầu giờ, để trong quá trình thực hành các em chú ý chậu cây phải đạt được những tiêu chí như thế này ạ. Sau khi hoàn thành sản phẩm của nhóm mình thì các em cũng có thể tự đánh giá sản phẩm bằng phiếu tự đánh giá mà giáo viên đã phát. Trên màn hình là mẫu phiếu mà chúng tôi đã thiết kế ạ. Sau đó các em sẽ chia sẻ sản phẩm của mình trước lớp dưới hình thức tôi sẽ mở một triển lãm Em yêu cây xanh ạ. Tên triển lãm này thì đúng tên bài hát mà tôi đã lựa chọn ở đầu tiết học ạ. Để tổ chức cuộc triển lãm này ạ thì giáo viên có thể chuẩn bị, nếu được điều kiện cơ sở chất cho phép thì có thể chuẩn bị một số giá để cây để trưng bày ở khu vực bục giảng, còn không thì chỉ cần dùng bàn nhỏ hoặc là bàn của học sinh cũng được ạ. Sau đó các nhóm sẽ mang chậu cây của nhóm mình đã làm lên trưng bày và các em sẽ giới thiệu với cả lớp. Lần lượt các nhóm sẽ giới thiệu và chia sẻ với cả lớp về sản phẩm của nhóm mình. Ở phần chia sẻ này thì bên cạnh việc giới thiệu chậu cây thì các em cũng có thể chiếu lại về bản phác thảo của nhóm mình. Và các em cũng có thể nêu là trong quá trình thực hành thì các em đã thực hiện theo bản phác thảo như thế nào, các em đã thay đổi ý tưởng của mình ra sao, cũng như là trong quá trình thực hành các em đã gặp phải những khó khăn gì, các em đã giải quyết khó khăn ấy như thế nào. Và giáo viên cũng có thể hỏi thêm các em là nếu được làm lại hoặc nếu có thời gian thì em sẽ thay đổi như thế nào, hoặc ví dụ em cảm thấy như thế nào khi trồng được một chậu hoa cây cảnh như vậy. Và từ đó thì giáo viên cũng có thể liên hệ mở rộng là các em có thể đặt chậu hoa cây cảnh này ở đâu, có thể trang trí chính lớp học luôn, rồi em cảm thấy lớp học của chúng ta có thêm cái chậu hoa cây cảnh này thì không gian lớp học thay đổi thế nào, em cảm thấy ra sao khi lớp học được trang trí đẹp như vậy ạ. Dạ vâng ạ. Vừa rồi tôi đã vừa chia sẻ về kế hoạch dạy học bài học STEM trồng hoa cây cảnh trong chậu ạ. Rất mong sẽ nhận được ý kiến đóng góp của các thầy giáo và các thầy cô trong hội đồng sư phạm ngày hôm nay ạ. Cảm ơn các cô. Vâng, cảm ơn cô giáo.
đây là một trong những cái mà bài mà hình như là đến khi là đến cái bài này thì sao? Cô thi năm ngoái nhá. Đây đến bài này là có mời những cái em bài giờ thi đấy, bài giờ thi thì đều ba các thành phố đấy, có một bài là giải nhất cũng về bài này. Vì bài đấy là ở trường thì trong cái thiết kế người ta nhắc lại đấy. Thế thì nó tắt thế này nhá, để nói bài này như này cho nó vui nhỉ. Thực ra là vừa nãy tôi có nói về cái vấn đề là giải quyết vấn đề thực tiễn bối cảnh cụ thể ấy. Thì nếu bây giờ đặt đây, bài này là cô làm rất phong phú nội dung rồi và cái tiến trình em rất là rõ và cô ứng dụng công nghệ là rất là nét, bởi vì đây là một bài lại là lúc đấy khi mà chúng tôi có hỗ trợ các đơn vị thì các thầy cô lo là không biết là e-learning hay là blended learning đóng gói các thứ như nào, thì đây là cô đã xây dựng đầy đủ học liệu và như bài này là đóng gói là gửi lên và các trường khác là có thể dựa vào để dạy được đấy, chứ không phải là một cái giáo án, mà đây là một cái bài giảng và giáo án khác nhau. Thì đây là bài giảng rất là phong phú, thì đấy là một cái mà chúng ta thấy là đáp ứng với kỳ thi của Hà Nội là khoảng gần chục năm nay rồi. Từ tôi và giáo viên cũng đạt tải cái kỳ thi này, tôi cũng đã làm giáo viên Hà Nội từ 2002-2009, cũng đạt hai cái giải về ứng dụng công nghệ thông tin ở Trung Nam thì độ tí. Thì Hà Nội rất coi trọng cái ứng dụng công nghệ thông tin và năm nào ngày hội về công nghệ thông tin đấy, thì cái đấy là rất là tốt. Thế thì năm nay là ngày hội thông tin STEM đấy, và chúng ta triển khai trình bày các cấp ấy. Thì tôi gợi mở cái bài này một chút này. Đấy, thứ nhất cái yêu cầu cần đạt của nó là tóm tắt được nội dung các bước trồng cây, trồng hoa và cây cảnh trong chậu, sử dụng được một số dụng cụ trồng hoa cây cảnh đơn giản, trồng và chăm sóc được một số loại hoa và cây cảnh trong chậu. Vậy có ba bước. Bước thứ nhất là nhận thức đấy, là nó phải tóm tắt được các bước đấy, tóm tắt yêu cầu cần đạt của môn học cơ, nên yêu cầu cần đạt của bài học nhé. Đầu tiên là tóm tắt được nội dung các bước trồng hoa cây cảnh, nghĩa là cái vấn đề về nhận thức nha. Đấy, đây là đây chỗ này này là cô là nội dung của bài rồi, nội dung của môn thì cô cứ chiếu cái đấy để tí tôi phân tích, đấy cứ để đấy thôi đấy. Hai là sử dụng được một số dụng cụ trồng hoa cây cảnh đơn giản và trồng và chăm sóc một số loại cây hoa đơn giản, đấy là trong môn này là môn công nghệ lớp mấy, lớp 4. Thế thì bình thường ấy thì đây là cô đang để là bài học rồi không sao, nhưng mà nếu mà để cái yêu cầu cần đạt ấy, thì chỉ yêu cầu cần đạt này là môn chủ đạo này là phải yêu cầu cần đạt trong chương trình, thì chúng ta tránh hiểu lầm nhé. Tôi cũng phải phân biệt rất rõ, Hà Nội thì chúng tôi ít mà đi các tỉnh chúng tôi phân biệt rất rõ là chúng ta không dạy học theo một sách nào cả mà chúng ta dạy học theo chương trình, nên là trong những cái kế hoạch bài dạy đấy là chúng ta thường là phải có yêu cầu cần đạt của môn học, có yêu cầu cần đạt của bài học. Yêu cần đạt bài học thì tối thiểu phải bằng yêu cầu cần đạt của môn học, còn về nguyên tắc được cao hơn đấy, bởi vì là năng lực học sinh mà. Thế thì cái này đấy làm những cái mà để ta tham chiếu này, còn tất cả những cái mà chúng ta mô tả là yêu cầu cần đạt của bài học đấy, thì các thầy cô lưu ý. Không có, nếu nó mất cái yêu cầu cần đạt của môn học là ta không có cái mạch để ta phân tích đâu, bởi vì về nguyên tắc là cái đó là cái tối thiểu. Đấy, đấy. Thế thì nó có 3 bước là tóm tắt các bước, sử dụng các dụng cụ và trồng và chăm sóc được một số cây hoa cây cảnh. Thế tôi nói như vậy. Thì STEM là thế nào? Thì bình thường tóm tắt là chúng ta sẽ nêu luôn các bước trồng hoa và cây cảnh như thế nào. Chúng ta giới thiệu các dụng cụ trồng hoa và cây cảnh, sau đó chúng ta cho học sinh thực hành trồng hoa và cây cảnh. Đó là các cái bài học và những tốt như thế đó là STEM. Mà thế là chúng ta đang theo cái thuyết hình vi. Nghĩa là chúng ta nêu các bước này, xong cho học sinh luyện tập củng cố bằng cách sử dụng dụng cụ và chúng ta chờ, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chuyển bài STEM thế này. Đầu tiên chúng ta phải đặt ra một cái vấn đề gì để cần trồng cây. Đấy, vấn đề gì trồng cây. Ví dụ là bây giờ chúng ta trang trí lớp học, thì cái trang trí lớp học ta hiểu hai nghĩa. Là nếu lớp học mà không có cây á, không có các đồ trang trí thì nó sẽ là rất ồn và rất là gì nhỉ? Vậy thì trang trí là để làm sao nhỉ? Trong lớp học nó giảm cái độ gì ổn như. Hai là lớp học á là một cái nơi đây này đấy, nó phải hài hòa đấy giữa các bạn và môi trường. Thế thì chúng ta phải có cây gì, cây xanh. Thì câu hỏi đặt ra là theo các con thì chúng ta nên trồng những cây gì trong gì nhỉ, trong lớp.
các con đang trồng cây trong lớp, bởi vì nó phải gắn với cuộc sống của nó mà. Và cuối cùng là nó học xong nó phải trồng cây trong lớp ấy. Và những người sau khi cô học xong ấy, cô chạy sang thì cô yêu cầu nó trồng trong lớp ấy, thì bây giờ là trồng trong lớp mới là mục tiêu, chứ không phải là cách trồng cây là mục tiêu. Vì cái cách trồng cây nó sẽ được học trong quá trình nó tìm cây trồng trong gì nhỉ, trong lớp đấy. Thế thì sau khi mà nó ra rồi, con muốn trồng cây này, con muốn trồng cây này, con muốn trồng cây này, cô mới tích hợp về cái môn tự nhiên xã hội. Ở đây là đến lớp 4 là môn khoa học bài, là chủ đề thực vật lớp 7. Thì những cây nào nên chọn trồng trong gì nhỉ, trong lớp, là cây có hoa hay cây có gì nhỉ, lá hay cây có gì nhỉ, quả, cây có mùi hương hay là cây không có gì nhỉ, mùi, cây to hay là cây gì nhỏ, cây ưa nước hay cây ưa gì nhỉ, sáng. Bởi vì cái đấy nó đã học là ở ngay lớp 1, lớp 2, lớp 3 nó đã học về gì rồi, cây cần gì để sống rồi mà. Thì cái đây ta chỉ có tích hợp thôi. Thế thì nó mới ra, con nghĩ cây này, con nghĩ cây kia, con nghĩ cây này, con nghĩ cây kia, tròn ra để ba là đấy là ta đang vận dụng kiến thức, được chưa? Thế thì xong. Vậy thì bây giờ cô mới đặt ra là cô có 6 nhóm đúng không ạ? Giả định cô 6 nhóm đi. Thế thì cô mới đặt ra là thế thì theo các con, chúng ta là đề xuất rất nhiều cây, nhưng chúng ta có 6 nhóm, mỗi nhóm được chọn 2 cây, thì các con chọn cho cô các bạn cây nào? Cô làm là cái sơ đồ, thế các con chỉ có chọn cây thôi. Và chọn cây nào các con phải biết đặc điểm cây đó. Đấy. Sau khi chọn xong, cô mới đến đề thứ 2. Thế thì có cây rồi, ta trồng như thế nào trong lớp? Thì lúc này mới đến cái vấn đề là tóm tắt các bước trồng cây và sử dụng được các bước trồng gì nhỉ? Cây chưa trồng nhé. Trồng như nào là pha này, pha thiết gì nhỉ? Thiết kế. Pha thiết kế. Thế thì cô vừa rất tốt là cô sẽ dùng cái kéo thả để cho học sinh lựa chọn đấy. Đấy. Thế thì bây giờ là khi học sinh nó kéo thả lựa chọn là để nó biết các bước trồng gì, cây, tóm tắt được các bước trồng cây. Thì bây giờ mình để lên cái thứ hai, bởi vì tại sao như thế? Vì lớp 1, lớp 2, lớp 3 nó đã học về gì rồi? Chủ đề thực vật rồi. Và nhiệm vụ của mình là qua bài này mình chốt được các bước trồng cây là như thế nào. Đấy, thì học sinh là cây trồng như thế nào? Thì con sẽ dùng cái nọ, con sẽ dùng cái kia, vân vân. Nó nêu ra các bước và nó mô tả các bước. Thì cô là có một cái bài là đấy, từng bước một. Thì cô đã sắp xếp các bước rất rõ. Thì người ta yêu cầu cái là tóm tắt được các bước mà, sử dụng được một số dụng cụ mà. Thế thì các con hai cách làm. Cách thứ nhất là các con sẽ đề xuất và cuối cùng ta chốt các bước. Cách thứ hai là ta đưa ra các bước và các con phải gì nhỉ? Sắp xếp các bước. Hai cách đấy có hai cái phát triển được khác nhau. Nếu học sinh chưa bao giờ trồng cây, nó không nêu được các bước trồng cây, thì nó đi sắp gì nhỉ? Sắp xếp. Còn nếu nó đã học rồi, nó biết rồi, thì ta phải gợi mở nó, vì đó là kiến thức gì nhỉ? Nền. Đấy. Con thế này nó nói ra 5 bước được thì nó mới đạt được câu hỏi, nó mới mô tả, nó mới giải thích được theo yêu cầu của về mặt gì ạ? Năng lực. Thế thì khi đó thì cô mới chiếu cái bước này lên. Vậy thì theo các con, các bước đấy của các con tương ứng với bước nào mà cô đã gì nhỉ? Chuẩn bị ở đây. Thế nó bảo cô ơi, con là bước 1, của con có 6 bước cơ, con thiếu một bước, vậy bước của con là gì? Nó phải bảo vệ quan điểm của nó. Thì lúc đấy nó mới ra được cái bản chất là nó phải giải thích được, nó phải tìm được các cái gì nhỉ? Lời để mô tả. Còn nếu nó rất đơn giản, nó chỉ kéo thả các thứ này thôi thì nó không bật ra được cái năng lực của nó. Bởi vì tôi đã chiếu cái khung năng lực rồi, mình cần nó biểu hiện cái gì thì mình phải có hoạt động tương gì nhỉ, tương ứng. Còn nếu mình cho nó hết thì không bao giờ nó biểu hiện ra. Đấy, thì mình phải làm biểu hiện ra, nhất anh có làm được cái gì đấy. Thế thì cái đó nó sẽ giải quyết được vấn đề là gì? Là tóm tắt được, nhưng không phải là cái cô đưa ra, mà là các con đưa ra rồi các con tóm gì nhỉ? Tóm tắt được các bước. Và cuối cùng cô chỉ chốt thôi. Vậy là các con đưa ra rất nhiều bước, có bạn đưa ra nhiều hơn, ít hơn, nhưng chúng ta sẽ là các bước như thế nào? Bước 1 là gì? Chuẩn bị giá thể, chuẩn bị này. Bước 2 cho cái thống nước, bước 3, bước 4 như thế này. Các con đã thấy rằng là làm như thế này ở đâu chưa? Đấy, phải gắn với kinh nghiệm của nó. Có rồi hoặc chưa có là cái chuyện rất bình thường. Con thấy rồi, con làm rồi. Vậy các con nhớ các bước nha, nốt lại cho cô. Tí nữa các con sẽ đề xuất các cách trồng cây của con, bởi vì nó còn liên quan đến nữa là sử dụng đồ dùng và một số dụng cụ đơn giản. Găng tay là một, xẻ là hai, rồi các cái giá thể là thứ là ba. Thì sau khi nó ra các bước rồi, đấy là cái kiến thức nền, được chưa nào? Bây giờ là các con hãy dựa vào các bước đó thiết kế cho cô cái chậu hoa của các con. Đấy, thiết kế là như thế nào? Là nó phải mô tả cái gì nhỉ? Chậu mô tả cái gì đó? Cây nêu các gì nhỉ? Bước. Sau khi nó làm xong như thế rồi, nó trình bày con sẽ trồng cây. Nếu nó trồng cây kia thì là gần như là không có sự khác nhau mấy, nhưng có đứa nó trồng cây khác chứ, đúng không ạ? Thế thì nó sẽ phải mô tả sự khác nhau
Thế thì ta mới đặt ra vấn đề là sau khi trồng cây thì khi các con thiết kế các bước, các con mô tả cách chăm sóc và bảo vệ gì cây. Đấy, thì đây là cách chăm sóc và bảo vệ cây nhé. Chưa yêu cầu nó chăm sóc, chưa yêu cầu nó trồng, vì nó chỉ là nêu cái cách chăm sóc, vì cái pha thiết kế đấy nó mới bật ra cái kiến thức của nó. Còn nó mà trồng nó tưới rồi thì không có kiến thức nào để đấy. Đấy, nó phải trình bày được cái cách chăm sóc và bảo vệ cây. Con sẽ tưới, ở trên cây đấy của con là cây ưa nước hay không ưa nước, nó đi tưới nước cây xương rồng thì hỏng ăn rồi, đúng không ạ? Ồ thì giờ cây hoa hồng mà nó cũng thường xuyên tưới nước thì cũng hỏng ăn đó. Thì hoa hồng là tưới gốc hay là tưới lá, hoa hồng mà cứ rót nước từ trên xuống thì cũng hỏng hết rồi. Đấy, thế thì cái đó nó gây ra được cái vấn đề là nó vận dụng kiến thức vào, hiểu biết về, mà mục đích của chúng ta là gì, là nó phải huy động kiến thức mà vào bối cảnh. Thì cây của nó, cách thì nó nghĩ, tôi ta chỉ có điều chỉnh thôi, anh chẳng có áp đặt cái gì cả. Thế thì khi nó đưa ra các cây như thế, tôi giả định thôi, hai cây này chẳng hạn, có chăm sóc như nhau không? Hai cây này có chăm sóc như nhau không? Vậy thì nếu nó đề xuất cây này thì nó phải biết cách chăm sóc, nó không biết cách thì lúc đấy là cái cơ hội để ta dạy nó, được chưa? Đấy, nhưng mà thì ta nói là bước 1 là phải là tỉa hoa rồi tìm sâu, bước 2 là phải tưới, bước 3 thì nó không bật ra được. Nghĩa là chúng ta đã áp dụng máy móc và nó không ứng dụng cho đời sống. Vậy thì nó nói nó có thể đúng rồi sai, nhưng cái nó sai là cái cách đặt cơ hội để ta chữa cho nó để nó đúng. Còn nếu nó đúng rồi thì nó mừng quá rồi, biết đâu. Đấy, vậy thì một cây là trồng để lấy lá để hấp thụ, một cây trồng để lấy gì nhỉ? Hoa, hoàn toàn có thể cách chăm sóc khác gì nhỉ? Khác nhau. Thế thì nó bật ra cái đó mới là cái mình mong muốn. Cái cây này chỉ là đồ dùng phương tiện để dạy cái bài đấy thôi. Đấy, chứ không phải là mục đích cuối cùng của mình là cái cây. Đấy, thế thì sau khi nó làm xong rồi hết rồi thì có hai cách cô xử lý vấn đề này. Nó đưa nhiều cây quá làm sao mình biết nó trồng được? Hai là nó đưa nhiều cái lọ quá làm sao biết được? Thế thì nó mới ra vấn đề là cô chỉ chuẩn bị được một số loại cây như thế này. Thế chưa? Tuyệt đối cô không dùng cái cây gì đâu, cô nhổ cây lên giống kiểu là để cô để giới thiệu nó đâu. Mà cô vẫn phải để vào một cái gì nhé? Giá thể. Được chưa ạ? Hai là lọ này, cô đang dùng lọ này cũng được. Nhưng mà nếu lọ này thì nó lại chưa đưa ra được cái trồng và chăm sóc cây hoặc sử dụng một số đồ dùng, thì nên là cho các con sáng tạo ra từ các cái chai hoặc là một bằng giấy được. Nhưng cây xương rồng nó hoàn toàn nó trồng bằng giấy được chứ, bởi vì nó có ưa nước đâu mà nó. Thế thì cái đó mới là giúp nó là tạo được giá thể này và tạo được cái gì nhỉ, cái mình để trồng gì nhỉ, trồng cây. Đấy, thì lúc đó cái lớp của cô ấy, nó mới trở thành một cái vườn thực vật. Đấy, và tại sao mình nói với thầy các thầy cô là nó phải vận dụng được vào cho chính cái lớp của nó. Còn hàng ngày nó chăm sóc cây thì đấy là nhiệm vụ các thầy cô giao. Nhưng khi nó đưa ra được ý tưởng của nó với cái bài học này thì là cả một cái vấn đề thực tiễn của sinh. Và đương nhiên đến lớp là nó cũng chỉ tìm cách cây của nó để nó chăm sóc và bảo vệ thôi, thì nó càng tốt mà, chúng ta có vấn đề gì đâu. Đấy, tránh trường hợp là ta dạy nó mà cái kiến thức đó chỉ kết thúc ở bài học mà không ứng dụng thực tiễn. Người ta nói rằng là kết nối bài học á với cuộc sống, đưa cuộc sống vào trong gì nhỉ, bài học là vậy đấy. Nếu xa với nó quá là nó không có một cái gì để nó linh đến kiến thức đó, bạn học là quan trọng và ta phải rất gần với nó đấy. Thế thì nhìn với bài nhân này của cô này là sau khi xong hết các bước rồi thì cô mới đặt ra vấn đề đây nha, đặt ra vấn đề nha. Một là cô cho nó trực tiếp trồng cây trên lớp nếu cô còn thời gian, bởi vì chúng ta chỉ có 2 hoặc 3 tiết thôi mà trồng cây và chăm sóc cây không hề đơn giản thế nào. Hai, cô giao luôn là với phương án của các con như vậy thì các nhóm trồng và quay video lại có lời bình cho cô, giống như cô đang đưa bạn là cô tích hợp cái gì nhỉ, cô tích hợp cái học sinh lên nó nói các bước trồng ấy, đấy thì là nó sẽ quay lại và nó cắt lại, nó nêu các bước, thì lúc đấy ta đạt 2 yêu cầu: một là nó được thực hành trồng cây, hai là nó nói được, nó tóm tắt được các bước nó trồng cây. Vậy cái video đó nó là một cái cách thức để chúng ta gọi là đánh giá thông qua sản gì nhỉ, sản phẩm, kiến thức nó đạt được, kỹ năng nó có, chứ không nhất thiết là phải cả lớp nó mang cây ra nó trồng đâu. Bởi vì nó mang ra sân trồng là một là nó vương vãi, hai nữa là đây là một giờ học, được chưa? Thì nó trồng ngay trên lớp và ta phải chuẩn bị rất nhiều cây, rất nhiều giá thể cho nó. Nhưng ở đây cái mục tiêu là nó trồng được và sử dụng được cơ mà, thì nó có thể trồng ở nhà, nó quay video lại, hôm sau nó mang lên lớp, nó đặt lên đây, chả có vấn đề gì cả.
đúng rồi, đất nước Palette này, hoặc video đăng lên trang của trường này, hoặc trường làm một cái gì nhỉ, clip học sinh với lại cây xanh này. Những cái đó là những cái hoàn toàn chúng ta có thể khai thác từ bài STEM. Học sinh cũng thích cái điều đó, và nó biết là nó đóng góp cái đó cho việc để làm đẹp trường mà. Thay vì là bỏ 30.000 hay 50.000 ra mua một cây mà lên tặng lớp, thì bây giờ nó là bài học. Nó bỏ 10.000 ra được, bố mẹ nó muốn thì trồng cây đồng tiền cũng được, chả sao cả. Nhưng vấn đề của chúng ta là gì? Là qua cái đó ta đạt được yêu cầu của một bài gì nhỉ? Bài học STEM. Đấy, thì nếu có lập clip hay là thi rồi người ta nhìn thấy, người ta dạy được ngay và thật ngay. Ứng dụng công nghệ thông tin có không? Tiến trình có không? Và bài học cũng chỉ diễn ra trong 2 đến 3 thì nhỉ? Bạn biết là các bước là nó rất là rõ ràng về cái việc mà học sinh ấy với làm mình làm chủ. Đấy, thì theo tôi nghĩ thôi là với một cái cách dạy một bài này 2 hoặc 3 tiết thì chúng ta bám chặt lên cái vấn đề của một cái lớp học thì học sinh nó sẽ phát triển được cái năng lực của học sinh. Đấy, còn một trong những cái mục tiêu mà chúng tôi mong muốn ấy là cái STEM nó không phải là ý thức nhất, mà cái STEM nó là giải quyết vấn đề thực tiễn. Thì chúng ta nắm làm sao được với cái thực tiễn mà học sinh nó sống ấy, là chúng ta thành công. Đấy, còn tiến trình thì nó đơn giản như thế, tôi cũng thích rồi. Đấy, thì ở Hà Nội thì nó đưa ra cái là chúng ta xây dựng bài giảng là e-learning, nên tất cả cái này cô phải số hóa hết từng bước một. Đấy, hiện nay là cô đang sử dụng các hoạt hình và các tính năng rất là tốt, nhưng mà như là hướng cực của cô đấy, nếu nó quay video á mà nó số hóa được đấy thì nó là video rất là thật, và khi quay lên người ta nhìn thấy học sinh làm nói được thế thì đó là đã là cái kết quả rồi. Đấy, thế còn cũng giống như ở trường kia là các thầy cô làm video clip rất là hay, nhưng mà thực tế là khi làm thì vất vả lắm. Từng cái kịch bản là chúng tôi cũng hỗ trợ theo cái cách là nên làm thế nào. Đấy, thì các thầy cô ở đây hình dung là gì, cứ học sinh thì nó làm thật này, nó nói thật này, và nó đạt được cái yêu cầu là nó giải quyết vấn đề thực tiễn là chúng ta đạt được yêu cầu của STEM. Đấy, còn các thầy cô lưu ý là tránh cái chúng tôi vẫn gọi đấy là tránh cái áp lực gọi là cưỡng bức với học sinh, đó là bắt nó làm theo cách mà mình nghĩ, mà bây giờ được ngược lại là nó làm theo cái nó nghĩ mà mình điều chỉnh cái nó nghĩ theo cái tiến trình mình muốn gì nhỉ. Dạ, thì nó cũng vui và mình cũng gì nhỉ, cũng vui. Đấy, chứ không có là mình sẽ ăn người để chỉ có đi sự chất tự đấy. Đấy, thì một bài học đấy, thì bài học nó sinh động hay không nó có nhiều yếu tố, nhưng một trong những yếu tố là học sinh nó biết nó làm được cái gì thì nó thành công. Đó, thì đấy là tôi sẽ chia sẻ một chút với các thầy cô về cái bài này. Thế là nhìn chung là một cái bài này là nó rất phong phú, nó giúp rất nhiều dữ liệu để các thầy cô làm. Đấy, và ở đây là cô lại rất vững về công nghệ thông tin, cô làm rất là tốt. Thì cái vấn đề là hai cái, một thế giới thực và một thế giới ảo, chúng ta kết hợp lại. Nhưng cái người học là người ta phải thể hiện được cái vai trò của mình. Và chúng ta càng giảm cái chúng ta áp đặt cho học sinh đi, kể cả kiến thức, thì học sinh càng thu được nhiều kiến thức. Nó không dốt đâu, giờ nó giỏi lắm. Với thật, rất giỏi đấy. Chúng ta chỉ là dễ mở thôi. Chắc không được nhé. Như vậy thì qua hai bài thì chúng tôi thấy rằng là các thầy cô đã chuẩn bị rất chu đáo. Và như cái bài này này là chúng ta thi đến là rất là tốt. Tại sao tôi nói là thi là rất là tốt? Bởi vì các thầy cô làm rất là rõ nét. Đấy, và cái từ đây là cái ứng dụng công nghệ thông tin. Thế thì bây giờ còn một cái phần nữa tôi muốn trao đổi, chia sẻ các thầy cô thôi, là kiểm tra đánh giá. Vì tôi có đọc qua cái kiểm tra đánh giá các thầy cô, cái bài đánh giá ấy, thì chúng tôi thiết kế là như thế này. Chúng ta cố gắng một chút nhé, bởi vì một buổi chiều ít quá, anh muốn ra chơi bình thường là một ngày thôi, nhưng thôi chúng ta cố gắng ở đây để các thầy cô tập huấn nhiều rồi. Đây này, các thầy cô lưu ý này, đây là yêu cầu cần đạt của môn học, đây là yêu cầu cần đạt của bài học, và đây là cái phiếu đánh giá. Đây là một bài mà giáo viên ở một tỉnh người ta thi bài giảng STEM, thì chúng tôi cũng may mắn là được đề xuất tiêu chí và được chấm một số cái và được tham gia tổng kết. Thế thì nếu các thầy cô nhìn ba cái này, yêu cầu đạt môn học, yêu cầu đạt của bài học và cái tiêu chí đánh giá, thì các thầy cô thấy rằng nó có liên quan gì nhau? Các thầy cô thấy nó liên quan gì nhau? Trong môn toán, người ta yêu cầu là nhận biết được cách thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê trong một tình huống đơn giản, trong trình cho trước, đọc và mô tả các số liệu dạng bảng, nêu được một số nhận xét đơn giản từ bảng số liệu. Người ta đưa thành yêu cầu cần đạt của bài học,
là Vân dùng thu thập phân loại, kiểm đếm và ghi chép một số tình huống trong thực tiễn. Nếu được sự cần thiết làm sổ tay theo dõi thì là người ta làm cái sổ tay là theo dõi các bạn đọc truyện ở tổ. Nếu được một số công cụ chiếc kéo sử dụng ở điện có sẵn cho thực hành hợp tác thì trên trang nhỏ và đánh giá sổ tay từ 2 trang trở lên, các trang giá trang nội dung kẻ trang được các trang được các đối đẹp mắt. Vậy thì nếu đánh giá là yêu cầu cần đạt tối thiểu phải bằng yêu cầu cần đạt của môn học thì các thầy cô xem đã được chưa? Nếu nêu được một số nhận xét đơn giản thì bảng số liệu đã có chưa? Đúng chưa có đúng không? Đọc và mô tả số liệu ở dạng bảng có chưa? Chưa. Vậy chỉ có mỗi một cái là gì thôi ạ? Vậy là nếu dạy như thế thì gần như là 2 cái cuối là bỏ. Thì đánh giá có liên quan gì đến không? Sổ tay từ 2 trang, các trang ở đây. Vậy đánh giá như này thì coi như yêu cầu cần đạt là không được đánh giá. Thế thì khi chúng tôi gặp này chúng tôi thấy nguy hiểm quá. Nghĩa là người ta yêu cầu là gì này? Đánh giá là đánh giá yêu đạt thì không đạt yêu cầu phải đạt. Nó học sinh nó có thể rất tốt nhé, kệ nó. Những nhiệm vụ chúng ta làm phải hoàn thành yêu cầu cần gì nhỉ? Cần đạt. Đạt không? Đạt là chúng ta thành công. Còn không đạt là chúng ta sẽ là không thành công. Người ta nói là bám sát yêu cầu cần đạt, đánh giá theo yêu cầu cần đạt và các hình thức đánh giá là theo hướng dẫn mà. Đây, thế thì nó phải ra như thế này mới đúng. Đây, đây là yêu cầu cần đạt của môn học và đây là đánh giá. Còn yêu cầu cần đạt bài học thế nào tôi chưa nói nha. Thứ nhất là cái này bài xe ô tô chạy bằng pin. Đấy, thì môn công nghệ này là môn chủ đạo này. Chúng ta tập trung vào môn chủ đạo nhé. Đấy. Kể tên nhận biết được các chi tiết của bộ lắp ghép mô hình ra điện trạng tin. Người ta yêu cầu kể tên và nhận biết thì chúng ta phải có gì? Thiết kế thân xe, bánh xe bằng có các dạng hình học đơn gì nhỉ? Đơn giản. Nghĩa là cái bộ lắp ghép này này, chi tiết này này thì nghĩa là ta phải yêu cầu học sinh nó nêu lên. Ta không yêu cầu nó nêu được các chi tiết mà nó ta phải nêu là có cái dạng nào đó. Đấy, để nó phải đưa ra. Lắp ráp vận hành được mô hình xe điện chạy bằng pin. Vậy lắp ráp và vận hành được đúng không ạ? Thì phải xe có cánh quạt chạy được bằng động cơ điện. Thì nó còn lắp ráp và vận hành được mà. Thì nó phải lắp được cái xe. Và xe này phải gì nhỉ? Chạy được. À, tiếp này. À, vẽ phác thảo nêu được ý tưởng thiết kế một sản phẩm công nghệ đơn giản. Vậy có vẽ phác thảo thế là bản thiết kế. Thì thiết kế thân xe, bánh xe bằng bìa này. Được chưa? Có chất cán thì đây là bản nêu thể thiết kế. Thiết kế được một sản phẩm thủ công, kỹ thuật đơn giản theo hướng dẫn thì thiết kế được biết là xe chạy được thẳng và gì nhỉ? Chắc chắn. Vậy thì 3 hay 4 tiêu chí đánh giá là quyền của thầy cô. Nhưng cuối cùng ấy thì đánh giá theo tiêu chí này là nó phải đạt đây. Vậy thì khi như này thì nó có 2 cái sản phẩm. Sản phẩm thứ nhất là bản thiết kế. Sản phẩm thứ hai là cái gì nhỉ? Cái xe. Thì bản chất người ta gọi là đánh giá học sinh là theo cái đạt cái này chưa này. Thì thông qua sản gì nhỉ? Sản phẩm. Người ta gọi là thông qua sản phẩm để đánh giá học sinh chứ không phải đánh giá sản phẩm. Ô tô nó đẹp hay ô tô nó không đẹp không quan trọng đến người giáo viên, là sản phẩm người giáo viên học gì học sinh. Vậy ta phải đánh giá được học sinh. Đấy, thì các thầy cô lưu ý là khi check các bài các thầy cô cứ dựa vào cái tiêu chí. Vậy thì yêu cầu cần đạt như thế này, em đánh giá yêu cầu cần đạt thế nào? Không có đánh giá yêu cầu cần đạt đấy thì không ai chắc chắn nó đạt đấy chưa. Đấy, thế thì cái đấy là rất rõ về cái chương trình. Ví dụ đây nữa, nó yêu cầu cần đạt này, đây yêu cầu cần đạt là của bài học này, thực hiện được vẽ hình vuông, hình chữ nhật bằng lưới ô vuông, đây là của lớp 1 nhé. Thì cái này bản thiết kế có sử dụng các hình phẳng đã học trên lưới ô vuông. Đấy, nghĩa là khi mà sản phẩm là bản thiết kế đúng không ạ? Đấy thì có rồi, giải quyết được một số vấn đề thực tiễn liên quan đến việc tính diện tích hình vuông, diện tích hình chữ nhật, có ghi tên kích thước các cạnh của từng hình nhé. Từng hình mà chúng ta yêu cầu với kính 10mm. Lúc này là nó đếm ô vuông nhé. Lớp 1 là nó chưa gì nhỉ? Nhân. Mà nó chỉ đếm ô vuông thôi, mấy ô vuông các thứ thôi. Đấy là các thầy cô giải toán lớp 1 đấy. Thực hành sử dụng vật liệu đơn giản phù hợp cắt xé giá ghép để tạo bản thiết kế đơn giản để môn kỹ thuật. Bản thiết kế rõ ràng này, phù hợp với mục đích sử dụng này. Đấy. Thì trình bày tự tin, trình bày ý tưởng, cơ hội hình thành. Thì cái này là các phẩm chất, các phẩm chất ở đây. Và môn chủ đạo, đấy là môn đấy. Vậy thì yêu cầu của bài học á là như thế nào thì cũng phải tham chiếu được với lại cái tiêu chí đánh giá. Đấy kiểm tra đánh giá. Đây, ví dụ như bài này nữa này. Bài này là vòng xoay ngẫu nhiên. Cái này là người thiết kế An Giang họ dạy thành một bài của cấp tỉnh. Thế thì người ta yêu cầu này, một số yếu tố xác suất. Bài này là dạy khó dạy nhé.
làm quen với việc mô tả những hiện tượng liên quan tới các thuật ngữ có thể, chắc chắn không thể thông qua một vài thí nghiệm trò chơi hoặc xuất phát từ thực tiễn. Đấy, yêu cầu cần đạt ở môn toán là khá phức tạp đấy. Bởi vì các thầy cô thường là bảo là những bài nào dạy được bằng bài STEM thì chúng tôi nói một cách đơn giản đấy, tiến trình STEM các thầy cô phải vận dụng vào để dạy các bài, và các bài đó làm sao thể hiện rõ quy trình tìm tòi khám phá hoặc quy trình gì nhỉ, thiết kế kỹ thuật để giúp học sinh chiếm lấy kiến thức và biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Thì đấy là của chương trình. Thế thì nó như này này, đánh giá này thì đây là mô tả bài học này, mô tả bài học và sử dụng được các từ có thể, chắc thể có thể để mô tả được điều nguyên nhiên mà tôi vừa nói các thầy cô đấy. Thì giờ cái mô tả này và cái yêu cầu cần đạt kia này, bản thân mô tả này nó phải đáp ứng cái yêu cầu cần đạt của môn học, và ta đánh giá là đánh giá cái yêu cầu cần đạt kia. Nhưng thông qua này, vòng xoay được hình thành nhiều phần, mỗi phần thể hiện một khả năng bất kỳ, bởi vì nó gọi là ngẫu nhiên mà, không phải có nhiều phần và mỗi phần là ngẫu nhiên rồi. Có thể chỉ vào vị trí ngẫu nhiên, sản phẩm chắc chắn được sử dụng được nhiều lần, bởi vì đây nó sang vòng quay. Thế thì từng cái bước thiết kế như thế này thì chúng ta hiểu là đánh giá là phải đạt được cái này. Còn mô tả bài học hay là yêu cầu cần đạt của bài học thì nó có thể rộng gì nhỉ, rộng hơn. Nhưng nếu không đạt được cái này này thì bài học nó coi như không đạt, bởi vì nó gọi là yêu cầu cần gì đạt. Khác với năng lực nhé, năng lực người ta chỉ tuyên bố ở cuối cấp học là phải hình thành cái năng lực đó, vì mỗi một môn học người ta có một năng lực đó để người ta biểu diễn các biểu hiện của nó, và được hình thành sau khi học sinh học xong cái cấp học đó. Còn yêu cầu cần đạt là từng bài thì phải đạt được yêu cầu cần gì nhỉ, cần đạt. Nếu bài đó mà không đạt yêu cầu cần đạt thì coi như là chưa xong. Nên gần như là trong các mạch nội dung là yêu cầu cần đạt là không lặp lại, được chưa? Còn năng lực là cả một quá trình học. Đấy thì các thầy cô lưu ý giúp, không có là nhầm lẫn. Và đánh giá năng lực. Đấy, năng lực là gì? Năng lực là người ta mô tả nó tìm được tự nhiên. Thì cái năng lực đó nó hình thành ở cuối cấp học, thì người ta mô tả cho cả cấp học, chứ không phải mô tả trong một bài gì nhỉ, bài học. Còn yêu cầu được đạt là trong một bài gì nhỉ, bài học. Đấy thì các thầy cô cố gắng để chúng ta đưa ra. Như vậy thì đấy là cái trao đổi với thầy cô, là cái đánh giá thì các thầy cô cố gắng là để các thầy cô là đưa ra được một cái đánh giá nó phù hợp. Và tôi sẽ chiếu nốt cái slide cuối cùng, chúng ta cũng 5 giờ rồi. Đấy, đấy chúng ta không ra chơi thì các thầy cô cũng mệt. Thì cái này các thầy cô chụp hình là cái này là ngày hội STEM. Kết thúc tất cả các cái giai đoạn học là nên có một giai đoạn tổng kết. Thì lúc đó ngày hội STEM là của lớp hoặc của trường là một trong những hình thức. Còn ngày hội STEM của phòng giáo dục của thành phố thì nó lại không như khác. Còn đây là ngày hội STEM của lớp, của trường. Thì có một cái rất quan trọng đây này. Đây, tôi nói lại này. Tạo cơ hội để nhà trường giới thiệu kết quả giáo dục với cha mẹ học sinh, với xã hội và các giáo viên hiểu thêm về ý nghĩa của việc vận dụng đổi mới phương pháp STEM trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Từ đó tạo sự đồng thuận với tinh thần các thứ ở đây. Thế thì học sinh á là tham gia các hoạt động STEM dưới dạng là xã hội hóa hay không, thì cuối cùng người ta cũng sẽ hỏi con người ta thôi là hôm nay lên lớp thì học cái gì, làm cái gì. Thế thì con cháu nó nên nói là bình thường thôi, nhưng mà nhà trường thường có một năm là chúng ta có những cái ngày gọi là hội, chúng ta gọi open day hoặc là school day, để cha mẹ người ta vào, người ta biết rằng là con người ta học được cái gì, làm được cái gì. Thì hiện nay là ngày STEM nó phải đáp ứng được yêu cầu đó. Còn mà phụ huynh là khác, còn phụ huynh còn rất nhiều vấn đề. Thế thì cái ngày hội STEM là tạo cơ hội như thế này. Và hiện nay là các trường dân lập làm rất tốt cái điều này. Đấy, còn các trường công lập thì hơi e rẻ. Chẳng e rẻ đâu. Bởi vì học STEM hay là học kỹ năng sống thì cuối cùng người ta cần cái biểu hiện là sản phẩm học tập của con là cái gì. Nghe ví dụ là trường đặt ra là 20 tháng 11 đến 19 tháng 11 đấy, thì có là buổi sáng là meeting, buổi chiều là các con trưng bày sản phẩm, giới thiệu sản phẩm hay mời phụ huynh đến tham quan, hay là ngày hội các con làm gì đó, thì đấy là quyền của chúng ta thôi. Và chúng ta hoàn toàn công báo là đấy lớp 5 thì đang chủ đề này và các con đứng ra con trình bày. Ví dụ cái mô hình này này là bình thường chúng ta làm xong cái này nhá, chúng ta làm xong cái này này là một là chúng ta ấn vào tủ, hai là cất, ba mang về nó vứt đi, thì chúng ta giữ lại ở góc học tập á, trên lớp ấy, để một con rồi. Thì đến cái ngày đấy là các con sẽ làm ra gì nhỉ, tự các con sẽ giới thiệu. Thì chúng ta phải đặt ra này, nhiệm vụ rất đơn giản là mỗi lớp nếu có điều kiện nhé, thiết kế một gian trưng bày và cử người giới thiệu cho các bạn đã làm.
thì nó làm 5 bài, 10 bài nó giới thiệu thì cha mẹ lúc đấy lại là khách hàng. Đấy là một cách nhé. Cách thứ hai là bây giờ là chúng ta sẽ giao cho lớp 5, ví dụ khối 5 học cái này chẳng hạn, thì các khối 5 chọn một chủ đề để hướng dẫn các bạn đến đấy để trải gì nhé, trải nghiệm. Thì các con sẽ hướng dẫn là làm như thế nào, ví dụ là học về cái trồng cây, thì đương nhiên cái đấy chúng ta phải xã hội hóa như ngày hôm nay. Thế thì cái ngày đó là giúp các con làm gì, là tạo sân chơi khoa học kỹ thuật, góp phần định hướng nghề nghiệp cho học sinh, giúp em hiểu biết được ý nghĩa sản phẩm khoa học công nghệ có thể phục vụ chính mình trong tập cuộc sống. Thì cái đấy là cái mục tiêu nhé. Đấy, cần lan tỏa niềm đam mê này, đấy các thứ thì chúng ta ở đây. Đấy, còn đối với giáo viên chúng ta là góp phần chia sẻ kinh nghiệm. Đấy, ví dụ như những ngày hội ấy là nơi mà chúng ta đến để chúng ta thấy học sinh làm cái gì, thì chúng tôi đã phải tổng hợp vào cái cục đó. Như vậy thì ở đây tôi xin trao đổi tóm tắt lại các thầy cô này. Bản thân STEM nó nằm trong chương trình giáo dục 2018, chứ không phải là chúng ta tích hợp thêm STEM vào trong chương trình đâu. Đấy là cái tôi nói rõ cái thứ nhất nha. Nên là cái bản chất vấn đề ấy, là người ta nói là dạy các môn học theo bản STEM, chứ người ta không nói là mỗi môn học nên chọn một số bài đặc trưng để dạy STEM. Đấy, còn đối với trung học là dạy các môn khoa học cho bài học STEM. Cái thứ hai là tiến trình STEM, tiến trình tìm tòi khám phá là đã được thể hiện trong năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội. Các thầy cô cũng dở ra là các thầy cô thấy. Còn đối với theo tiến trình công nghệ là được thể hiện trong thiết kế kỹ thuật. Được chưa? Ba, cái này các thầy cô lưu ý buộc phải tìm ra những vấn đề gì mà các con nó có vấn đề thực tiễn của con đây nhỉ. Chứ chúng ta dạy mà chúng ta toàn đưa ra một vài câu chuyện thôi, sau đó các con làm nhưng mà nó làm xong nó chả để làm gì cả, thì người ta có cái gì này giải quyết vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể là vậy đấy. Vậy thì không phải là chúng ta dạy theo sách nào cả, mà sách người ta chỉ gợi mở chúng ta thôi. Chúng ta thay cái ngữ liệu dữ liệu á bằng cái mà học sinh chúng ta quan điểm quan tâm, thì cái đấy là sự thành công của chúng ta đấy. Và cuối cùng, dù bất kể bài học nào thì cuối cùng các thầy cô cứ kiểm tra đánh giá theo những yêu cầu của đảng chương trình. Nhiệm vụ của chúng ta là trải nghiệm hay là không trải nghiệm thì cũng thực hiện trong ngày 2018, vì cái năng lực của nó mô tả rất rõ. Vậy thì trong không gian của hai tiết học thì sản phẩm chúng ta ở cái mức như này là rất tốt rồi. Vậy chúng ta còn có không gian nữa cho học sinh là trải nghiệm, thì các con có thể kết hợp với giáo dục kỹ năng công dân số để các con tạo những sản phẩm mới, hoặc là các con có thể tạo ra những sản phẩm để các con có thể tham dự vào cuộc thi, thì đều xuất phát từ bài học. Hiện nay là mỗi lần đi tìm chủ đề thi là các thầy cô họ đổ vào tiếp là rất nhiều, nhưng chính những bài học đó nó là rút rồi. Và khi tôi hướng dẫn là toàn xuất phát từ trong môn học thôi. Ví dụ như cái đường cầu giấy từ đi thi cấp 2 ấy, là cái chủ đề là trái đất và bầu trời cũng chính từ trong môn học thôi. Người ta cũng đạt giải, người ta cũng cử đi quốc gia, những vấn đề gì đâu. Còn chúng ta là chúng lên mạng, chúng ta search, chúng ta tìm, nhưng mà chúng ta không biết nội dung đó từ đâu ra và tự dưng chúng ta sẽ hứng thú. Ví dụ như là xây dựng một mô hình này bằng SCAD chẳng hạn. Vậy học sinh chúng ta cần gì thì học sinh chúng ta đưa ra yêu cầu, học sinh chúng ta thiết kế. Và nó là mới chứ gì, chúng ta bắt chước của ai đâu mà giống ai. Còn lên mạng là kiểu gì cũng bắt chước người khác, người ta đã có rồi. Đấy, thì đấy các thầy cô lưu ý là đừng nhìn đâu cả, nhìn đúng mình trong chương trình, những chuyện diễn ra, chúng ta sẽ ra được cái đây. Đó thì một buổi với 3 tiếng thì xin chia sẻ với cô như vậy, và cảm ơn thầy cô.